chương 766, bất diệt chi thể. Một người trùng, cuồn cuộn về phía trước đánh tới, trong nháy mắt, thì có mấy cổ thạch ma ngẫu bị hủy, tuyên bố rõ ràng chân quân, thương ngô ba hiếu, vợ chồng tu sĩ, tùng lỏng tuyền đạo nhân đợi kim đan tu sĩ, ào ào hướng trước mặt thạch ma ngẫu tấn công mạnh mà đi, chỉ có chút cơ tu sĩ tác chính là điều khiển pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dĩ cầu tự bảo vệ mình. Chính là duy nhất không có chủ động tiến công kim đan tu sĩ, cầm trong tay kim cương mài, hộ vệ Mao Sơn đệ tử hòa vô cực chư nữ an toàn. Cái này một vòng đột nhiên phản công, thanh thế to lớn, trong lúc nhất thời công thủ xu thế hoàn toàn nghịch chuyển, thạch ma ngẫu ở vào hoàn toàn phòng thủ trạng thái. Bất quá những này thạch ma ngẫu không biết không thức, hào không sợ hãi tình cảm, mặc kệ các tu sĩ thế công như thế nào mãnh liệt, những này thạch ma ngẫu cũng là nghiêm nghị không sợ, phá hủy một cụ tự bổ sung một cụ. Nhưng loại này tiêu hao, cho thiên tổ sư lại không vui. Audio điện tử võ tấn bền Những này thạch ma ngẫu là của hắn một cánh tay đắc lực, tương lai muốn cậy vào những này ma ngẫu so sánh cao thấp thiên hạ, ở chỗ này tổn thất quá nhiều, thật sự không có lợi nhất. Tiêu chân nhân, người thật sự rất có thể rằng co. Cho thiên tổ sư hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, một cổ gió lốc tịch đi lên, đem thân thể của hắn cái bọc ở bên trong, về phía trước mang tất cả mà đi. Lúc này, viêm linh chi lưới kiếm uy năng hao hết, cuồn cuộn liệt diễm vì một trong thu, tiêu phàm thân hình lộ ra hiện ra. Hai đầu lưng sát con bọ ngựa cũng đã lâm vào mấy cổ thạch ma ngẫu trong vòng vây, tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng màu gì xét sắc ánh đao vẽ một cái, liền chặt đứt thạch ma ngẫu một đầu cánh tay, hoặc là tại thạch ma ngẫu trên người kéo lên một đạo thật dài lỗ hồng. Bất quá ngay sau đó, tự không thể không tránh né mặt khác thạch ma ngẫu tùy theo mà đến công kích. Mỗi lần phóng ra đều chỉ có thể là kinh hồng thoáng nhìn, Khó có thể đối với thạch ma ngẫu tạo thành quá lớn sát thương. Chỉ có một cụ thạch ma ngẫu rất trùng hợp mà bị chặt đứt cái cổ, đầu rơi xuống, mới xem như tồi hủy diệt rồi. Cũng may hai đầu lưng sát con bọ ngựa tung tính toán tại thạch ma ngẫu trong vòng vây, cũng tiến thối như điệt, thạch ma ngẫu rất khó chính thức xúc phạm tới chúng, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mang tất cả tới gió lốc, bỗng nhiên đã đến tiêu phàm trước mặt, cho thiên tổ sư chân trước vung lên, một đạo cử đại trảo ảnh lộ ra hiện ra, năm ngón tay như cái móc, hùng hổ về phía lấy tiêu phàm đúng ngay vào mặt chộp tới, chảo ảnh phía trên, linh áp bức người, chút nào cũng không tại Hattori giới xử trí phía dưới, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một cổ hoang dã huy áp khí. Tiêu phàm ánh mắt ngưng tụ, thu hồi viêm linh chi lưới kiếm, tay phải năm ngón tay nắm chặt, hô, mà một quyền, về phía trước mãnh liệt đánh ra, trong không khí một hồi nặng nề tiếng ma sát vang lên, lập tức một lóng lánh lấy nhũ bạch sắc quang mang vừa thô vừa to thiết quyền cũng hiện ra đến, đón cực lớn chảo ảnh nghênh đón tiếp lấy. Cho thiên tổ sư không khỏi đại hỷ. Sớm chỉ biết tiêu phàm là kiêu ngạo nhân, y theo cái kia ngạo khí tính cách, cùng mình mặt đối mặt thời điểm, quả nhiên là dùng cứng đối cứng đấu pháp, cũng không lập tức bước ra lui về phía sau. Cái này thật tốt quá. Cho thiên tổ sư cũng không còn trông cậy vào tiện tay một chảo, có thể làm bị thương tiêu phàm, nhưng chỉ cần có thể đem tiêu phàm ở chỗ này thoảng qua kéo dài thoáng một tí, cái kia như vậy đủ rồi. Cũng đủ hắn chỉ huy thạch ma ngỗ hình thành vây kín xu thế, đem tiêu phàm vây trong đó, chắp cánh tránh khỏi. Suy, chào ảnh cùng thiết quyền hung hăng đánh lại với nhau, phát ra cùng loại kim loại giao kích ma sát thanh âm. Cho thiên tổ sư khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn không chút do dự đã giơ tay lên bên trong màu đỏ như máu lệnh bài dương lên, muốn chỉ huy những kia thạch ma ngẫu vây kín tiêu phàm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bóng đen, bỗng nhiên tại phía sau hắn cách đó không xa tránh hiện ra, đúng vậy Hattori giới xử trí, hai tay dơ lên cao sáng như tuyết yêu đao, bá ánh đao chói mắt, hướng cho thiên tổ sư dơ lệnh bài cánh tay trái, phi chém mà đi. Xem ra Hattori giới xử trí từ đầu đến cuối, đầu óc đều rất thanh tỉnh, cũng không có đem chém gợi yêu ta ít cho thiên trở thành mục tiêu, mà là cố định mà chấp hành của hắn lúc trước cùng tiêu phạm ước định, dùng hủy diệt lệnh bài coi như mục đích. Giống, cho thiên tổ sư hai mắt hung quang lóe lên, trong miệng bỗng nhiên phát ra giống như dã thú kêu gào thanh âm, tay trái sẽ cực kỳ nhanh vừa thu lại, thân thể nhoáng một cái, gió lốc tịch đi lên, muốn hướng bên cạnh né tránh. Lại rốt cục vẫn phải có chút đã muộn. Yêu đao tông đao pháp, hãng mau lẹ. Đơn giản có thể bị người né tránh lời mà nói, năm đó yêu đao tông, tự cũng không có to như vậy thanh danh liễu tương đương. Đinh, một tiếng giòn vang. Cho thiên tổ sư tuy nhiên kịp thời đem cánh tay trái thu trở về, ánh đao lại chính chính chém chúng trong tay hắn nắm màu đỏ lệnh bài. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người thoảng qua khẽ giật mình. Màu đỏ lệnh bài cũng không giống như mọi người sở liệu nghĩ như vậy, bị ánh đao vừa bổ vì hai, ngược lại lập tức hào quang tỏa sáng, đem sáng như tuyết đao mang hướng bên cạnh đẩy một chút, bá, mà một tiếng, cho thiên tổ sư tay trái đủ cổ tay mà đoạn, cho thiên tổ sư một hét lên điên cuồng, màu đỏ như máu lệnh bài bay lên, hướng xa xa rơi xuống. Lại là bóng đen lóe lên, một đầu toàn thân bộ lông đen nhánh tỏa sáng đại hắc miêu lộ ra hiện ra, meo ô, một tiếng, tựa như một đạo hắc sắc tia chớp, phá toái hư không, cực nhanh loại hướng bay đến xa xa màu đỏ lệnh bài kích bắn đi. Mơ tưởng, cho thiên tổ sư gầm hét lên, miệng rộng mở ra, một đạo thanh mông mông cột sáng bắn ra, thẳng đánh giữa không trung hắc lân tiêu phàm ống tay áo run lên, kim quang bắn ra bốn phía, âm dương bát quái kính phóng lên trời, phóng xạ lấy trói mắt kim quang, lăng không cùng vẻ này thanh mông mông cột sáng đụng vào nhau, lập tức đem cột sáng từ đó chặt đứt, trong nháy liền hóa thành điểm một chút thanh quang, tiêu ở vô hình. Ăn nữa ta một đao, mắt thấy cho thiên tổ sư một chút chố mắt, cơ hội như vậy, Hattori giới xử trí như thế nào bỏ qua, một tiếng quát trói tai, trong tay yêu đao hàn quang tăng vọt đao mang trong khoảnh khắc tựu dài đến hai trượng đã ngoài, hướng về cho thiên tổ sư vào đầu nhanh bổ đi qua. Cho thiên tổ sư vừa rồi đối với hắn ám thì đánh lén, Hattori giới xử trí trong nội tâm sớm đã hận thấu xương, một đao kia cơ hồ đem hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Bá, cho thiên tổ sư trong tay trắng hiếu quang mang lóng lánh, cái kia kiện vốn là bị hắn thu vào chữ vật vòng tay trong cốt nhận, đột nhiên di động hiện ra, không chút do dự về phía trước dương lên, cốt ảnh chấp liên tục, tiếng cọ sát trói tai ở bên trong, cốt nhận thượng làm diễm tán loạn, đem yêu đao chi lực đánh tan hơn phân nửa, lại cuối cùng khó có thể hoàn toàn chống cự. Còn lại một mảnh đau mang, chợt lóe lên. Cho thiên tổ sư phát ra kinh thiên động địa giống giận, trên bờ vai máu tươi đầm đìa, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Bóng đen lóe lên, hắc lân trong miệng ngầm cái kia khối huyết hồng lệnh bài, bay vụt mà quay về, miệng hơi mở, quân lệnh bài nhả đến tiêu phàm trong tay, xoay người đứng ở tiêu phàm trên bờ vai, hướng phía hai lần bị thương cho thiên tổ sư, meo, mà một tiếng, thử thử răng trắng như tuyết, lục oánh oánh con mắt, gắt gao nhìn thẳng hắn, toàn thân không thua kim đan sơ kỳ tu sĩ linh áp phóng lên trời. Thất cấp yêu thú, cho thiên tổ sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sạch bong đại phóng. Tiêu phàm trong tay nắm màu đỏ lệnh bài, đặt ở trước mắt tinh tế giò xét, chỉ thấy trên lệnh bài, ẩn ẩn có cổ nhung tộc văn tự thoáng hiện, lệnh bài phía dưới, có một đạo nhàn nhạt vết rách, mặc dù không có đem chọn mặt lệnh bài vừa bổ vì hai, thực sự có mấy cái văn tự trở nên mơ hồ không rõ. Lệnh bài cũng lộ ra một cổ nồng đậm mùi máu tanh, cùng thạch ma ngẫu trên người lộ ra khí tức giống như đúc. Tuy nhiên không biết những này thạch ma ngẫu cụ thể luyện chế phương pháp, nghĩ đến thập phần huyết tinh. Bình thường vu lời chú chi thuật, đều có chút huyết tinh, kỳ quỷ phi thường. Dưới mắt tự cũng không phải nghiên cứu những vật này thời điểm. Mặt này lệnh bài nắm chặt đến tiêu phàm trong tay, tất cả thạch ma ngẫu đều đều sướng sờ, tự ngơ ngác mà chạm tại nguyên chỗ, không bao giờ. Nửa động một chút, tất cả mọi người thật dài thở vào một cái, tuy nhiên thạch ma ngẫu đã muốn bất động bất động, nhưng lại dư uy vẫn còn tại, cũng không ai dám tại chủ động đi trêu chọc những này quái vật. Dầm dầm, chi tiếng vang lên, nhưng lại cái kia hai đầu lưng sát con bọ ngựa không chút khách khí, đem bên người mấy cổ ma ngẫu trong khoảnh khắc cắt thành một chút cũng không có tính ra mảnh nhỏ. Thấy linh trùng như vậy hung hãn bộ dạng, những người khác không khỏi âm thầm hút miệng lương khí, nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt, càng nhiều vài phần vẻ kính sợ. Người này tuổi còn trẻ, lại tu vi cao thâm, thần thông thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Khó trách cùng Hattori giới xử trí một liên thủ, tựu đánh cho cho thiên tổ sư một trở tay không kịp, lập tức công thủ dễ dàng thế. Tiêu phàm thử đem pháp lực rót vào lệnh bài bên trong, nhưng lại hào không hiệu quả. Xem ra lệnh bài kia còn cần nào đó đặc biệt thúc giục phương thức cho thiên tổ sư đứng được rất xa, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiêu chân nhân, ngươi cho dù lại uyên bác, chúng ta vô tộc lệnh bài, ta không tin ngươi cũng biết sử dụng. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, thủ đoạn một phen, quân lệnh bài thu vào chữ vật vòng tay, mắt nhìn cho thiên tổ sư, bất từ bất tật nói, tuy nhiên ta tạm thời không biết sử dụng mặt này lệnh bài, nhưng hiện tại, đã không có những này ma nỗ làm giúp đỡ, cho thiên giáo chủ chỉ sợ cũng tương đối phiền toái a. Mọi ánh mắt, đều đồng loạt mà tập trung vào cho thiên cái kia tung tóe đầy, mãn máu tươi lông mềm như nhung nửa yêu thú trên mặt, đều đều lửa giận bùng cháy mạnh. Hắc hắc, ta có thể có phiền toái gì? Cho dù không có những này thạch ma ngẫu làm giúp đỡ, các người muốn rời khỏi tại đây, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Mở ra ánh mắt của các người nhìn xem, cái này thạch điện, các người còn đi phải đi ra ngoài sao? Cho thiên tổ sư cười lạnh nói. Mọi người lúc này mới hướng thạch điện bốn phía nhìn lại, lập tức mỗi người biến sắc. Chỉ thấy thạch điện đại môn chẳng biết lúc nào đã muốn đóng chặt, bốn phía trên vách tường, lóng lánh lấy màu đỏ sậm ký hiệu, một cổ nhàn nhạt, nhạt, mùi máu tanh phiêu đáng ra, vậy mà cùng những kia thạch ma ngẫu trên người vu lời chú chi thuật giống như đúc. Cả gian thạch điện cũng đã bị gây vu lời chú cấm chế chi thuật. Hattori giới xử trí cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng tưởng rằng chính là một cấm chế, tự thật có thể vây khốn chúng ta. Gioita chết người về sau, chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách, ta cũng không tin, cái này cấm chế thật đúng là phá không được. Phải không, chỉ cần các người có bổn sự như vậy, cứ việc tới gợi yêu ta ít tốt rồi. Cho thiên tổ sư trên mặt mỉa mai cùng khinh thường ý, càng phát ra mà nồng hậu dày đặc liễu tương đương. Vừa mới bị Hattori giới xử trí chém tổn thương bả vai, sớm đã khép lại như lúc ban đầu, đứt rời cổ tay trái nơi, cũng toát ra ti ti hồng mang, rậm rạp chẳng chịt đan vào cùng một chỗ, đã có lợi trảo hình dạng, chỉ cần đợi chút một lát, liền đem tại đứt cổ tay nơi lại sinh ra một lợi chảo đi ra. Bất diệt chi thể. Hattori giới xử trí biến sắc, lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Giống. Cho thiên tổ sư mở ra miệng lớn dính máu, ngưỡng thiên giống to một tiếng, trong đôi mắt huyết quang đại phóng, miệng bỗng nhiên về phía trước sông ra, thân thể cũng tăng vọt bắt đầu đứng dậy, xoẹt đem y phục trên người hoàn toàn văng tung tóe lộ ra lông mềm như nhung thân hình trong nháy mắt, cho thiên tổ sư liền biến thành một đầu cửa thú, chiều cao ba trượt, đồng đầu thiết ngạch, ánh mắt như điện, răng nanh lộ ra ngoài, lợi chảo như đao, một cổ làm cho người hít thở không thông hoang dã khí tức, đập vào mặt. chương 767, Yêu Linh biến thân. Quả nhiên là yêu thú phụ thể. Nhanh, mọi người đồng loạt ra tay, đừng cho hắn chỉ hoãn tới. Vừa biến thân, là hắn yếu nhất thời điểm. Hattori giới xử trí kiến thức rộng rãi, thấy thế lập tức kêu lên, Xong giơ tay lên yêu đao, thân thể nhoáng một cái, đảo mắt đã đến yêu thú trước mặt, cử động đao bổ xuống. Cái này thạch điện dưới mặt đất, trải rộng không gian cấm chế, không thể thi triển thổ độn thuật, Hattori giới xử trí một thân bổn sự, lập tức giảm bớt đi nhiều. Tăng thêm bị thương trước đây, lại càng thực lực đại tổn. Làm cho là như thế, yêu đao tông tông chủ dù sao không thể tầm thường so sánh, cái này chém ra oai, như trước không giống tiểu khả. Trước mắt bóng đen lóe lên, yêu đao một đao chém tại không trung, bỗng nhiên mất đi yêu thú tung tích. Lớn như vậy một con yêu thú, lăng không mất tích, lập tức lại để cho đoàn người sướng sờ. Tuyên bố rõ ràng chân quân không nói hai lời, roi lôi điện dương lên, thô như nhi cánh tay màu vàng hồ quang điện, liền hướng về thạch điện đỉnh một chỗ xà ngang bổ tới. Cùng lúc đó, thương ngô ba hiếu bên trong tu vi cao nhất họ kim đầu đà, cũng vùng vẩy trang lưỡi liềm xúc, một đạo sắc bén phong nhận, hướng về cùng một cái phương hướng gấp chém mà đi. Trong mọi người, ngoại trừ Hattori giới xử trí, cũng chỉ có tuyên bố rõ ràng chân quân cùng họ kim đầu đà ngàn năm trước là nguyên anh kỳ cảnh giới. Trước mắt Tu Vi tuy nhiên chỉ khôi phục đến kim đan trung kỳ, thần niệm lại mạnh mẽ là nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm. Cùng địch chém gỡ yêu ta thời điểm, thần niệm chi lực cường đại, tự nhiên đại chiếm tiện nghi, có thể liệu trước tiên cơ. Tiêu phàm phản ứng, cuối cùng so hai vị này nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chậm nửa bước, chờ hắn ngẩng đầu, tự xem khắp nơi cái kia nơi trên sàn ngang, có một đầu con báo loại lớn nhỏ yêu thú, ánh mắt hung quang lập lè, rõ ràng là con lại nhỏ đi rất nhiều lần cho thiên tổ sư biến thành yêu thú. Không biết sử dụng loại nào độn thuật, trong nháy mắt, tự thuấn di đến chỗ này trên sàng ngang. Mắt thấy màu vàng hồ quang điện cùng màu trắng phong nhận phi chém mà đến, con báo loại yêu thú trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, thả người nhảy lên, tránh ra, ở giữa không chung một cái xoay người, Chu cái miệng nhỏ, một đạo thanh mông mông cột sáng kích xạ ra. Cái này đạo cột sáng nhìn về phía trên bất quá trứng gà phẩm chất, hào không thấy được. Họ kim đầu đà đem trang lưỡi liềm xúc một hoành, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tiêu phàm đã từng lấy âm dương bát quái kính cắt đứt qua cái này cột sáng, họ kim đầu đà cũng cũng không phải là quá để ý. Thanh mông mông cột sáng trong khoảng khắc, tự đánh trúng trang lưỡi liềm xúc, vô thanh vô tức. Họ kim đầu đà lại bỗng nhiên kêu to một tiếng toàn thân kịch chấn, đang 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 liền lùi lại bảy tám bước, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt như tuyết, cưỡng ép hát yêu ta ép đem phun lên cổ họng một ngụm máu tươi nuốt xuống, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc. Ngay tại hắn chưa hoàn toàn đứng vững thời điểm, bên người không khí một hồi vần nước loại chấn động, còn báo đại tiểu yêu thú thân hình quỷ dị mà di động hiện ra, đồng thời tăng vọt bắt đầu đứng dậy. Đảo mắt tựu trở nên chiều cao ba trượng, khôi phục lúc trước mãnh liệt ác bộ dáng, dương lên cực lớn chân trước, húc đầu liền hướng họ kim đầu đà mãnh liệt chảo mà hạ, động tác nhanh như thiểm điện, họ kim đầu đà thậm chí ngay nửa điểm phản ứng thời gian đều không có, không khỏi kinh hãi gần chết, trơ mắt nhìn xem cái này mang theo hoang dã khí tức cự trảo hướng đỉnh đầu của mình chộp. Tới, liền tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một cổ sức lực từ một bên đánh thẳng tới, nặng nề đánh tại trên người hắn, họ kim đầu đà hộ thể màn hào quang, thoảng qua lóe lên, liền là lõm đi vào, nhưng lại bị phá vỡ ra đến, ngược lại bị này cổ sức lực bị đâm cho cả người đều sinh sinh bay ra ngoài hai ba trượng xa, kỳ hiểm vô cùng mà tránh được yêu thú cự trảo, chỉ ở trên đầu vai lưu lại hai đạo thật dài rãnh máu, da thịt xoay tròn, máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai đạo màu dỉ xét sắc bóng dáng lóe lên, bốn chảo đủ dương, phong nhận như đao, hướng yêu thú gấp chém mà đi. Tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, ngăn ở họ kim đầu đà trước mặt, 10 ngón gian ngân sắc hồ quang điện không ngừng lập lòe, gắt gao nhìn thẳng yêu thú, thần sắc nghiêm trọng. Họ kim đầu đã tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức vừa mừng vừa sợ, bất chấp đầu vai máu tươi phún dũng, hướng tiêu phàm liền ôm quyền, kêu lên đa tạ tiêu chân nhân ân cứu mạng. Một tiếng này nói lời cảm tạ, nhưng lại xuất từ thành tâm thành ý. Nếu như không có tiêu phàm kịp thời ra tay, hắn cái này đầu tánh mạng cho dù bàn giao ở chỗ này liễu tương đương. Không dám nhận, mọi người là cùng một hồi doanh, lẽ ra cùng chung mối thù. Tiêu Phàm lập tức gật đầu hoàn lễ. Họ kim đầu đã liên tục vuốt cầm, nói ra Tiêu chân Nhân nói đúng, mọi người chúng ta tề tâm hợp lực, diệt sát cái này yêu thú. Cách đó không xa trên chiến trường, màu dì xét sắc ánh đao lóe lên, suy, mà một tiếng, yêu thú chân trước thượng biểu khởi một cổ máu tươi, mặc dù chỉ là da thịt chi tổn thương, lại triệt để chọc giận cái này con yêu thú. Xúc sinh, thật to gan thực cho rằng chính là cấp 2 côn trùng, có thể tại bổn giáo chủ trước mặt làm càn sao. Yêu thú ngưỡng thiên nhất hét lên điên cuồng, tức giận bừng bừng phấn chấn. Hai đầu lưng sát con bọ ngựa đã muốn bỗng nhiên thối lui đến ba bốn trượng có hơn, vừa thô vừa to chân trước dơ lên cao cao, chừng mắt một đôi huyết hồng mắt kép, lạnh lùng mà nhìn thẳng lửa giận như lửa đốt yêu thú. Chứng kiến cái này hai đầu cấp hai linh trùng rõ ràng làm bị thương kim đan hậu kỳ tu sĩ hóa thân yêu thú, đoàn người đều có chút xem thế là đủ rồi. Cái này côn trùng, quả thật có điểm nghịch thiên, nếu như tiến hóa đến tam giai về sau, kim đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ không phải hoàn toàn không là đối thủ. Cũng may mọi người cũng cũng biết, từ xưa đến nay, linh trùng tiến giai rất khó, tốc độ thật chậm. Nếu không nghe lời, trung thổ giới đã sớm biến thành một cái côn trùng thế giới, không? Nữa những sinh vật khác sinh tồn không gian Giống Yêu thú miệng rộng mở ra một đạo xa so vừa rồi thô lớn thanh mông mông cột sáng Kích xạ ra Cái này cột sáng uy lực Vừa rồi họ kim đầu đà đã muốn đã lĩnh giáo rồi Kim đan trung kỳ tu sĩ còn ngăn cản không nổi Chỉ tương đương với chúc cơ kỳ tu vi cấp hai linh trùng Cho dù lại nghịch thiên Cũng khó có thể đón đỡ Lưng sắt còn bạo ngửa cường kiện chi sau bắn ra Song song hiện lên một bên Qua như gió Tiến thối như điện Bất quá lần này yêu thú hiển nhiên sớm đã đem lưng sắt con bọ ngựa loại thiên phú này thần thông tính toán ở bên trong, lưng sắt con bọ ngựa vừa mới tránh thoát thanh mông mông cột sáng công kích, bên người không khí và nước loại một hồi chấn động, yêu thú thân thể cao lớn lộ ra hiện ra, độn thuật chi thần kỳ, chút nào cũng không tại dùng thuấn di thuật chứ danh yêu đao tông tông chủ phía dưới, sơ lên chân trước, hung hăng hướng linh trùng chụp tới, năm đạo phong nhận bắn ra, ngay không khí đều phát ra bén nhọn kêu to. Cùng vừa rồi đối với phó kim tính đầu đà phương thức không có sai biệt, linh trùng chưa đứng vững, sắc bén công kích đã đúng ngay vào mặt mà đến. Tung tính toán lưng sát con bọ ngựa tốc độ mau nữa, cũng tránh không khỏi liễu tương đương. Vô số hắc mang lóe lên, đảo mắt liền bắn tới lưng sát con bọ ngựa trước mặt, đem năm đạo phong nhận sinh sinh đánh chúng nát bấy. meo hắc lân một nhảy ra, một đạo mãnh thú hư ảnh bay lên không lóe lên, liền ẩn vào đến hắn trong cơ thể, trong khoảnh khắc đại hắc miêu hình thể tăng vọt, cũng trở thành dài đến ba trượng, thân cao hơn một trượng màu đen mãnh hổ loại quái thú, ngưỡng thiên giống to một tiếng, cúi đầu xuống, hung dữ mà nhìn thẳng đối diện quyển hình yêu thú, thử ra bốn khỏa thật dài phong duệ răng nanh. Hai đầu lưng sát con bọ ngựa tìm được đường sống trong chỗ chết, xa xa hiện lên một bên, trọn vẹn cùng quyển hình yêu thú kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách, mới một lần nữa ổn định thân hình, huyết hồng mắt kép ở phía trong vậy mà hiện lên một vòng nhân cách hóa sợ hãi ý, duỗi ra chân trước, trải vuốt lấy đỉnh đầu của mình vòi xúc tu, nếu không dám đơn giản hướng yêu thú phóng ra. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhăn lại, cử động tay khẽ vẫy, đem hai đầu linh trùng thu hồi linh thú hoàn. Phu chiến, dũng khí cúng. Bất kể là đối với người hay là đối với côn trùng, đều đều như thế. Hai đầu linh trùng đối mặt yêu thú, gan phách đã mất, lại ngạnh xanh xanh mà đem ra sử dụng chúng đối địch, chỉ có khiến chúng nó đối với yêu thú càng thêm sợ hãi, làm không tốt sẽ lưu lại di chứng rồi, sau này đối mặt đồng loại yêu thú, thậm chí cũng không dám ra ngoài chiến. Dù sao cấp 2 linh trùng linh trí cực thấp, đa số thời điểm là y theo bản năng tại làm việc, chủ nhân đối với hắn dạy dỗ, rất có hạn. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, màu đỏ sậm viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra, chờ tay chảo trong tay, chậm rãi dơ lên, ngọn gió về phía trước, chỉ ở yêu thú. Tuyên bố rõ ràng chân quân, chính tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh của hắn. Tuyên bố rõ ràng chân quân roi lôi điện phía trên kim hồ lè lè, chính cầm trong tay kim cương mài thượng vầng sáng bắn ra bốn phía, không ngừng biến ảo lấy lớn nhỏ. Cái này kim cương mài không hổ là thượng phẩm pháp bảo, có chứa ngũ hành cấm chế chi lực, vô luận là nhân loại có lẽ hay là pháp bảo, một khi bị kim cương mài nhốt chặt rồi, còn muốn tưởng giấy cũng không có dễ dàng như vậy. Hattori giới xử trí cũng tiến lên một bước, yêu đao trước chỉ, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt lóng lánh lấy lãnh khốc quang mang. Thương ngô ba hiếu, tùng lỏng tuyền đạo nhân, vợ chồng tu sĩ bọn người, cũng theo phương hướng bất đồng, đối với cho thiên tổ sư hóa thân yêu thú, tạo thành vây kín xu thế, chúc cơ kỳ tu sĩ, thì tại càng bên ngoài, bày ra phòng ngự trận hình. Trong nháy mắt, liên thủ xu thế đã thành, một cổ hung ác lệ khí tức, phóng lên trời. Tuy nhiên cho thiên tổ sư hóa thân yêu thú về sau, khí tức so sánh với lúc trước càng cường đại hơn, Thình linh cũng có kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí đã ẩn ẩn có giả anh dấu hiệu, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng giai tu sĩ vây công, trong đó còn kể cả tiêu phàm như vậy thần thông quảng đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp gia hòa, như trước không có bao nhiêu lật bàn cơ hội. Hắc hắc, các người cho rằng gờ yêu ta ết ta, tự mọi sự thuận lợi sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi. Yêu thú miệng hơi mở, miệng phun tiếng người, cười lạnh nói. Hattori dưới sự trí cười lạnh nói, có phải là mọi sự đại cắt ta mặc kệ, ít nhất trong nội tâm của ta thoải mái liễu tương đương. Nếu để cho người còn sống lúc này rời đi thôi, ta đây khúc mắc không giải được, sau này muốn khôi phục nguyên anh kỳ tu vi, độ khó chỉ có rất cao. Tuyên bố rõ ràng chân quân hừ một tiếng, nói ra ta cuộc đời nhất không quen nhìn đúng là sau lưng đánh lén ra hỏa. Đối với cái này loại người, ta là thấy một cái gợi yêu ta ết một cái, tuyệt bất sung tình người xem như đánh lên rồi tự nhận xui xẻo chê cười cái gì gọi là sau lưng đánh lén tại tu chân giới ở đâu còn có như vậy cổ hủ quy củ người thắng làm vua đây mới là tu chân giới quy củ chẳng lẽ không phải như vậy phải không nhìn xem bên cạnh người vị này vô cực môn tiêu trưởng giáo tự xưng là là chính đạo đứng đầu lãnh tụ kết quả nuôi linh trùng tự quang biết rõ sau lưng đánh lén người rõ ràng còn ở nơi này hướng ta dõng dạc cho thiên tổ sư lạnh cười rộ lên. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, cho thiên giáo chủ, chuyện ngày hôm nay, tại miệng thượng khẳng định phân không xuất ra cái thị phi minh bạch, đúng là vẫn còn muốn dựa vào bạo lực đến giải quyết đích. Tự dưới mắt phán này thế, đạo hữu tự nhận là, còn có chuyển bại thành thắng cơ hội sao? Nếu như đạo hữu nguyện ý chính mình rồi đoạn, ta cũng có thể đảm bảo, sẽ thả người tinh hồn rời đi, lại vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Tiêu chân nhân, người nói cái này chê cười, một chút cũng không tốt cười. Cho thiên tổ sư lạnh lùng mà nhìn qua hắn, lông mềm như nhung thú trên mặt, rõ ràng còn tràn ngập mỉa mai cùng khinh thường ý. Thật không biết, hắn như vậy tự tin, rốt cuộc tự gì mà đến. chương 768, bất tử bất diệt. Cùng loại người này không có gì hay nói rồi, gờ yêu ta ít được hắn. Hattori giới xử trí một tiếng hét to, trong tay yêu đao vung lên, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong khoảnh khắc liền huyễn hóa ra mấy chục trên trăm đạo sáng như tuyết đao mang, phô thiên cái địa hướng về cho thiên tổ sư bổ tới. Tuyên bố rõ ràng chân quân roi lôi điện dương lên, vừa thô vừa to màu vàng lôi hồ, ầm ầm thiểm kích mà xuống. Chính tác chính là tế lên kim cương mài, huyễn hóa ra mấy chục đạo quang hoàn, ô ô kêu to bay đi, khí thế phi phàm. Tiêu phàm hai tay bình thân, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, ở giữa không trung ngưng tụ ra hơn 10 đạo ngân quang lóng lánh hồ quang điện, vào đầu oanh kích xuống. Thương Ngô Ba Hữu, Tùng Lỏng Tuyền Đạo Nhân, vợ chồng tu sĩ, thậm chí phía sau chúc cơ kỳ tu sĩ, đều đồng loạt ra tay, các loại bảo vật pháp khí khắp thiên phi vũ, đem hết toàn lực hướng về trong vòng vây cực lớn yêu thú công kích đi qua. Dù là cho thiên tổ sư biến thành yêu thú tu vi tăng vọt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, tiếp cận giả anh cảnh giới, dù sao không có vượt qua đến nguyên anh kỳ, như trước dừng lại tại kim đan kỳ bị nhiều như vậy cùng giai tu sĩ toàn lực công kích, trong khoảng khắc cũng là liên tục trúng chiêu, mình đầy thương thích. Thêm chút sức, cái này yêu thú muốn ngăn cản không nổi liễu tương đương. Thương ngô bà hữu bên trong họ kim đầu đà thấy thế đại hỉ, dương giọng kêu lên. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa chết tại đây yêu thú trong tay, tất nhiên là hận thấu xương. Lập tức đem trang lưỡi liềm xúc hướng không chung ném đi, miệng lẩm bẩm tay phải lăng không hư điểm, từng đạo hùng hậu pháp lực, không ngừng rót vào trang lưới liềm xúc bên trong. Chỉ thấy vốn là bình thường trang lưới liềm xúc, bỗng nhiên bắt đầu trướng đại, trong chốc lát liền hóa thành hai triệu lớn nhỏ cự vật, toàn thân quang mang chấp rượu, tựa hồ ăn no phong cánh buồm giống nhau, làm cho người ta một loại cực độ trương lực cảm giác. Nhất là trang lưới liềm xúc cực lớn ngọn gió, lại càng hàn nóng lánh, làm cho người vừa thấy phía dưới, liền là kinh hãi lạnh mình. Trực tiếp tế ra bổn mạng của mình pháp bảo, tiến hành cực lớn hóa công kích, uy lực mạnh, tự nhiên là không gì sánh kịp. Bất quá đây cũng là yêu thú đã muốn ở vào mọi người trong vòng vây, bị gắt cao ngăn trận, chỉ có chống đỡ chi công, cũng không sức hoàn thủ, họ kim đầu đà mới dám như thế buông tay đánh cược một lần. Nếu không, tuyệt sẽ không dễ dàng lại để cho bổn mạng pháp bảo đi mạo hiểm. Giờ phút này tham dự vây công yêu thú chúng tu sĩ, đều đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lập tức tăng lớn công kích lực độ, để yểm hộ họ kim đầu đà thuận lợi thi pháp hoàn thành. Từ nơi này trang lưỡi liềm xúc giờ phút này phát ra uy lực đến xem, một kích này nhất định không giống tiểu khả. Thậm chí ngay Hattori giới xử trí, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng tiêu phàm đều nhìn sang, trên mặt lộ ra vui mừng ý. Có thể thấy được tại ba người này trong suy nghĩ, đối với một kích này cũng phi thường coi trọng. Đây cơ hồ là kim đan trung kỳ tu sĩ có khả năng phát ra mạnh nhất công kích, giống nhau kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đơn giản phát ra lớn như thế uy lực công kích. Chỉ là cái này thi pháp quá trình, cũng tương đối phiền phức. Có thể thấy được tại một chọi một chém G.Iota S bên trong, trang lưỡi liềm xúc loại này cực lớn hóa công kích, cũng không thích hợp. Không có cái nào đối thủ, hội thành thành thật thật đợi tại đó, chờ người thi pháp hoàn thành. Đang bị bầy xây đè nặng đánh yêu thú, tự nhiên cũng cảm thấy trang lưỡi liềm xúc loan truyền đến khủng bố linh áp chấn động, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, lập tức một tiếng gầm nhẹ trên người bộ lông chuẩn bị dựng thẳng đứng lên, ô mang lưu truyền, thậm chí còn phát ra rất nhỏ, tích đùng ba tương đương, bạo liệt thanh âm, cả yêu thú khí tức, so sánh với lúc trước càng thêm cường thịnh ba phần. Kim đạo hiểu, nhanh, cái này yêu thú muốn phải liều mạng rồi. Hattori giới xử trí không hổ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, thần niệm chi lực cường đại dị thường, lập tức liền cảm ứng được yêu thú cùng lúc trước bất đồng khí tức. Tốt, họ kim đầu đà điểm mạnh một cái đầu, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Chém theo họ kim đầu đà một tiếng hét to, cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào đến trang lưỡi liềm xúc bên trong, vốn là tụ trướng lớn đến cực hạn trang lưỡi liềm xúc, nổ vang một tiếng, dùng thế lôi đình vạn quân, hướng về phía dưới yêu thú lực chém mà đi. Tất cả mọi người kìm lòng không được mà dừng tay lại bên trong công kích, bình thức tĩnh khí, gắt gao nhìn thẳng một màn này, chờ xem yêu thú tại đây kinh thiên nhất kích ở dưới cuối cùng nhất kết cục. liền vào lúc này, yêu thú ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, bá, mà người lập mà dậy, lông mềm như nhung gương mặt một hồi biến ảo lại lộ ra cho thiên tổ sư bộ dáng cái chân trước bên trong cầm thật chặt chuôi này trắng hiếu cốt nhận mãnh liệt dương lên hướng về gấp bổ mà ở dưới khổng lồ trang lưỡi liềm xúc đón đánh đi lên Oanh, mà một tiếng vang thật lớn trang lưỡi liềm xúc ở giữa cốt nhận Răng rác cốt nhận ngăn cản không nổi trang lưỡi liềm xúc huy năng bị vừa bổ vì hai ngay sau đó trang lưỡi liềm xúc thế như trẻ tre mà nhanh bổ mà hạ ở giữa yêu thú cái cổ, chỉ nghe lại là, răng rác, một tiếng, yêu thú cái cổ cũng là vừa bổ vì hai, cực đại lông mềm như nhung đầu thú, lăn xuống trên mặt đất, cái cổ bên trong, máu tươi như nước suối phún rũng ra. Không đầu thân hình ầm ầm ngã xuống đất, mắt thấy cái này hung hán vô cùng yêu thú, cứ như vậy bị trăng lưới liềm xúc chém gỡ yêu ta ết, tất cả mọi người có chút không tưởng được, không khỏi sửng sờ ở này ở phía trong. Hơi khoảnh, họ kim đầu đà mới cử động tay khẽ vẫy, đem đã muốn hóa thành bình thường lớn nhỏ trang lưỡi liềm xúc chiêu trở về nắm trong tay trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên cười lên ha ha những người khác cũng rốt cuộc thở phào một cái ai đều không có lưu ý ngay tại yêu thú đầu bị trang lưỡi liềm xúc chém vì hai thời điểm sớm đã cắt thành hai đoạn cốt nhận bên trong một đạo cực nhạt cực nhạt như có như không làm diễm lé lên vô thanh vô tức mà chui vào yêu thú không đầu trong thi thể tốt thằng nhãi này rốt cuộc bị diệt sát rồi kim đạo hữu cư công chí vĩ. Hattori giới ứng phó cổ tay run lên, thu hồi yêu đao, mỉm cười nói, lại khôi phục lúc trước vẻ này bất tử bất tật khí độ, chỉ là sắc mặt có vẻ thập phần tái nhợt, cho thấy phải cho thiên tổ sư cái kia thoáng một tí đánh lén, quả thực lại để cho hắn bị thương không nhẹ. Đâu có đâu có, Hattori tông chủ quá khen, may mắn mà thôi, cái này phụ thể yêu thú thật sự đủ tà môn đích. Ồ, họ kim đầu đà không ngớt lời khiêm tốn, cười ha hà nói, lại bỗng nhiên lời nói một trầu, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Kỳ thật chẳng những là hắn, những người khác cũng đồng dạng phát giác khác thường. Chỉ thấy yêu thú thi thể cái cổ gian phún dũng máu tươi, không biết lúc nào đình chỉ, ngược lại lóng lánh lấy tầng một quỷ dị huyết quang, vô số tơ máu, theo cái cổ gian xông ra, càng ngày càng dày đặc. Bất diệt chi thể, thằng nhãi này lại vẫn còn sống. Lập tức có người lên tiếng kinh hô. Hừ, cái gì bất diệt chi thể, mọi người đồng loạt động thủ, bắt nó tháo thành tám khối, băm vì thịt vụn, xem nó còn có thể hay không bất tử bất diệt. Họ kim đầu đà trên mặt một hồi hung lệ vẻ hiện lên, lần nữa đem trong tay trang lưỡi liềm xúc hướng không chung ném đi, muốn thúc giục pháp quyết, một lần nữa tế lên bổn mạng pháp bảo cực lớn hóa thần thông, một lần nữa cho cái này yêu thú một kích chí mạng. Những người khác cũng hào ào tế ra pháp bảo. Liền vào lúc này, cái kia không đầu yêu thú thi thể, mãnh liệt đứng lên, huyết quang lóe lên, một lông mềm như nhung chân trước mãnh liệt đánh ra, một cổ kinh khủng làm cho người khác hít thở không thông cực lớn linh áp, đập vào mặt. Không tốt, họ kim đầu đà quát to một tiếng, ngay bổn mạng của mình pháp bảo đều bất chấp thu, dưới chân độn quang vừa động, muốn hướng một bên tránh đi, lại ở đâu còn kịp. Cái này lông mềm như nhung chân trước động tác cũng không thế nào mau lẹ, lại mang theo một cổ làm cho người khó có thể tin bằng nhiên sức lực, họ kim đầu đà chỉ cảm thấy bốn phía không khí siết chặt, lập tức liền kiên hơn kim thiết, tứ chi bách hải quý trọng ngàn cân, động tác thoáng cái trở nên chậm chạp vô cùng. Phốc, họ kim đầu đà nửa tiếng kêu thảm thiết kiết nhiên nhi chỉ, cả người lập tức bị cực lớn yêu thú chân trước đập thành bánh thịt, hóa thành huyết nhục mơ hồ một đoàn. Chỉ thấy cái này trồng chất thịt vụn bên trong, một cái màu xanh cao gần tất hải nhi, bay nhanh ra, song tay nắm lấy một thanh đồng dạng khéo léo trăng lưỡi liềm xúc, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mọi nơi vừa nhìn, muốn phi độn mà đi. Đúng vậy, họ Kim Đầu Đà khổ tu mấy trăm năm ngưng kết mà thành Nguyên Anh. Này đầu Đà tự hành phong ấn trước kia, có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, ngàn năm về sau một lần nữa thức tỉnh, tuy nhiên còn không có khôi phục đến Nguyên Anh kỳ tu vi, nhưng thân mình Nguyên Anh nhưng lại không tán đi, như trước ngưng kết, ngày bình thường ẩn sâu đan điền khí hải. Cùng loại họ Kim Đầu Đà loại tình hình này, là không cần lần nữa ngưng kết Nguyên Anh đích, chỉ cần có cũng đủ thời gian tăng thêm sung túc linh khí cùng với một ít linh dược phụ trợ, tự có thể khôi phục đến nguyên anh kỳ tu vi, sẽ không còn có bình cảnh mà nói. Không nghĩ tới, tu vi chưa khôi phục, ở chỗ này bị cái này yêu thú một chảo bị phá hủy thân thể, nguyên anh lập tức trở nên không chỗ nào quy y, chỉ có thể lập tức bỏ trốn mất dạng, lại thay đoạt xá cơ hội. Đáng tiếc chính là, yêu thú tựa hồ cũng không có ý định cho hắn cơ hội như vậy. Bị chém đầu yêu thú, chỗ cổ huyết quang lóe lên, một đạo huyết hồng quang mang bắn ra, lập tức đem họ kim đầu đà Nguyên Anh bao phủ tại hạ. Không, chư vị đạo hiếu, nhanh cứu mạng. Họ kim đầu đà Nguyên Anh mỗi lần bị huyết quang bao phủ, lập tức liền phát giác không ổn, mặc cho hắn như thế nào kiệt lực dẫy ruộng, chút nào cũng không làm nên chuyện gì, không khỏi sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài, khàn giọng hét thảm lên. Nguyên Anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ lớn nhất khác nhau, ngay tại ở tu sĩ ngưng kết Nguyên Anh sau khi thành công, tương đương nhiều hơn một đầu tánh mạng. Cho dù thân thể bị hủy, chỉ cần Nguyên Anh có thể đào thoát, có thể tìm kiếm phù hợp thể xác, đoạt xá trùng tu. Mà Kim Đan tu sĩ một khi thân thể bị hủy, tinh hồn cưỡi thể, đa số thời điểm, cũng chỉ có lại vào luân hồi chi đạo liếu tương đương. Dù sao tinh hồn không giống Nguyên Anh như vậy cứng lại, có thể thời gian dài một mình chữ hàng. Một khi mất đi thân thể tẩm bổ, tinh hồn sẽ ở quá ngắn gấp rút trong thời gian tiêu vong, chỉ có cực kỳ đặc thù dưới tình hình, nếu như có thể kịp thời bảo trụ tinh hồn ngưng kết không tiêu tan, mới có thể dựa vào mượn xác hoàn hồn các loại. Bí thuật, một lần nữa hoàn dương phục sinh. Hôm nay họ kim đầu đà Nguyên Anh bị nhốt, lại là đã sống mấy trăm năm lão yêu quái, cũng đồng dạng sợ tới mức thất kinh. Bá, tiêu phàm thủ đoạn một phen, lộ ra viêm linh chi lưới kiếm, hai tay cầm đao, liệt diễm bốc hơi mà dậy, dưới chân độn quang cùng một chỗ, muốn tới cứu giúp chỉ tiếc tiêu chân nhân tuy động tác không chậm, thực sự vô luận như thế nào cũng không kịp liếu tương đương. Huyết quang nhất quyển mà quay về, mang theo họ kim đầu đà lớn tiếng rú thảm Nguyên Anh, veo, mà một tiếng, về tới yêu thú lồng ngực trong, Nguyên Anh có tiếng kêu thảm thiết kiết nhiên nhi chỉ, như vậy mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, yêu thú cho cổ huyết quang loạn tránh, một khỏa lông mềm như nhung đầu một lần nữa dài đi ra, chỉ là nhìn về phía trên có chút hư nhạt, cũng chỉ là ngưng kết ra một cái hư ảnh, cũng không phải chân tránh đầu thú. Cái này khỏa lông mềm như nhung hư ảnh thú thủ, ngũ quan có đủ, một trường sau khi đi ra, liền mở ra hai mắt, mọi nơi quét qua, trong miệng phát ra trận trận âm lãnh tiếng cười. chương 769, Nguyên Anh Kỳ yêu thú Nguyên Anh Kỳ Hattori giới xử trí đảo rút một luồng lương khí, nhìn qua cái này chẳng ra cái gì cả yêu thú, há to miệng, sau nửa ngày nói không ra lời tuyên bố rõ ràng chân quân thần sắc, cũng không so với hắn tốt bao nhiêu, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Không hề nghi ngờ, cái này yêu thú tuyệt đối đã muốn siêu việt kim đan hậu kỳ cảnh giới, có nguyên anh kỳ tu vi. Biến hóa này rốt cuộc là như thế nào phát sinh đích, trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể nào khiến cho minh bạch. Tiêu phàm mặc dù không có cùng chính thức nguyên anh kỳ tu sĩ mặt đối mặt giao thủ qua, nhưng cái này phục sinh về sau yêu thú, xác thực cho hắn một loại trước nay chưa có áp lực thật lớn, nhào bột mì đối với kim đan hậu kỳ đỉnh phong Hattori giới xử trí hoàn toàn bất đồng. Này cổ áp lực, là tính áp đảo đích, làm cho lòng người chung từng đợt bất an, cơ hồ không hứng nổi cùng với đối kháng tâm tư. Loại tình hình này, tại tiêu phàm trong khi còn sống, chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiêu phàm tính cách, là điển hình trong nước ngoài tròn, trong bông có kim. Mặc kệ gặp được cái dạng gì cường địch, tiêu phàm chưa bao giờ lùi bước qua, lại càng không từng sợ hãi qua. Nhưng lúc này đây, tuyệt đối không giống người thường. Đối phương khí tức, thật sự quá cường đại, cường đại đến tiêu phàm xem xét, đã cảm thấy khó có thể kháng cự. Chẳng lẽ cái này là nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tuyệt đối tranh lệch? Kém một cái đại cảnh giới, chính là như vậy thiên xoa địa viễn. Thương ngô ba hữu hai người khác, cái kia cái trung niên nho sinh cùng thiếu phụ đang trổ hoa, lại càng sắc mặt trắng bệch, vô hạn sợ hãi bên trong mang theo nói không nên lời phẫn nộ. Bọn họ cùng họ kim đầu đã kết nghĩa nhiều năm, luận tình cảm tự nhiên không thể chê, mắt thấy họ kim đầu đà tại trước mặt bọn họ sống sờ sờ bị đập thành thịt vụn thậm chí ngay Nguyên Anh đều chưa từng đào thoát, trong lòng vẫn uất cùng bi thương, có thể nghĩ. Chỉ là quay mắt về phía có chính thức Nguyên Anh kỳ tu vi sống lại yêu thú, hai người ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm, sợ chọc giận yêu thú, cho bọn hắn một người một cái tát, chẳng phải là không xong đến cực điểm. Đầu thú hư ảnh đối với bọn họ sợ hãi nhìn như không thấy, ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt chậm rãi đảo qua, rốt cục đã rơi vào tiêu phàm trên mặt, phát ra một tiếng cười lạnh, nói ra tiêu chân nhân, ta và ngươi ở giữa ân hoán, nay thiên nhất định phải làm cái chấm dứt. Thanh âm khàn giọng, cơ hồ là từng chữ từng chữ cắn ra tới, đứt quáng, thậm chí còn có chút mơ hồ không rõ. Tiêu phàm hai tay cầm thật chặt viêm linh chi lưới kiếm, ánh mắt như trước chấn định, nhìn qua yêu thú, chậm rãi nói ra các hạ là ai. Ngươi chỉ sợ đã không phải là cho thiên giáo chủ đi à nha. Ồ, ngươi làm sao thấy được ta không phải hắn? Cái này thánh thú tinh hồn, quả thật có điểm kỳ quái. Người này oán khí nặng nề, trong nội tâm nhớ mãi không quên đúng là ngươi, nếu không đem ngươi tiêu diệt, chỉ sợ cái này oán khí thủy chung đều không thể tiêu trừ. Đầu thú hư ảnh lộ ra một tia kinh ngạc ý, ong ong nói. Đoạt xá, ngươi là người phương nào? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một bên tuyên bố rõ ràng chân quân đã muốn lên tiếng kinh hô. Mặc dù nói, trong thời gian ngắn như vậy, vô thành vô tức mà diệt sát một gã Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tinh hồn, đoạt xá sống lại, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nghe cái này đầu thú hư ảnh khẩu khí, lại xác thực rất giống có chuyện như vậy. Tuyên bố rõ ràng chân quân tự nhiên không biết, cho thiên tổ sư thân mình, xác thực không có Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tu vi, là cử hành huyết tế triệu hoán Tây cách dạy truyền thừa thánh thú về sau lại đem bản thân huyết nhục cùng thánh thú tan ra làm một thể, mượn nhờ loại này cổ xưa vu thuật, mới có lúc trước cảnh giới. Nhưng thần niệm cùng tinh hồn chi lực, dù sao không có khả năng cùng chính thức kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh đồng. Đoạt xá tương đối mà nói, muốn đơn giản dễ dàng hơn nhiều liếu tương đương. Ta là ai, đối với các ngươi mà nói, thật sự rất trọng yếu sao? Ta xem các vị có lẽ hay là suy nghĩ thật kỹ thoáng một tí phía sau của mình sự tình a. À có chút ít chuyện gì chưa làm xong, đều nói ra cho ta nghe nghe, có lẽ bổn thần vu trong nội tâm cao hứng, sau này sẽ giúp người đám bọn họ liệu lý liệu lý, cũng cũng chưa biết. Đầu thú hư ảnh nở nụ cười, nói như vậy một hồi lời nói, ngữ điệu cũng trở nên so lúc trước lưu loát không ít. Các hạ cho dù có nguyên anh kỳ cảnh giới, đoạt xá này là thân thể, chưa hẳn cũng có thể có nguyên anh kỳ tu vi, như thế miệng ra đại ngôn, sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao tuyên bố rõ ràng chân quân cười lạnh một tiếng, nói ra. Hắc hắc, có phải là có nguyên anh kỳ tu vi, chẳng lẽ các người còn cảm ứng không đến sao? Này đầu thánh thú huyết nhục, tuy nhiên cũng là huyết tế có được, nhưng hài cốt lại thật sự là chúng ta vô tộc truyền thừa thánh thú. Như vậy thân thể, chỉ cần huyết tế thỏa đáng, không chỉ nói nguyên anh sơ kỳ tu vi, coi như là nguyên anh trung kỳ thậm chí nguyên anh hậu kỳ cũng có thể. Nghe đầu thú hư ảnh thoại ngữ, tuyên bố rõ ràng chân quân bọn người tâm nhắm trầm xuống người này luôn mồm tự xưng thần vu lại nói cái gì truyền thừa thánh thú hẳn là quả nhiên là khuyển vu môn tiền bối tông sư thật muốn là như vậy lão quái vật lại có nguyên anh kỳ tu vi bọn hắn thật sự chính là giữ nhiều lành ít liếu tương đương đang khi nói chuyện cả tòa đại điện bỗng nhiên mãnh liệt mà chấn động lên giống như đã xảy ra kịch liệt địa chấn mọi người lại sắc mặt đại biến đầu thú hư ảnh hai hàng lông mày nhăn lại Tự nhủ nói ra, không xong, xem tới nơi này vết nứt không gian rất không ổn cố rồi, đắc tốc chiến tốc thắng, đem bả những cái thứ này đều giải quyết hết. Hattori giới xử trí không nói hai lời, vèo, mà một tiếng, hướng thạch cửa đại điện bay đi, sơ lên cao trong tay yêu đao, hướng đóng chặt thạch điện đại môn hung hăng một đao bổ tới, dài hơn một trượng đao mang trói mắt sáng chói. Đương, mà một tiếng vang thật lớn. Thạch trên cửa màu đỏ sầm ký hiệu không ngừng lập lè, Hattori giới xử trí quát to một tiếng, liên tiếp lui về sau ra bảy tám bước, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi lại phun tới, vậy mà lần nữa bị thương liễu tương đương. Đầu thú hư ảnh nhìn qua hắn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ châm chọc, lạnh lùng nói ra, nơi này là bổn giáo tiền bối tổ vô tự mình bố trí xuống cấm chế, bằng ngươi hiện tại chính là Kim Đan Kỳ Tu Vi. Đã nghĩ cứng đối cứng gợi Iota S đi ra ngoài, đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày sao tốt rồi, đều biệt đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong dơ lên lông mềm như nhung chân trước, về phía trước quét ngang đi ra ngoài. Tất cả mọi người liên tục không ngừng về phía hậu phi thân thối lui, a hát, mà hét thảm một tiếng, nhưng lại thương ngô ba hữu bên trong thiếu phụ đang trổ hoa đầu vai máu tươi văng khắp nơi. Nàng vừa mới khôi phục đến kim đan sơ kỳ tu vi, ngay cảnh giới đều chưa từng vững chắc, tất cả kim đan kỳ tu sĩ bên trong, nàng được coi là lại yếu nhất một người rồi, không khéo chính là cách yêu thú vị trí cũng gần đây trốn tránh động tác hơi chút chậm một chút lập tức liền bị phong nhận quét đến may mà chưa làm bị thương nguyên khí lập tức cố nén kịch liệt đau nhức dưới chân độn quang cùng một chỗ muốn hướng xa xa né tránh lại ở đâu còn kịp đầu thú hư ảnh miệng rộng mở ra một cổ thanh mông mông cột sáng kích xạ ra thiếu phụ đang trổ hoa lại là hết thảm một tiếng bị cột sáng đánh vừa vặn một cái bát to đại huyết lỗ thủng từ sau vai phát thẳng thấu trước ngực, cả nửa người trên cơ hồ đều bị oanh đắc nấu như, ẩm ẩm phốc ngã xuống đất, lại không một chút tiếng động. Đàm hiên bọn người không khỏi đảo hút một hơi lương khí. Thiếu phụ đang trổ hoa tại kim đan tu sĩ bên trong yếu nhất, nhưng so sánh với các nàng những này chút cơ kỳ tu sĩ, nhưng lại cường đại dị thường, lại bị yêu thú như vậy dễ dàng một kích diệt sát, không chỉ nói sức hoàn thủ, ngay chống đỡ chi công đều không có. Vốn là cái này một chuyến, ai cũng cảm thấy không có gì quá lớn phong hiểm, ba gã kim đan tu sĩ cùng hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ, tăng thêm còn có tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên anh kỳ thần niệm cùng kiến thức, do xét một tòa lăng mộ, có thể có nguy hiểm gì. Tiêu phàm cũng là ôm lại để cho đoàn người đều căng căng kiến thức, nhiều hơn giải thoáng một tí tu chân giới ý niệm trong đầu, lúc này mới đem tân lâm các nàng tăng thêm đàm hiên cùng một chỗ dẫn tới. Ai ngờ vậy mà vào một chỗ không gian cấm chế, trên đường đi nguy hiểm nặng nề hôm nay lại càng húc đầu đụng phải nguyên anh kỳ phụ thể yêu thú. Thật sao từ đâu nói lên? Đơn giản diệt sát thiếu phụ đang trổ hoa về sau, đầu thú hư ảnh lập tức ánh mắt quét qua, nhìn thằng tiêu phàm cùng phía sau hắn chư nữ, cười lạnh nói tiêu chân nhân, hiện tại đến phiên các ngươi, cùng tiến lên lộ A. Tiêu phàm hai tay nắm chặt viêm linh chi lưới kiếm, trên trán ẩn ẩn thấm suốt mồ hôi trâu, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Dĩ vãng mặc kệ đối mặt cỡ nào địch nhân cường đại, tiêu chân nhân đều chưa từng sợ hãi lùi bước qua, nhưng lần này, thế cục thật sao không ổn liễu tương đương. Bởi vì ngoại trừ chính hắn, còn có Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, cơ lụa mỏng cùng Trần Dương đều ở. Bảo vệ nữ nhân của mình, chính là là nam nhân thiên chức. Liền vào lúc này, dưới chân lại kịch liệt lay động bắt đầu đứng dậy, ầm ầm thanh âm không dứt tựa hồ dưới chân đại địa, đang tại phát sinh nào đó dị biến. Thạch điện trên vách tường màu đỏ sậm ký hiệu, không ngừng lóng lánh, trở nên càng thêm quang sáng lên. Tại đây không gian đã muốn rất không ổn định rồi, các hạ có lẽ hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tự cứu A, không nên ở chỗ này gỡ yêu ta ít người xính uy liếu tương đương. Tiêu phàm chầm chầm vào từng bước ép sát yêu thú, chậm rãi nói ra. Trong cơ thể hắn, đỉnh càn khôn, đã dậy rồi trước nay chưa có mãnh liệt phản ứng, tiêu phàm tuy nhiên không rõ rốt cuộc đã xảy ra loại nào biến cố, nhưng nơi này không gian không ổn định, nhưng lại khẳng định không thể nghi ngờ đích đầu thú hư ảnh biến sắc, cười lạnh nói cái này cũng không nhọc đến người phí tâm, giải quyết các ngươi, không hao phí quá nhiều thời gian. Phải không, cho dù như thế, các hạ cũng nên biết, ứng đối không gian dị biến, đó là tranh thủ thời gian đích. Ngươi lại còn ở nơi này lãng phí thời gian. Tốt, ta liền cho không lãng phí thời gian. Đầu thú hư ảnh một hồi nhe răng cười, lời còn chưa dứt, lại chỉ thấy trước mắt hồng sáng lóng lánh, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng, vô số hừng hực liệt diễm, phô thiên cái địa hướng về chính mình tịch cuốn tới. Nhưng lại tiêu phàm đoạt trước một bước phát động công kích. Đã cái này yêu thú tâm ý đã quyết, nhất định phải diệt gờ yêu ta -ết bọn hắn, tiêu phàm tự nhiên quyết sẽ không ngồi chờ chết, lúc này vung tiêu viêm, linh chi lưỡi kiếm, toàn lực ra tay. Đồng thời bốn miếng viêm linh phù cũng bắn ra. Cái này viêm linh phù, đúng vậy hắn dùng chế phù phương pháp, đem viêm linh chi lưới kiếm chém ra oai phong ấn tại thiên phù diệp ở phía trong, hơn nữa đều đều là luyện chế đắc tốt nhất chính phẩm, không phải thứ phẩm, mỗi một tờ linh phù bên trong, cơ hồ phong ấn, viêm linh chém, hai ba thành uy lực. Tại kim đan kỳ tu sĩ luyện chế bùa bên trong, uy lực có thể đạt tới một kích toàn lực hai ba thành, đã là cực kỳ khó lường liễu tương đương. Tiêu phàm trải qua vô số lần thất bại, mới luyện chế ra hơn 10 miếng chính phẩm viêm linh phù, lúc này một hơi thả ra 4 miếng đến, phối hợp viêm linh chi lưới kiếm toàn lực chém, uy lực to lớn, trước đó chưa từng có. Tung tính toán cái này yêu thú đã có nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng không dám đón đỡ, thân thể nhoáng một cái, bay lên trời, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh thoát tịch cuốn tới biển lửa. Mãnh liệt hỏa linh lực, tự yêu thú dưới chân cuồn cuộn mà qua, đánh chúng cách đó không xa tế đàn, tế đàn tảng đá nền thượng, lập tức vỡ ra từng đạo tinh tế khe hở những này khe hở lập tức mở rộng, lập tức trải rộng trên của hắn tổ vu điêu khắc toàn thân. Dầm dầm, một hồi giòn vang, tổ vu điêu khắc cùng cả tòa, ngồi bệ đá đều vỡ vụn ra đến, hóa thành một đống đá vụn, ầm ầm sụp xuống. chương 770, không gian dị biến. Một kích chưa từng đắc thủ, tiêu phàm phi tốc lui về phía sau, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vài phần. Viêm linh chi lưới kiếm một kích, tuy nhiên còn không có đem pháp lực của hắn khoảng cách bớt thời giờ, thực sự ít nhất tiêu hao hết một nhiều hơn phân nửa. Làm cho là như thế, tiêu phàm có lẽ hay là thủ đoạn một phen, chứa ngân dược lôi bằng máu huyết bình ngọc, lặng yên ra hiện trong tay. Quay mắt về phía Nguyên Anh kỳ đối thủ, không phải do tiêu phàm trần chờ bàng hoàng, ngay viêm linh chi lưới kiếm tăng thêm bốn miếng viêm linh phù, đều không thể làm bị thương yêu thú, tiêu phàm cũng chỉ có thể cân nhắc cưỡng ép ta ép kích phát lôi bằng biến thân liếu tương đương. Đây là cuối cùng một cái đại chiêu, có phải là có thể đối phó được có nguyên anh kỳ tu vi yêu thú, tiêu phàm xác thực không có nắm chắc, nhưng kích phát lôi bằng biến thân di chứng, hắn nhưng lại thanh thanh sở sở đích. Chỉ là tình thế cách cấm, không thể không nhưng. Ai ngờ tổ vu điêu khắc cùng này tòa bằng đá tế đàn một hủy, đầu thú hư ảnh lại lộ ra cực kỳ kinh hoàng thần sắc, thân thể cao lớn ở giữa không trung lóe lên, sau một khắc ngay tại hủy hoại loạn thạch trồng chất trước hiện thân ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tiêu tiểu Hữu Giống như người đem cái này yêu vật triệt để chọc giận." Vang lên bên tai tuyên bố rõ ràng chân quân thanh âm, không biết lúc nào, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng Mao Sơn mọi người đều đứng ở bên cạnh hắn, nguyên một đám cầm trong tay pháp bảo pháp khí, như lâm đại địch giống nhau, nhắm ngay xa xa yêu thú. Tiêu Phàm trong nội tâm một hồi cảm động, trên mặt nhưng như cũ nhàn nhạt đích, mỉm cười nói, cái này yêu thú man, rất không nói đạo lý, tốt giống chúng ta kích không chọc giận hắn hắn cũng không đánh tính toán đối với chúng ta khách khí nói đúng cùng lắm thì chính là vừa chết mà thôi cũng không có gì đáng sợ đích mọi người rầm rầm liệt liệt ở chỗ này chiến một hồi tuyên bố rõ ràng chân quân cười ha ha nói ra tiêu phàm mỉm cười gật đầu bất quá yêu thú giống như có lẽ đã đối với bọn họ không có hứng thú rồi cử động vung tay lên cái kia đống đá vụn lập tức tứ tán phi dương đánh vào bốn phía trên vách tường tại màu đỏ ký hiệu lập lòe phía dưới hóa thành bột mịn. Một cái lòe lòe tỏa sáng hình lục giác quang trận, tại nền dưới mặt đất di động hiện ra, màu đỏ ký hiệu, không ngừng lóng lánh. Yêu thú hư hóa đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này ngồi xếp bằng tại hình lục giác quang trong trận ngồi xuống, hai tay niết quyết, trong miệng, nói lầm bẩm một hồi tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, bỗng nhiên tại trong đại điện phiêu đáng mà lên. Một cổ bàng nhiên sức lực, theo yêu thú trên người tán phát ra, muốn đem chỗ ngồi này quang trận chấn đè xuống. Nhưng là rất hiển nhiên, quang trận lực lượng lớn hơn hắn trấn áp chi lực, màu đỏ ký hiệu càng ngày càng trói mắt sáng chói, dưới mặt đất chấn động, càng thêm mãnh liệt, yêu thú trên mặt vẻ sợ hãi cũng càng thêm rõ ràng. Một hồi ong ong minh hưởng chi tiếng vang lên, sáu cái loại nhỏ quang trận tại đại điện bốn phía di động hiện ra, màu đỏ ký hiệu lóng lánh không thôi. Một cổ làm cho người khủng bố không gian chấn động, lập tức tràn ngập đến đại điện mỗi hẻo lánh. Cứ việc còn có rất nhiều người không rõ cái này là không gian chấn động, nhưng trong đó ẩn chứa cái kia cổ hủy diệt tính lực lượng, lại ai cũng có thể cảm ứng được đến. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng đem những này pháp trận đều chấn đè xuống, bằng không thì, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Yêu thú hư hóa đầu thú vung mạnh, quát lớn, thanh âm có chút hoảng loạn. Hattori giới xử trí hư lạnh một tiếng, nói ra các hạ nếu không đem lời nói nói rõ ràng, chúng ta ai dám giúp đỡ mới vừa nói một cái đều đừng nghĩ đi đích, không phải là ngươi sao. Yêu thú giận dữ, thực sự lập tức ý thức được dưới mắt tựa hồ không phải tức giận thời điểm, lập tức kiềm nén lửa giận, lớn tiếng nói, nơi này là nhiều năm trước không gian thông đạo, năm đó không gian thông đạo sụp đổ về sau, tại đây tựu để lại một cái di chỉ. Nhưng là cho tới nay, cái này không gian thông đạo di chỉ đều rất không ổn cố, thỉnh thoảng hội bộc phát một hồi không gian chấn động. Những này pháp trận, Kỳ thật chính là trấn áp tại đây không gian chi lực đích. Hiện tại pháp trận cùng lúc xuất hiện, chứng minh không gian chi lực đã muốn lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chúng ta nếu không đồng nhất đều xuất hiện tay, một khi cái không gian này triệt để sụp đổ, tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Tiêu Phàm trong đầu lập tức hiện ra luyện khí đường cùng dược viên tình hình trong nội tâm đối với cái này yêu thú thoại ngữ không khỏi tín vài phần cái kia tình hình xác thực như là dị biến nảy sinh đoàn người không kịp chuyển di quá nhiều mấy cái gì đó vội vã tự rút lui khỏi liếu tương đương nếu như nơi này chính là năm đó không gian thông đạo một cái cửa ra vậy thì nói được đi qua hơn nhìn năm trước trung thổ thế giới tất cả không gian thông đạo đều nhất nhất sụp đổ trung thổ giới bởi đó biến thành không thích hợp tu chân giả sinh tồn hoang mạc đỉnh càn khôn càng ngày càng kịch liệt phản ứng, cũng theo bên cạnh bằng chứng việc này. Cho dù chúng ta hiệp trợ các hạ trấn áp thôi tại đây không gian dị biến, các hạ đến lúc đó trở mặt vô tình, chúng ta cũng có lẽ hay là chết không có chỗ chôn. Đã như vậy, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Hattori giới xử trí lạnh lùng mà hỏi ngược lại. Nguyên anh kỳ tu sĩ đối mặt kim đan kỳ tu sĩ ưu thế tuyệt đối, không có nghịch thiên thủ đoạn cùng nghịch thiên bảo vật là rất khó thay đổi đích nếu như bọn hắn nơi này có năm sáu vị kim đan hậu kỳ tu sĩ có lẽ liên thủ còn có thể một đấu dưới mắt tình hình này nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn ta có thể dùng tâm ma thề chỉ cần chư vị đạo hiếu cùng một chỗ chấn đẻ xuống lần này không gian chấn động ta tuyệt đối sẽ không lại vì khó chư vị đạo hiếu nhất định nghiệp trợ mọi người mở ra tại đây cấm chế phóng chư vị đạo hiếu rời đi như thế nào khống chế cái này yêu thú thần vu tựa hồ cũng là vị vô cùng có quyết đoán nhân vật nghe vậy lập tức nói ra, không có chút nào trần chờ do dự. Tốt, chỉ cần các hạ đang tại chúng ta mọi người mặt lập nhiều tâm ma chi thể, chúng ta có thể ra tay. Hattori giới xử trí cũng biết tình huống không ổn, lập tức một lời đáp ứng xuống. Trong đại điện tràn ngập không gian chi lực, thật là lại để cho Hattori giới xử trí kinh hãi lạnh mình, cũng không có bao nhiêu trần chờ do dự thời gian. Yêu thú không khỏi đại hỷ, lúc này dùng tâm ma nổi lên một cái lời thề. Tory giới sử trí thỏa mãn gật gật đầu, lúc này tiến lên vài bước, tại cách mình người gần nhất hình lục giác quang trong trận khoanh chân ngồi xuống, vận khởi pháp lực, hướng quang trong trận rót vào. Tuy nhiên yêu thú mới vừa nói chính là trấn áp pháp trận, nhưng thật ra là tăng cường pháp trận chi lực, trấn áp tại đây không gian dị động. Bất quá loại này thuyết minh thượng nho nhỏ sai lầm, lúc này ai cũng sẽ không đi so đo đích. Tiêu Phàm tuyên bố rõ ràng chân quân, tung lỏng tuyển đạo nhân vợ chồng tu sĩ bên trong nam xây tăng thêm thương ngô ba hữu ở phía trong duy nhất may mắn còn sống sót trung niên nho sinh năm vị kim đan tu sĩ ào ào tại quang trong trận khoanh chân ngồi xuống chính cùng vợ chồng tu sĩ bên trong nữ tu xuất lĩnh lấy hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ ở một bên thủ hộ bảy người đồng thời vận công đại tiểu thất tòa ngồi quang trận đồng thời vù vù bắt đầu đứng dậy màu đỏ ký hiệu dần dần chìm xuống cùng lúc đó lòng đất chấn động tựa hồ cũng trở nên yếu ớt yêu thú không khỏi đại hỉ, kêu lên, chư vị đạo hữu lại thêm một bả kinh sức lực. Mọi người trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, đồng loạt tăng lớn pháp lực rót vào. Nhưng mà sự thật chứng minh, đoàn người không khỏi vui mừng đắc quá sớm. Vừa mới dẹp loạn một điểm quang trận, màu đỏ ký hiệu bỗng nhiên sáng rõ, ngay sau đó, dưới mặt đất mãnh liệt mà nổ vang bắt đầu đứng dậy, cả tòa đại điện đều đang kịch liệt lay động, đại điện bốn trên vách đá chữ khác vào đồ vật màu đỏ ký hiệu, lại càng trói mắt sáng trói, đại điện cấm chế vận chuyển tới cực hạn. Trung tâm này tòa hình lục giác quang trận, bỗng nhiên nứt ra rồi từng đạo thật nhỏ vết dạn, một cổ màu ngà sữa sáng bóng, tự trong cái khe thấu đi ra. Không tốt, yêu thú một tiếng thét kinh hãi, phi thân lên, muốn hướng một bên né tránh mà đi, lại ở đâu còn kịp. Mấy đạo màu ngà sữa vầng sáng, theo trong cái khe bay ra, mau lẹ vô luân, vô thanh vô tức mà hướng không chung kích bắn đi, Tại trong mắt mọi người cường đại vô cùng nguyên anh kỳ yêu thú bị cái này vài đạo quang chóng mặt chém mà qua kêu thảm một tiếng thân thể cao lớn lập tức đã bị cắt thành năm sáu khối máu tươi văng khắp nơi một đạo xanh đầm đìa quang mang theo yêu thú chia năm xẻ bảy trong thi thể bắn ra muốn thuấn gì mà đi đúng vậy thế gian có cái gì thuấn gì chi thuật có thể nhanh hơn được vết nứt không gian đồng dạng vô thanh vô tức xanh đầm đìa hào quang cũng bị trắng sữa vầng sáng chém đắc nát bấy hóa thành điểm một chút lam mang, như vậy tiêu tán vô tung. Cái này được xưng vu tộc truyền thừa thánh thú, trước sau bị cho thiên tổ sư huyết tế phụ thể, lại bị cái này không biết tên thần vô tinh hồn đoạt xá, thậm chí có được nguyên anh kỳ tu vi, lại ở chỗ này, bị vài đạo nhìn về phía trên hào không thấy được vầng sáng, diệt sát đắc sạch sẽ, ngay nguyên anh cũng không từng đào thoát. Cho thiên tổ sư rốt cục vẫn phải không có thể tìm tiêu phàm báo thù, diệt sát vô cực môn cả nhà, chính mình trước ở chỗ này vẫn lạc đắc thập phần sạch sẽ triệt đề. Chỉ có điều dưới mắt, tiêu phàm tự nhiên không có nửa phần tâm tư đi chú ý cái này, cùng mặt khác năm tên kim đan tu sĩ một đạo, liên tục không ngừng mà một nhảy dựng lên, theo quang trong trận nhảy ra ngoài, xa xa lách mình tránh ra. Gắt gao nhìn thẳng cách đó không xa quang trận, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Không gian chi lực cường đại, tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản đích. Nguyên Anh cấp yêu thú kết cục, tự bày ở trước mặt. Âm âm, một hồi nổ mạnh, mọi người gấp bề bột ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cao lớn thạch điện khung đỉnh, bị vài đạo màu ngà sữa vầng sáng chợt lóe lên, trải rộng trên của hắn màu đỏ ký hiệu, cuồng lóe lên một cái, tự lặng yên mất đi, cả tòa khung đỉnh bị tua nhỏ thành vài khối, cực đoan tảng đá âm ầm rơi xuống. Ngay Hattori giới xử trí một kích toàn lực cũng không thể dung chuyển mảy may thạch điện cấm chế, cứ như vậy bị vài đạo không gian vầng sáng dễ dàng mà phá vỡ liếu tương đương. Nếu là đặt tại một phút đồng hồ trước kia, mỗi người đều cuồng hỉ không thôi, nhưng hiện tại, ngoại trừ tuyệt vọng có lẽ hay là tuyệt vọng. Cấm chế tuy nhiên bài trừ, ai lại dám tới gần cái kia vài đạo màu ngà sữa vầng sáng, mạo hiểm theo thạch điện đỉnh mà chạy mà đi. Không đợi đoàn người nghĩ đến thập phần sẵn sàng, đại điện bốn phía sáu tòa tiểu pháp trận, cũng vỡ ra một mảnh dài hẹp khe hở, mấy đạo màu ngà sữa vầng sáng bắn ra, không ngoài dự tính mà đem thạch điện đỉnh cắt đắc thất linh bát lạc, đá vụn ảo ảo rơi xuống. Ngay sau đó, chính giữa pháp trận một hồi gào thét, từ đó từng khúc vỡ vụn, vô số màu ngà sữa vầng sáng, theo pháp trong trận bắn ra, sau cái loại nhỏ quang trận cũng theo sát phía sau, từng cái hủy diệt, từng đạo màu ngà sữa vầng sáng, hình thành một cái cực lớn kiếm luân, chậm rãi xoay tròn, phàm là tại bị tại đây kiếm luân cuốn vào đi vào bất luận cái gì vật phẩm, đều ở trong khoảnh khắc bị quấy đến nát bấy. Kể cả họ kim đầu đã còn sót lại pháp bảo nguyệt răng súc, lấy cực kỳ cứng rắn thiết tinh chế tạo mà thành cũng hào không ngoại lệ trong nháy liền biến thành bột mịn kiếm luân lập tức khuếch trương phạm vi lớn hướng bốn phía cuồng quét mà đến mọi người kêu sợ hãi lấy về phía sau bay đi tiếng kêu thảm thiết vang lên mỗi người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng vẻ hoảng sợ liền vào lúc này một tòa nho nhỏ trừ màu đỏ tiểu đỉnh tự tiêu phàm thể sao sao ra hào quang lưu chuyển lập tức biến thành bàng nhiên cự vật hồng lóng lánh, đón màu ngà sữa quang luân bay đi. Một cổ khác kinh thiên động địa không gian chi lực, di động hiện ra. Audio điện tử võ tấn bền chương 771, không gian bão táp Nước xoáy, vô tận nước xoáy Bạch quang, vô tận bạch quang Mê muội vô tận mê muội Sau đó, tiêu phàm tự thật sự hôn mê bất tỉnh, ngất đi trước kia, vô ý thức mà tiện tay một chảo, bắt lấy một mềm mại thịt thịt bàn tay nhỏ bé. Cũng không biết qua rồi bao nhiêu thời điểm, tiêu phàm rốt cuộc tỉnh lại, đầu đau muốn nứt. Đời này, tiêu phàm không có đau đầu như vậy qua, ông ông tác hưởng, thật sự giống như là muốn vỡ ra đến giống nhau. Dù là tiêu phàm như vậy kiên nhẫn tính cách, cũng nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, gắt gao cắn hàm răng. Gian nan địa bó gối ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, vận khí điều thức 14 chu thiên, hạo nhiên chính khí không ngừng lưu truyền cái loại này giống như là muốn vỡ ra đến đau đầu khôn ngoan hơi có chỗ giảm bớt tiêu phàm lúc này mới chậm rãi mở to mắt đập vào mắt một mảnh xanh ngắt nguyên đến chính mình tại một cái sơn cốc bên trong cụ thể tới nơi nào tạm thời không được biết xa hơn bên cạnh quét qua cách đó không xa nằm sấp lấy một người theo quần áo liếc có thể nhìn ra được là trần dương tố tố tiêu phàm vội vàng bước đi đi qua đem trần dương giúp đỡ bắt đầu đứng dậy một bên kêu gọi tên của nàng một bên ngó nhìn xung quanh ngoại trừ Trần Dương bên ngoài lại không thấy được những người khác Tiêu Phàm một lòng trầm xuống ngất đi trước kia nhiều loại tình hình dần dần di động hiện tại trong đầu của hắn không gian bão táp Tiêu Phàm rốt cục nhưng để xác định mình là tao ngộ rồi không gian bão táp đương làm thạch trong miệng không gian bão táp bộc phát thời điểm đỉnh càn khôn kịp thời hiện thân xa hơn sau hết thảy tựu đều chẳng phải nhớ rõ rồi Nhất định là bởi vì không chịu nổi không gian thật lớn áp lực, mới hôn mê bất tỉnh đích. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, đỉnh càn khôn bay ra. Tại hắn trước ngực cách đó không xa chậm rãi xoay tròn, không khỏi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Xem Lai Bảo đỉnh thông linh, xuyên qua không gian bão táp về sau, tự động về tới trong cơ thể của hắn. Lại không biết Tân Lâm Huyền Thiên thiên cơ lụa mỏng các nàng đi nơi nào. Không gian bão táp hung hiểm, hắn trước kia mặc dù không có tự mình trải qua, lại nghe tuyên bố rõ ràng chân quân nói chuyện phiếm thời điểm nói tới qua, tuyên bố rõ ràng chân quân như vậy nguyên anh tu sĩ, vừa nhắc tới không gian bão táp, cũng là đàm vẻ biến, lắc đầu liên tục. Nói mặc kệ là người nào, chỉ cần bị cuốn vào đến qua không gian trong gió lốc, đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Vô luận người tu vi cao tới đâu, không chỉ nói nguyên anh tu sĩ, coi như là thần long thấy đầu không thấy đuôi ngộ linh tu sĩ, cũng là không có bất kỳ giấy ruộng may mắn đường sống, muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào vận khí. Hiện tại, mình và Trần Dương đều còn có thể sống được, tuyệt đối không phải không gian bão táp không có tuyên bố rõ ràng chân Quân nói như vậy hung hiểm, mà là vì đỉnh càn khôn công lao. Đỉnh càn khôn cùng giống nhau không gian bảo vật bất đồng, không gian khác bảo vật gần kề chỉ là một tu khắp trời. Bổ sung một ít trong không gian bộ đặc thù công hiệu. Nói thí dụ như Nam Cực Tiên ông Linh Dược Viên, chính là như vậy. Mà, đỉnh càn khôn, chẳng những có được không biết lớn nhỏ tu khắp trời gian, còn có có thể chống cự hoặc là nói là điều khiển không gian lực lượng thần kỳ công hiệu. Thanh Dương Tổ Sư cũng từng nói qua, đỉnh càn khôn là không gian trí bảo. Thần thông quảng đại. Một nghĩ đến đây, tiêu phàm níu lấy tâm, thoáng buông lỏng chút ít. Nếu không, dùng vết nứt không gian đơn giản chém gợi yêu ta nguyên anh cấp yêu thú thần thông, bị cuốn vào không gian trong gió lốc người tuyệt đối là giữ nhiều lành ít tố tố tiêu phàm đem trần dương đầy đặn thân thể mềm mại kéo thủ đoạn đặt tại đan điền của nàng phía trên hạo nhiên chính khí chậm rãi độ nhập trước tiên đem trần dương cứu tỉnh nói sau tiêu phàm đã muốn cho trần dương đem quá mạch cũng không lo ngại hẳn là cùng hắn tại không gian trong gió lốc đợi thời gian tương đối dài áp lực quá lớn bố trí ai nha đầu của ta sau một lát trần dương một tiếng dễ y gì xinh đẹp việt trần hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thân thủ bắt lấy chính mình huyệt thái dương, nũng nịu không dứt. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hạo nhiên chính khí tiếp tục chậm rãi độ nhập, ôn nhu nói, tốt rồi, người chứa lộn xộn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, sẽ không sự tình liếu tương đương. Nhưng lại trước nay chưa có ôn nhu. Dĩ vãng tại chỉ thủy quan thời điểm, vì đốc xúc trần dương khắc khổ luyện công, tiêu phàm chỉ phải bày ra, sư phụ cái giá đỡ, đối với Trần Dương sắc mặt không chút thay đổi. Hôm nay vừa mới trải qua không gian bão táp, Trần Dương đầu đau muốn nứt. đúng vậy cần có nhất an ủi thời điểm, tự nhiên muốn ôn nhu chút ít. Tiêu Phàm cũng không phải thật sự ý chí sắt đá. Tiêu Phàm, chúng ta đây là đang ở đâu a hát? Mẹ của ta đâu này? Tân tỷ tỷ đâu này? Thiên Thiên đâu này? Các nàng ở nơi nào? Trần Dương một bên xoa chính mình huyệt Thái Dương, một bên hừ hừ lấy hỏi, mang theo vẻ lo âu, rất rõ ràng nàng cũng đã nhớ tới mê muội trước kia hết thảy. Không biết, ta hiện tại cũng vô pháp xác định là ở địa cầu cái đó cái phương vị. Có lẽ vẫn còn trong lăng mộ. Trung quanh nơi này rừng rậm cảnh sắc, ngược lại cùng đáy nước kim tự tháp cái kia tấm rộng lớn nguyên thủy rừng rậm có vài phần tương tự. Đương nhiên, đại đa số khu rừng rậm rạp, một mắt nhìn đi, đều đại đồng tiểu dị. Địa cầu, tiêu phàm, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta rất có thể đã muốn không trên địa cầu liễu tương đương ai biết hắn lời còn chưa dứt trần dương đã muốn nở nụ cười khổ thì thảo nói ra chớ nói nhảm chúng ta không trên địa cầu còn ở nơi nào vậy ngươi ngẩng đầu nhìn một cái nhìn xem bầu trời trần dương ngữ điệu càng thêm quái dị tiêu phàm liền ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại lập tức liền ngẩn người sau nửa ngày trở lại thẫn thờ hai cái mặt trời bầu trời có hai cái mặt trời không có khả năng nhất định là hoa mắt Tiêu Phàm mãnh liệt nhắm mắt lại, lắc đầu, thấp giọng nói ra. Vừa rồi hắn cũng xem qua bầu trời, bất quá khi đó vừa vặn có một đám mây màu che ở bầu trời, cho nên cũng không phát giác, bầu trời thậm chí có hai cái mặt trời. Nhưng là, điều đó không có khả năng. Tiêu Phàm trong mắt lục mang lóng lánh, vận khởi Thiên Nhãn thần thông. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định là bởi vì cầm lên không gian trong gió lốc thoát khỏi đi ra, bởi vậy thị giác khí quan ra điểm tật xấu lúc này mới trên trời thấy được hai cái mặt trời. Cứ việc với tư cách đem thiên nhãn thần thông tu luyện đến sâu đậm cảnh giới hắn mà nói, thị giác xảy ra vấn đề khả năng nhỏ nhất. Sau đó, tiêu chân nhân lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Tại thiên nhãn thần thông nhìn chăm chú phía dưới, bầu trời quả thật là có hai cái mặt trời, hai cái đều thật sự, không phải ảo giác. Nhưng là, tiêu phàm thưởng thức nói cho hắn biết, trên địa cầu, chỉ có một mặt trời. Khó trách Trần Dương nói, Bọn hắn khả năng đã muốn không trên địa cầu liễu tương đương. Nếu như tại đây không là địa cầu, đó là nơi nào? Chẳng lẽ là ngoài hành tinh cầu, một cái loại mà hành tinh? Khơi khoảnh, tiêu phàm lắc đầu liên tục, sắc mặt quái dị nói. Ngoại trừ bầu trời có hai cái mặt trời bên ngoài, tại đây hết thảy, cùng địa cầu không có gì rõ ràng khác nhau. Thiên là lam đích, vân là bạch đích, cỏ cây là xanh ngắt đích, không khí là tươi mát đích, hết thảy hết thảy cơ hồ đều cùng trên địa cầu rừng rậm giống như đúc. Đúng vậy loại mà hành tinh. Tiêu phàm chỉ cần nghĩ đến đây cái, vừa mới dừng lại nghỉ đau đầu lại kịch liệt mà phát tác bắt đầu đứng dậy. Dựa theo ông trời của hắn văn học nếm thử, hắn biết rõ, cho tới bây giờ, nhà thiên văn học còn không có tìm được thập phần xác định loại mà hành tinh. Nói cách khác, tại cách địa cầu tính ra năm ánh sáng trong phạm vi, không có loại này hành tinh. Như vậy, bọn hắn rốt cuộc là bị không gian bão táp vung ra rất xa. Không gian chi lực, rốt cuộc là đến cỡ nào thần kỳ. Tiêu phàm, chẳng lẽ, chúng ta đã đến một cái khác giới diện. Trần Dương cũng thì thào nói ra, kìm lòng không được mà rụt rụt thân thể, chăm chú ôm tiêu phàm, tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể tiêu tan trừ trong lòng đại sợ hãi. Vô luận là ai, tại biết mình bị vung đến mênh mông vũ trụ ở chỗ sâu trong, đi một lần ra hàng tỷ ở phía trong không biết tinh cầu phía trên, cũng sẽ là Trần Dương loại này phản ứng. Có khả năng, tiêu phàm một bên ôm sát nàng, một bên vuốt nàng đẩy đà mềm mại thân thể, đầu óc cao tốc vận chuyển lại. Đã bầu trời cũng đã xuất hiện hai cái mặt trời, cái kia hết thảy cũng có thể. Ngươi không phải nói, Thanh Dương Tổ Sư đã từng cùng ngươi đã nói, chúng ta trung thổ giới, chính là một không gian thông đạo giao hội điểm. Còn nói, năm đó không gian thông đạo sụp đổ về sau, vô cực muôn tiền bối Tổ Sư, đều lui lại đến Thoi Ma Giới. Nha, chúng ta có phải hay không là tại Thoi Ma Giới?" Trần Dương bỗng nhiên một cái thân thể, kêu lên, có chút hưng phấn lên. Nếu quả thật chính là xuyên thẳng qua đến Thoi Ma Giới, cái kia tốt, không có thể tìm được vô cực môn, tìm được tiền bối tổ sư sao? Tiêu Phàm đau khổ tìm kiếm, Trường Sinh Tương, Cùng Tạo Hóa Tương đều có thể lập tức đi học đến. Tuyên bố rõ ràng tổ sư đã sớm nói vô cực môn đúng vậy chính đạo tông môn đứng đầu, lãnh tụ tại thoi ma giới đại danh đỉnh đỉnh. Hẳn là lần này ngoài ý muốn không gian bão táp, còn có thể làm cho bọn họ nhận tổ quy tông, rồi. Tiêu phàm cười khổ nói, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trần Dương nói ra, vậy cũng không nhất định, người muốn a hát, chúng ta tại thạch trong điện gặp được chính là cái kia không gian thông đạo di chỉ, thì có thật lớn khả năng là liên thông thoi ma giới đích. Hơn một nghìn năm đi qua, trung thổ giới tu luyện tài nguyên đều ở chậm rãi khôi phục, không gian kia thông đạo một lần nữa mở ra, cũng không phải là không thể được a hát. Tiêu phàm cười cười, nói ra, nếu thật là thoi ma giới, vậy là tốt rồi. Bất quá, nghe tuyên bố rõ ràng tiền bối nói, thoi ma giới cực kỳ quảng đại, so với chúng ta chỗ trung thổ thế giới, muốn lớn, có thể là trung thổ giới tốt mấy trăm lần. Trên thực tế, trung thổ giới chính là một không gian thông đạo giao hội tiểu giới diện, Tại như vậy rộng lớn giới diện ở phía trong, muốn tìm được vô cực môn, cũng không có dễ dàng như vậy. Còn có giả nhi, thiên thiên cùng lụa mỏng bọn hắn, còn ngươi nữa mụ mụ, đều muốn tìm trở về. Trần Dương qua rồi lúc ban đầu hưng phấn, lập tức liền về tới hiện thực sự thật trong thế giới, nghe vậy liên tục gật đầu, nói ra, đúng vậy a à, nhất định phải đem các nàng tìm trở về. Hơn nữa, tiêu phàm, ta còn là muốn phải đi về, trở lại địa cầu đi, trở lại tự chúng ta ra đi vô luận là ai, khẳng định đều là như thế này. Thôi ma giới dù cho, nhất thời bán hội, lại ở đâu có thể làm cho bọn hắn sinh ra nhận đồng cảm giác đến. Đương nhiên còn là quê hương của mình tốt nhất, cực kỳ có quy túc cảm giác liễu tương đương. Về phần tân lâm các nàng là hay không tại không gian trong gió lốc bị gặp nào đó không lường được ngoài ý muốn, tiêu phàm cùng Trần Dương đều cực tuyệt hướng phương diện này suy nghĩ. Đã bọn hắn có thể còn sống sót, khẳng định những người khác cũng có thể còn sống sót. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói ra cái này tự nhiên. Chính là sợ có chút khó khăn. Nhưng mặc kệ nhiều khó, chuyện này đều là nhất định phải đi làm đích. Trần Dương há to miệng, đang muốn mở miệng, Tiêu Phàm lại bỗng nhiên biến sắc, hư, mà một tiếng, ngăn lại nàng, hai mắt nhìn về phía phương xa. Xa xa phía chân trời, một đạo ngân sắc độn quang, chính hướng bên này kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh. Chương 772, chữ 9. Tiêu Phàm nhấc tay vừa nhấc, vài đạo ngũ hành cấm chế pháp quyết đánh ra, đem mình và Trần Dương thân hình giấu che lại, tự lách mình đến một khối tảng đá lớn về sau, lúc này mới tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng đạo kia ngân sắc độn quang nhìn lại. Trần Dương còn không có gì, dù sao cái này độn quang rời đi xa xôi, lại ngân quang lóng lánh đích, nàng chưa từng tu luyện hôm khác ánh mắt thông, khán bất chân thiết, Tiêu Phàm trong mắt lục mang lóng lánh, nhưng lại thấy thanh thanh sở sở, thần sắc trên mặt lập tức trở nên càng thêm cổ quái. Độn quang bên trong, bao vây lấy một gã chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi, mày kiếm lãng mục, tuấn mỹ phi phàm, búi tóc cao ngất, một thân tại tiêu phàm trong mắt cực kỳ cổ điển ngân sắc trường bào, ung dung thở mạnh, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng về phía sau nhìn quanh, tựa hồ trong lòng có đại sầu lo. Xem xét nam tử trẻ tuổi cái này thân trang phục, tiêu phàm càng thêm có thể khẳng định, hắn và Trần Dương đi tới một cái không biết tên địa phương, cái này tuyệt không phải là xã hội hiện đại trưởng thành nam tử xứng đáng quần áo. Từ nơi này nam tử trẻ tuổi khí tức phán đoán, thậm chí có kim đan hậu kỳ tu vi, chỉ là toàn thân linh lực chấn động chợt mạnh chợt yếu, rất không ổn định, nếu như không phải bản thân bị trọng thương, chính là trong thân thể có nào đó tai họa ngầm. Mà theo sát tại ngân sắc độn quang về sau đích, là đạo hắc sắc độn quang, khói đen cuồn cuộn, làm cho người ta một loại tà ma ngoại đạo cảm giác. Tiêu phàm thiên nhãn thần thông, sớm đã tu luyện đến tầng thứ hai sâu đậm cảnh giới, độn quang bên ngoài bao vây lấy khói đen, trên cơ bản không biết cho hắn tạo thành bao nhiêu thị giác thượng chướng ngại. Đạo hắc sắc độn quang bên trong, cũng bao vây lấy hai gã trung niên nam tử, trong đó một gã sâu sao lông mày nam tử, dưới chân dẫm phải một cái màu đen hồ lô, đen nhánh hào quang tỏa sáng, nhìn qua có thể biết ngay, là kiện có chút bất phàm pháp bảo. Một danh khác nam tử ngũ quan cũng là đoan chính, chính là trên mặt nhiều hơn một đầu thật dài vết sẹo, theo mắt trái một mực kéo đến bên phải khóe miệng, lập tức đem cả khuôn mặt đều phá hư không bỏ sót, có vẻ thập phần dữ tợn đáng sợ. Người này dưới chân tác chính là dẫm phải một cây trường thương. Tiêu phàm thần niệm thò ra, sắc mặt hơi đổi. Trong hai người này sâu sao lông mày nam tử, dĩ nhiên là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, mặt thẹo nam tử, thì là kim đan sơ kỳ tu vi, bất quá cũng đã đạt tới sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào trung kỳ cảnh giới. Nhìn hai người này thần thái, chính là bọn hắn tại toàn lực đuổi theo phía trước áo bảo màu bạc tu sĩ. Nguyên gốc cái kim đan trung kỳ một cái kim đan sơ kỳ, cho dù hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là áo bảo màu bạc nam tử đối thủ, bất quá áo bảo màu bạc nam tử linh lực chấn động cực không ổn định, hiển nhiên có thương thích trong người, không chỉ nói quay người cùng hai gã hắc y nam tử phóng đúng, thậm chí ngay độn quang đều càng ngày càng chậm. Khoảng cách của song phương chính đang nhanh chóng gần hơn. Vừa đi vào tiêu phàm cùng Trần Dương tàng hình trên sơn cốc không, ngân sắc độn quang một trầu, áo bảo màu bạc nam tử đơn giản ngừng lại, sắc mặt âm trầm mà nhìn thẳng đằng sau hai luồng cuồn cuộn khói đen. Thấy áo bảo màu bạc nam tử đã muốn đè xuống độn quang, hai luồng màu đen độn quang đã ở ngoài mấy trượng ngừng lại, khói đen tản ra, lộ ra bên trong sâu sao lông mày cùng mặt thẹo nam tử, mắt nhìn áo bảo màu bạc nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Trừ cửu huynh, như thế nào không chạy, tiếp tục chạy a hát, ta hai anh em còn không có chơi đùa nghiện nì. Áo bào màu bạc nam tử trừ chín hừ lạnh một tiếng, nói ra tính khuê đích, nếu không bổn công tử bị các ngươi sư phụ rơi xuống cấm chế, một thân pháp lực đều bị giam cầm bảy tám phần người, chỉ bằng hai người các ngươi phế vật, cũng dám truy ta. Sâu sao lông mày nam tử cũng không tức giận, chỉ là cười lạnh nói, hắc hắc, trừ cửu huynh, nguyên lai like ngươi cũng biết mình bị sư phụ ta rơi xuống cấm chế. Đã như vậy, vậy ngươi còn chạy, lập tức theo chúng ta ngoan ngoãn trở về, chúng ta có thể đương làm việc này không có phát sinh qua, không hướng sư phụ báo cáo. Nếu không, hội có cái gì kết cục, người chắc hẳn cũng là rất rõ ràng đích. Có thể có cái gì kết cục, khoảng chừng gì đó bất quá là đi lệ thú cánh đồng hoang vu đi đến một chuyến. Đánh bạc đua ngựa thượng tựu muốn bắt đầu, coi như là cát lão ma tự mình lúc này, lại có thể làm gì ta? g i o ta ai đi tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc? Ngươi, cũng là ngươi, Áo bào màu bạc nam tử trừ chín ánh mắt, tại sâu sao lông mày đại hán cùng mặt thẹo nam tử trên mặt qua lại quét qua, khóe miệng hiện lên một tia rõ ràng khinh thường ý. Sâu sao lông mày nam tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, trừ cửu huynh, không cần phải quá tự cho là đúng. Có lẽ bởi vì lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, sư tôn đại nhân tạm thời sẽ không đem làm sao ngươi giảng, thậm chí còn hội tận lực tăng lên tu vi của ngươi. Nhưng ngươi muốn suy nghĩ một chút, tham gia hết đánh cuộc về sau nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất ngươi có cơ hội thắng đâu này, ngươi làm càn như vậy, chọc giận sư phụ ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi không muốn sống lấy trở lại Nam Châu Đại Lục sao? Mặt thẹo nam tử tính tình, tựa hồ so sâu sao lông mày muốn vội vàng sao động nhiều lắm, sớm đã nhẫn nại không được, mặt âm trầm kêu lên, khuê sư huynh, làm gì cùng cái này kẻ tù tội nói nhảm. Chúng ta có lẽ hay là lập tức động thủ, đem hắn chảo trở về đi trì hoãn quá lâu, vạn nhất bị sư phụ biết rõ, chỉ sợ muốn được trách phạt liếu tương đương. Sâu sao lông mày nam tử trừng mắt liếc hắn một cái, trong nội tâm âm thầm tức giận. Cái này lận sư đệ đầu óc thật sự không đủ linh quang, sống hơn 100 tuổi, trong đầu có lẽ hay là một đống tương hồ. Cho là mình nguyện ý cùng cái này tính trừ ra hỏa nói nhảm sao. Còn không phải muốn muốn thuyết phục hắn, ngoan ngoãn cùng mình trở về. Cứ việc cái này tính trừ một thân pháp lực, bị giam cầm 78 phần 10, động thủ, khẳng định không là đối thủ của bọn hắn. Nhưng đao kiếm không có mắt, vạn nhất làm bị thương cái này tính trừ đích, ảnh hưởng đến lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, phiền toái có thể to lắm, sư phụ làm cho bọn họ không được. Vô luận như thế nào, cái này tính trừ ra hỏa, nhưng là hai người bọn họ phụ trách trông coi đích, kết quả không nghĩ qua là, tự lại để cho hắn dò xét cái chỗ trống bỏ trốn mất dạng, sư phụ truy cứu tới, không lớn không nhỏ cũng là tội danh. Lận sư đệ không chút nào cũng không hiểu đắc trong lúc này mấu chốt, chỉ biết là hô đánh tiếng kêu gợi yêu ta hết. khó trách tại sơ kỳ cảnh giới mệt nhọc nhiều năm như vậy, không có nửa điểm muốn đột phá bình cảnh dấu hiệu. Đầu không dùng được ra hỏa, thường thường đều là như vậy kết cục. Trừ cửu huynh, người cũng nghe được, ta đây vị lận sư đệ tính tình, người cũng biết đích. Khuê nào đó mời ngươi là kim đan hậu kỳ tu sĩ, không muốn bị thương mặt mũi của ngươi. Nhưng ngươi cũng không để cho chúng ta khó xử chiếu khán ngươi, là sư tôn đại nhân phân phó cho chúng ta sư huynh đệ hai người nhiệm vụ. Ngươi không theo chúng ta trở về, quả quyết sao không được kém. Cần gì phải nhất định phải vạch mặt, buộc chúng ta động thủ. Đợi tí nữa nếu đánh nhau, vạn nhất lang bái, trừ cử huynh đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ mặt mũi, lại hướng ở đâu đặt. Sâu sao lông mày đại hán nhìn về phía trên khuôn mặt xui, lại tựa hồ như kiên nhẫn vô cùng tốt, không ngừng mà tận tình khuyên bảo, khuyên bảo. Áo bào màu bạc nam tử trừ chín, tính cách giống như càng thêm cổ quái, nghe vậy ha ha cười một tiếng, nói ra, hắn tổ mẫu đích, khuê đạo hữu người cũng không muốn khua môi múa mép, tính lận người cũng không muốn làm làm ra một bộ muốn ăn thịt người sắc mặt, hù dọa ai đó. Lão tử muốn ăn các người cái kia một bộ mới có quỷ liễu tương đương. Có gan đi lên đánh một trận, lão tử thua lên. Muốn không uổng phí nửa điểm khí lực, tự lại để cho lão tử đi theo hai người các ngươi hỗn đắn trở về, sớm làm biệt đừng, làm con mẹ nó thanh thu đại mộng. Sư huynh, chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ đi. Mặt thẹo nam tử không thể kìm được, cử động tay khẽ vẫy, dưới chân màu đen trường thương bay vụt mà dậy, đón gió triển khai, vậy mà không phải một cây trường thương, mà là một mặt phiên kỳ, phiên trên mặt ô quang trận trận, âm khí um tùm, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc lộ ra, làm cho người vừa thấy phía dưới, liền là hàn khí đại bốc lên. Áo bảo màu bạc tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, một mặt phỏng chế quỷ âm phiên, cũng lấy ra bêu xấu. Các ngươi cắt đen môn, quả nhiên là keo kiệt đắc vô cùng. Khó trách cát lão mà nghĩ như vậy muốn thắng một lần đánh cuộc. Có này tinh đồng mỏ khai thác quyền, chắc hẳn các ngươi cắt đen môn thời gian tốt hơn qua một chọn A. Mặt sẹo nam tử không khỏi hơi sững sờ, cả giận nói keo kiệt. Đầu óc ngươi không thanh tỉnh đi à nha, chúng ta cắt đen môn đúng vậy nhạc Tây Quốc ma đạo cửu đại tông môn một trong quỷ âm phiên là cắt đen môn chấn tông chi bảo, người dám xem thường. Nhạc Tây Quốc ma đạo cửu đại tông môn, hắc hắc, áo bảo màu bạc tu sĩ trừ chín khóe miệng khinh thường ý, càng thêm nồng đậm, tựa hồ chẳng những chướng mắt cắt đen môn, thậm chí ngay cả nhạc Tây Quốc ma đạo cửu đại tông môn đều không để vào mắt. Thật không biết hắn là không phải cố ý giả vờ, có lẽ tựu là muốn khí một mạch sâu sao lông mày đại hắn cùng mặt sẹo nam tử. Ngươi xem thường quỷ âm phiên, tựu cho ngươi nếm thử lợi hại. Mặt sẹo nam tử quả nhiên bị trừ chín cái này chẳng thèm mó tới thần sắc triệt để chọc giận, dương một tay lên bên trong quỷ âm phiên, lập tức gió lạnh trận trận, một cổ khói đen cuồn cuộn về phía trước, mang theo thê lương tiếng quỷ khóc, liền hướng áo bảo màu bạc tu sĩ mang tất cả mà đi. Phảng phất cả trên trời hai cái mặt trời ánh mặt trời, đều bị không duyên cớ che lấp mất hơn phân nửa. Trốn tại phía dưới chỗ tối tiêu phàm, hai hàng lông mày không khỏi có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Cái này quỷ âm phiên quỷ khí thật sự quá nặng, trong đó âm hồn chi lực, thậm chí ngay hắn cất chứa tại chữ vật vòng tay trong tụ hồn bát đều dẫn tới dục dịch. Xem ra cái này phiên kỳ luyện chế đại có vấn đề, dùng đến không ít sinh hồn. Cát đen môn được xưng nhạc Tây Quốc ma đạo cửu đại tông môn một trong, phỏng trừng tu luyện công pháp ngược lại thiên hướng quỷ tu chiếm đa số. Đối với loại này âm quỷ tu luyện chi thuật, tiêu phàm trước sau như một không thế nào nhận đồng. Bất quá, mới đến, đối với nơi này hết thảy tình huống đều là hai mắt một vòng hắc, hoàn toàn sờ không tới bên cạnh, tiêu phàm tự cũng sẽ không bởi vì này sao một mặt phiên kỳ xuất hiện mà can thiệp vào. Biện pháp tốt nhất là trốn ở chỗ này vô thanh vô tức, đợi ba người này sau khi rời khỏi nói sau. Nguyễn cho rước họa vào thân. Mắt thấy gió lạnh trận trận tịch cuốn tới, áo bảo màu bạc tu sĩ trong miệng nói được nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ đối với lần này không thèm để ý chút nào, kỳ thực chút nào cũng không dám khinh thường, ống tay áo dương lên một quả ánh vàng rực rỡ viên châu bắn ra cái này khỏa viên châu ước chừng nắm đấm lớn nhỏ toàn thân kim lóng lánh đáng chú ý đến cực điểm viên châu vừa mới bay ra gió lạnh tựa thổi sang trước mặt bỗng nhiên xét đánh một tiếng viên châu thượng kim quang đại thịnh từng đạo màu vàng hồ quang điện kích xạ ra hướng về quỷ âm phiên kích khởi gió lạnh oanh kích mà xuống Chí dương lôi điện vốn là thần sắc bình tĩnh tiêu phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra giật mình thần sắc. Cái này viên châu thượng thả ra màu vàng lôi điện, nhìn về phía trên cùng tuyên bố rõ ràng chân quân roi lôi điện phía trên thả ra lôi hồ cực kỳ tương tự, lại ẩn chứa trí dương chi lực, so tuyên bố rõ ràng chân quân roi lôi điện hồ quang điện càng thêm thuần khiết nhiều lắm. Trí dương lôi điện đúng vậy hết thảy quỷ đạo ma tu khắc tinh. Màu vàng hồ quang điện lóe lên, chui vào đến âm trong gió không thấy bóng dáng, sau một khắc, Trận trận gió lạnh bỗng nhiên liền kịch liệt mà quay cuồng bắt đầu đứng dậy, tiếng quỷ khóc khẩn trương, tựa hồ có người hướng nấu mở phí dầu bên trong quăng một quả bọt nước, lập tức gấp gáp mà bạo liệt ra đến. Quanh, mà một tiếng, gió lạnh từ đó nổ tung, đảo mắt tựa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chương 773, tự bảo uy năng. Sâu sao lông mày đại hán thấy thế lắp bắp kinh hãi, sắc mặt thoáng một tí trở nên ngưng trọng lên. Lận sư để kềm nén không được rốt cục ra tay sâu sao lông mày đại hán cũng đừng nói cái gì. Bất quá ở một bên đang xem cuộc chiến thời điểm, sắc mặt tương đương thoải mái. Chữ cố nhiên là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng một thân pháp lực bị giam cầm bảy tám phần, chắc là dễ như trở bàn tay. Quỷ âm phiên đúng vậy lận sư đệ bổn mạng pháp bảo. Ai ngờ chữ còn có thủ đoạn như vậy, tiện tay một kích, tự phá vỡ quỷ âm phiên. Vị này đến từ cách xa Nam Châu Đại Lục ra hỏa, cứ việc bị sư phụ bắt, ngày bình thường như trước ra châu hò hét đích thật là có ngạo khí tiền vốn lận sư đệ giận dữ quát lại đến quỷ âm phiên lại là nhoáng một cái lại là một đại cổ khói đen tuôn ra gió lạnh càng thêm thê lương một cái cực đại quỷ đầu tại gió lạnh gầm thét không ngừng biến ảo lấy các loại hình dạng dương nhanh múa vuốt về phía áo bảo màu bạc tu sĩ phóng đi trừ sắc mặt trầm xuống phải giơ tay lên muốn đem một đạo pháp quyết đánh vào đến viên châu chi lần nữa kích phát lôi điện chi lực nếu như pháp lực không có bị giam cầm, hắn tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn đến phá giải lận sư đệ thế công. Chính là một mặt phỏng chế quỷ âm phiên, trong mắt hắn, cái rắm cũng không phải. Nhưng là dưới mắt, lại chỉ có thể thúc giục này cái lôi châu, miễn cưỡng đối địch. Ngoại trừ chuyên khắc quỷ tu ma đạo trí dương lôi điện, hắn thủ đoạn của hắn, cho dù miễn cưỡng thi triển đi ra rồi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá rất hiển nhiên, chỉ bằng vào một kiện lôi châu, uy năng thật sự là tương đối chỉ một liếu tương đương. Không đợi trừ pháp quyết đánh vào đến lôi châu chi, gió lạnh chi cực đại quỷ đầu, tự mãnh liệt há miệng, đem lôi châu một ngụm nuốt xuống. Trừ tâm thần chấn động, lập tức tự mất đi cùng lôi châu liên lạc, mặc cho hắn như thế nào thi triển thần niệm chi lực. Muốn thúc giục lôi châu, đều không có chút nào hiệu quả. Quả nhiên pháp lực bị giam cầm về sau, tất cả động tác đều chậm một nhịp, pháp bảo của mình vậy mà sinh sinh bị đối phương đoạt trước một bước thu đi. Mặt thẹo hán lận sư để cười lạnh một tiếng, tay màu đen phiên kỳ dương lên, gió lạnh lập tức vòng lại trở về, quỷ đầu lóe lên tức thì, chui vào đến quỷ âm phiên chi, không thấy tung tích. Kim quang lóe lên, hình cầu lôi châu đã đến lận sư đệ tay. Chỉ có điều giờ phút này ánh vàng rực rỡ lôi châu mặt ngoài, đã muốn bịt kín tầng một nước sơn đen như mực sương mù, lượn lờ lấy. Đem lôi châu linh khí gắt gao áp chế ở bên trong. Mặt thẹo nam nhiều hứng thú mà đánh giá lôi châu, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tham lam, vừa cười vừa nói, chử huynh, còn có thủ đoạn gì nữa, đều xử đi ra a à. Loại này có thể khắc chế bọn hắn ma đạo quỷ tu công pháp lôi châu, là tất cả ma đạo tu sĩ kiêng kỵ nhất vật, mà thẹo nam bản thân là không dùng được liễu tương đương. Nhưng nếu như tại giao dịch hội thượng, lại nhất định có thể đủ bán cái giá tốt. Chỉ tiếc, cái này bảo vật hắn còn thật không dám làm của riêng một món đồ như vậy sắc bén pháp bảo trừ tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu tham gia đánh cuộc thời điểm sư phụ là nhất định sẽ làm cho hắn mang lên phòng thân đích chử cười lạnh nói nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ giạc một kiện phỏng chế pháp bảo tự cho ngươi vui thành như vậy nếu thật là cho ngươi gặp được chính phẩm hạo dương châu cái kia vẫn không thể ngay con mắt đều nặn đi ra mặt thẹo nam trái ngược tay đem lôi châu thu vào chính mình chữ vật vòng tay đồng dạng cười lạnh nói chử huynh trừ công, biết rõ ngươi là đến từ Nam Châu nhà giàu. Chúng ta nhạc Tây địa phương nhỏ, chưa thấy qua quen mặt. Chính là chút hít đất bao, thỉnh trừ công thứ lỗi. Cũng không biết, đường đường Nam Châu đại lục đến công gia, làm sao lại thành chúng ta cắt đen môn tù nhân. Nghĩa mai ý, giật phu môn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bản công coi như là trở thành tù nhân, cũng sau so người cái này đất bao cường. Trừ nộ quát một tiếng, ống tay áo run lên, lập tức ba bốn dạng pháp bảo pháp khí bay nhanh ra, đổ ập xuống liền hướng mặt thẹo nam đập tới. Tiêu phàm không khỏi thấy trợn mắt há hốc mồm. Trừ tiện tay tế ra bốn kiện bảo vật, hắn có hai kiện cấp tột cùng pháp khí, còn có hai kiện theo khí tức thượng phán đoán, chính là hàng thật giá thật pháp bảo. Cái này trừ thật đúng là cái, đa bảo đạo nhân, tùy tiện vừa ra tay, chính là chỗ này sao nhiều pháp bảo pháp khí. Chẳng lẽ tại đây tu sĩ, cả đám đều như vậy hào phóng, thân gia hàng tỷ, pháp bảo nhiều hơn. Ngay sau đó, lại để cho tiêu phàm càng thêm trợn mắt há hốc mồm sự tình lại đã xảy ra. Những này pháp bảo pháp khí một bay ra ngoài, liền ô ô mà kêu to, quang hoa đại phóng, toàn thân loạn chiến, một bộ tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung tình hình. Không tốt, hắn muốn phải liều mạng. Sâu sao lông mày đại hán vô luận tu vi kiến thức, đều so mặt thẹo nam cao hơn một bậc. Liếc thấy đi ra, đây là pháp bảo pháp khí sắp tự bảo. Tuy nhiên hai kiện cũng chỉ là bình thường pháp bảo, nhưng tự bảo uy năng to lớn, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể chính diện trọi cứng đích. Sâu sao lông mày đại hán dưới chân run lên, cái kia đen nhánh hồ lô bay nhanh mà dậy, phun ra một cổ hắc hà, liền hướng hắn một kiện pháp bảo mang tất cả mà đi. Hắn cái này trong hồ lô bay ra hào quang, cùng lận sư đệ quỷ âm phiên ở phía trong quỷ đầu đồng dạng, có ngăn cách tu sĩ cùng pháp bảo trong lúc đó liên lạc hiệu quả. Đây cũng là các đen môn tuyệt kỹ một trong, Đối với người thời điểm đối địch, thường thường đối thủ không nghĩ qua là pháp bảo đã bị cát đen môn tu sĩ ngăn cách liên lạc, thuận tay đoạt tới. Cái này sâu sao lông mày đại hán nhìn về phía trên là cái rất có quyết đoán loại người, cũng thập phần làm đến nơi đến chốn, cũng không có đem bốn kiện pháp bảo pháp khí đều trở thành mục tiêu, thầm nghĩ thu thứ nhất kiện, ngăn cản hắn tự bảo. Bởi như vậy, tự bảo uy năng vừa muốn không lớn lắm liễu tương đương. Sự thật chứng minh sâu sao lông mày đại hán cái này quyết đoán phi thường chính xác, hắc hà khó khăn lắm nhất quyển đến kiện pháp bảo kia, chỉ nghe, phanh, mà một tiếng, mặt khác ba kiện pháp bảo pháp khí đồng loạt tự bạo ra, lập tức một cổ cường đại hủy diệt khí tức, bộc phát ra. Sâu sao lông mày đại hán sớm có chuẩn bị, hắc hà vừa mới thổi sang pháp bảo, liền là dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do so dự về phía sau bay đi. Mặt thẹo nam sau so động tác của hắn nhanh hơn, sớm đã khống chế độn quang, đoạt trước một bước phi tốc lui về phía sau liễu tương đương. Làm cho là như thế, pháp bảo pháp khí tự bảo uy năng, như trước không giống tiểu khả, không phải tốt như vậy né tránh đích. Trong khoảnh khắc, tự bảo khí lãng tự vượt qua sâu sao lông mày đại hán cùng mặt thẹo nam, đưa bọn chúng tịch cuốn vào. Chỉ nghe một hồi kinh sợ nảy ra tiếng hô truyền đến, khí lãng chi hắc hà lè lè, rất nhanh liền chống đỡ không nối, phanh, mà bạo liệt ra đến. May mà sâu sao lông mày đại hán cùng mặt thẹo nam phản ứng coi như cực kỳ nhanh nhẹn, này cổ khí lãng đã là tự bạo uy năng biên giới, uy lực xa còn lâu mới có thể cùng tự bạo tâm đánh đồng. Rất nhanh, sâu sao lông mày đại hán sư huynh đệ hai người, liền từ khí lãng chi bắn ra, đều đều quần áo lam lũ, sắc mặt ngăm đen, chật vật không chịu nổi, trên người khí tức rõ ràng so vừa rồi yếu đi ba phần, cho thấy đắc ngăn cản bảo vật tự bạo uy năng, làm cho bọn họ lập tức lỗ lã không ít nguyên khí. Pháp bảo tự Bảo trước kia, trừ cũng đã thả ra một kiện ngọc bội, tại đỉnh đầu của hắn phóng xạ ra nhu hỏa sáng bóng, đưa hắn toàn thân cao thấp đều che lấp hắn. Cũng không biết cái này ngọc bội là bực nào khó lường bảo vật, rõ ràng lại để cho trừ tại khoảng cách bảo vật gần như vậy địa phương, cũng bình yên vô sự mà may mắn còn sống sót xuống dưới. Tất cả tự bạo uy năng, vừa tiếp xúc với ngọc bội kia thả ra nhu hỏa sáng bóng, liền là đường vòng mà qua, đối với thân ở hắn trừ, làm như không thấy bất quá giờ phút này trừ, sắc mặt thật không tốt xem, trong mắt hiện lên một vòng thật sâu vẻ thất vọng. Tự bạo pháp bảo pháp khí, là hắn đã sớm tìm cách tốt một bước cơ hiểm. Theo các đen môn đào thoát không bao xa, là hắn biết tại pháp lực đại bộ phận bị giam cầm dưới tình hình, hắn không có khả năng tránh được sâu sao lông mày đại hắn cùng mặt thẹo nam đuổi bắt. Hợp lại đánh một trận tử chiến tự nhiên càng thêm không đáng tin cậy. Tại một lắp phi trốn đồ, liền là tìm cách tốt rồi việc này cơ hiểm chỉ có linh lung bội hộ thân một hơi thả ra hai kiện pháp bảo hai kiện cấp tột cùng pháp khí tự bạo ra bất ngờ không đề phòng cho dù không thể diệt sát sâu sao lông mày đại hán hai người ít nhất cũng có thể trọng thương bọn hắn bởi như vậy trừ thì có chạy ra tìm đường sống cơ hội ai ngờ sâu sao lông mày đại hán cực kỳ cơ cảnh phản ứng nhanh nhẹn vô cùng tăng thêm trừ bị giam cầm pháp lực về sau kiếp nổ pháp bảo pháp khí động tác cuối cùng chậm nửa nhịp cuối cùng nhất thất bại trong gan tắc, lại để cho sâu sao lông mày đại hán cùng mặt thẹo nam đào thoát tai họa ngập đầu. Nếu không, tăng thêm bị sâu sao lông mày đại hán lấy đi cái kia kiện uy lực lớn nhất pháp bảo, tự bảo về sau, hai người này tung tính toán không chết cũng phải lột lớp ra. Bị như thế trêu đùa hí lộng một bà, cứ việc sâu sao lông mày đại hán lòng giả quá sâu, cũng không khỏi đắc giận tím mặt, xanh mặt, run lên tay màu đen hồ lô, một mảnh dày đặc hắc hà mang tất cả ra, hướng trừ cái bọc mà đi chử cũng biết việc đã đến nước này lại cứng rắn ngạnh tiếp tục gánh vác không có chút ý nghĩa nào lúc này triệt hồi linh lung bội thu hồi hào quang hai tay một vai vác ngóc lên đầu lẳng lặng chờ hắc hà gần người người này cũng thật sao ngạo khí cứ việc cục diện như thế trang lợi lại cũng không chịu chút nào yếu đi khí thế sâu sao lông mày đại hán hào quang mới cuốn ra một nửa bỗng nhiên cấp tốc thu trở về sâu sao lông mày đại hán mãnh liệt xuống phía dưới phương nhìn lại Hét lớn một tiếng, người nào trốn tại đó? Cút ra đây cho ta. Áo bào màu bạc tu sĩ trừ cùng mặt thẹo nam không khỏi rất là kinh ngạc, cùng một chỗ hướng sơn cốc chi nhìn lại. Chỉ thấy một khối tảng đá lớn về sau, một gã mặc kỳ lạ phục sức tuổi trẻ nam, mang theo một gã mặc càng thêm kỳ lạ phục sức tuổi trẻ nữ tu, chậm rãi đi ra, đúng vậy Tiêu Phàm cùng Trần Dương. Cái này đương làm khẩu, Tiêu Phàm sắc mặt tự nhiên cũng thật không tốt xem ám đối với áo bảo màu bạc nam chỉ oán thầm không thôi. Người này may mắn thế nào đích, muốn tại trên sơn cốc không cùng cát đen môn tu sĩ động thủ, còn lớn như thế thủ bút mà kiếp nổ pháp bảo pháp khí. Tại pháp bảo pháp khí tự bảo uy năng mang tất cả phía dưới, tiêu phàm tạm thời bố trí xuống ngũ hành cấm chế, tự nhiên là không hề chống cự chi lực, lóe lên mà diệt. Tiêu phàm không thể không lập tức khởi động vòng bảo hộ, đem mình và Trần Dương bảo vệ liễu tương đương. Nhưng bởi như vậy, Tự nhiên rốt cuộc không thể gạt được sâu sao lông mày đại hán thần niệm điều tra. Bất kể thế nào nói, cái này sâu sao lông mày đại hán cũng là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, tu vi không kém. Vừa thấy Tiêu Phàm cũng là kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa tựa hồ tiếp qua vài năm, muốn đạt đến tại kim đan kỳ đỉnh phong cảnh giới, tất cả mọi người không khỏi đều sửng sốt một chút, sâu sao lông mày đại hán thần sắc hơi đổi, thanh âm trở nên nhu hòa bắt đầu đứng dậy, liền ôm quyền, nói ra, đạo hữu phương nào cao nhân? tại hạ cát đen môn khuê cách. May mà bọn hắn nói lời, tiêu phàm cùng Trần Dương đều có thể nghe hiểu được, cùng đất giới hoa hạ quốc ngôn ngữ giống như đúc. Tại hạ tiêu phàm, đây là ta bạn gái Trần Dương, bái kiến ba vị đạo hiếu. Tiêu phàm ngầm cười khổ một tiếng, ôm quyền hoàn lễ, rất cẩn thận mà đáp. chương 774, Lôi Hải Nguyên lai là tiêu đạo hiếu cùng Trần đạo hiếu, xin thứ cho tại hạ mắt phụng về, hai vị đạo hiếu là môn phái nào cao nhân sâu sao lông mày đại hán cũng đồng dạng cẩn thận mà hỏi thăm, hướng mặt thẹo nam tử lận sư đệ sử cá nhãn sắc. Mặt thẹo nam tử hiểu ý, dưới chân độn quang nhẹ nhàng vừa động, liền vây quanh chữ chín sau lưng, chặt đứt chữ chín đường lui, mặt mũi tràn đầy cảnh giác ý. Bất kể thế nào nói, đem trừ chín chảo trở về, mới là bọn hắn đệ nhất yếu vụ. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền là nói ra, tại hạ một kẻ tán tu, không môn không phái. Trần Dương liền nhìn hắn liếc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, không biết tiêu phàm vì sao hội giấu giếm chính mình xuất thân môn phái. Nhưng lập tức tự hiểu được, bọn hắn vừa vừa đến nơi đây, trạng huống gì đều còn chưa hiểu, tự nhiên là cẩn thận một chút lại cẩn thận cho thỏa đáng. Hơn nữa theo tuyên bố rõ ràng chân quân nói, vô cực môn cố nhiên là chính đạo hàng loạt, liên minh đứng đầu lãnh tụ nhưng lại tà ma ngoại đạo tử địch. Cái này sâu sao lông mày đại hán khuê cách cùng mặt thẹo nam tử lận sư đệ rõ ràng cho thấy ma đạo tu sĩ, hơn phân nửa cùng vô cực môn không có gì giao tình, chỉ sợ ngược lại thù hận không nhỏ. Phải không, không dối gạt tiêu đạo hiếu, cái này nhạc tây chi địa kim đan trung kỳ tán tu, ta cũng vậy nhận thức không ít, như thế nào chưa từng nghe nói qua đạo hiếu đại danh. Hơn nữa theo đạo hiếu trên người linh khí chấn động đến xem, đạo hiếu tu luyện chính là chính đạo bên trong nho môn hoặc là đạo môn công pháp A. Hắc hắc, kể bên này nhưng là chúng ta cắt đen môn cùng cách la tông địa bàn, người trong chính đạo, thật sao không thấy nhiều sâu sao lông mày đại hán ngữ khí, dần dần trở nên bất thiện bắt đầu đứng dậy, tràn đầy cảnh giác, ánh mắt tại áo bảo màu bạc tu sĩ trừ chín cùng tiêu phàm trên mặt qua lại nhìn quét. Cũng không trách sâu sao lông mày đại hán như vậy hoài nghi, nhạc tây chi địa, chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn tuy không là sinh tử đại địch, quan hệ thực sự phi thường không xong, lẫn nhau ở giữa đối địch trạng thái, phi thường rõ ràng. Thực tế kể bên này trong vòng ngàn dặm đều là ma đạo cắt đen môn cùng cách la tông địa bàn, người trong chính đạo lại càng hiếm thấy. Trừ chín một đường chạy đến nơi đây, liền là dừng lại không tiến, quay người cùng bọn họ đánh nhau chết sống, hết lần này tới lần khác tiêu phàm lại trốn ở trong sơn cốc nhìn xem, ai biết hắn là mục gì. Làm không tốt chính là trừ chín viện binh. Trừ chín cười lạnh một tiếng, nói ra tính khuê đích, không cần nhìn ta, ta không biết hắn. Cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Phải không, trừ cử huynh cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi tin hay không liên quan gì ta. Chữ chín ra sao sao thô, sắc mặt rất thối. Thật vất vả dò xét lấy cái chỗ trống, chạy ra hai người này giám thị, kết quả cuối cùng là một không có chạy trốn, còn làm hại chính mình tự bảo một kiện pháp bảo hai kiện cấp tột cùng pháp khí. Cấp tột cùng pháp khí không sao cả, kiện pháp bảo kia ngày bình thường dùng đắc coi như thuận tay, cứ như vậy bảo chết rồi, quả thật có chút đáng tiếc. Mấu chốt là còn không có làm bị thương khuê cách cùng lận sư đệ, càng thêm lại để cho trừ chín phiền muộn không thôi, lại có cái gì hảo tâm tình đến cùng hắn khách khí nói chuyện. Khuê cách bị pháp bảo tự bạo tổn thương vài phần nguyên khí, tâm tình cũng cũng không khá hơn chút nào, xanh mặt, hư lạnh một tiếng, chuyển hướng tiêu phàm, cứng rắn nói tiêu đạo hiếu, người đột nhiên ra hiện ở chỗ này, thật sự lại để cho trong nội tâm của ta rất hoài nghi. Như vậy đi, người theo chúng ta trở về, hướng ta sư tôn đại nhân giải thích rõ ràng, nếu thật là hiểu lầm, tự nhiên không có việc gì. Tiêu phàm chưa trả lời, chữ chín tự cười lên ha hả, một bên cười một bên mỉa mai nói, khuê cách, người thực đương làm người khác đều là đồ ngốc a hát. Người ta một cái chính đạo tông môn tu sĩ, sẽ cùng ngươi trở lại cát đen môn. Đây không phải là dê vào miệng cọp, tự hành muốn chết. Người nào không biết các ngươi ma đạo tông môn cùng chính đạo tông môn là tử địch. Tiêu đạo hiếu, ta đã nói với ngươi, tại đây chính là nơi thị phi, không thể ở lâu ngươi tranh thủ thời gian mang theo bạn lữ của ngươi đi thôi. Ở chỗ này sống lâu rồi, tùy thời đều có những thứ khác ma tu lộ quá, đến lúc đó càng thêm không thoát được thân. Chữ chín tiếng cười dừng lại, lập tức chuyển hướng tiêu phàm, rất thành khẩn nói. Câm mồm, khuê cách tốt tính tình rốt cục trang không nổi nữa, biến sắc, nổi giận mà quát. Trong tay màu đen hồ lô dương lên, bay ra một mảnh hắc hà, tại giữa không trung trung hóa vì hai cái diện mạo giữ tợn màu đen mãng xà, hướng trừ chín bay đi. Trừ chín như trước hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ không sợ hãi chút nào bộ dạng. Xét đánh một tiếng, hai đạo tinh xảo màu ngân bạch hồ quang điện không hề dấu hiệu mà từ tiêu phàm giữa ngón tay bay ra, hung hăng đánh tại hai cái hắc mãng phía trên, cơ hồ không có bất kỳ dãy ruộng, hai cái hắc mãng liền là từng khúc vỡ vụn, một lần nữa hóa thành điểm một chút hắc hà, bị màu đen hồ lô, vèo, mà một tiếng, hấp trở về. Tốt, rất tốt, đạo hữu rốt cục không chịu nổi tính tình xuất thủ. Khuê cách không giận ngược lại cười, trong đôi mắt, bắn ra sẵn giọng hàn mang, đã rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, khoảng cách tổ bay lên giữa không chung, cùng khuê cách xa xa tương đối, tay phải giữa năm ngón tay hồ quang điện lè lè, tay trái vừa lật, mấy đạo lôi linh phù nắm trong tay. Cái này lôi linh phù cùng hỏa linh phù đồng dạng, là lấy tự tiêu phàm thân mình lôi điện chi lực, luyện chế mà thành. Mắt thấy sâu sao lông mày đại hán là ma xây, tiêu phàm tự nhiên dùng lôi điện đối địch. Cứ việc cái này lôi điện chi lực là nguồn gốc từ trời sinh thánh linh ngân dược lôi bằng, cũng không phải là chuyên khắc ma đạo quỷ tu chính đạo tông môn chí dương lôi điện, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo vài phần yêu tà khí, nhưng cũng có được không giống tiểu khả uy lực. Lôi điện thần thông, rất tốt, đang muốn hướng các hạ lĩnh giáo. Sâu sao lông mày đại hán trong nội tâm thất kinh, trên mặt nhưng lại phong nhạt vân nhẹ, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng. Bất kể thế nào nói, đơn thuần luận tu vi lời mà nói, hắn so tiêu phàm cảnh giới còn muốn lược cao nhất phân. Tăng thêm có mặt thẹo nam tử lận sư đệ làm giúp đỡ, dùng hai địch một, phần thắng như trước không nhỏ. Về phần trừ chín cùng Trần Dương, sâu sao lông mày đại hán nửa điểm đều không để vào mắt. Một cái đã là nhỏ mạnh hết đà, cái khác tắc chính là cũng chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, không cần để ý. Chỉ cần nắm bắt tiêu phàm, Hai người này bất quá là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Sâu sao lông mày đại hán cánh tay phải vừa nhấc, muốn tế lên hồ lô, thả ra thần thông, lại chỉ thấy đối diện bóng người nhoáng một cái, tính ra miếng ánh vàng rực rỡ bùa đúng ngay vào mặt bay tới, đồng thời tiêu phàm bay lên trời, hai tay kỳ từng đạo vừa thô vừa to hồ quang điện, di động hiện ra. Sâu sao lông mày đại hán chưa phục hồi tinh thần lại, bùa liền đã hóa thành hơn 10 đạo ngân sắc hồ quang điện húc đầu nắp não hướng hắn oanh kích mà hạ cùng lúc đó giữa không trung lại càng bỏ ra đến một chương lôi điện chi phóng đưa hắn toàn thân đều bao phủ trong đó tiêu phàm vậy mà đã muốn đoạt xuất thủ trước động tác cực nhanh 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 chóng không gì sánh kịp chính mình thần thông chưa thi triển trong nháy mắt tự hãm thân vu lôi trong nước sâu sao lông mày đại hán lập tức quá sợ hãi một tiếng hét to không kịp tấn công địch trong hồ lô màu đen hào quang mang tất cả ra hóa thành hơn 10 đầu cực lớn màu đen mãng xà, mở cái miệng rộng, xà hình phun ra nuốt vào, hướng về đầy trời lôi điện đón đánh đi lên. Cùng lúc đó, sâu sao lông mày đại hán miệng hơi mở, nhổ ra một thanh ba thốn cao màu đen tiểu tản, đón gió tăng vọt, lập tức hóa thành lớn gần trượng loại nhỏ tiểu nhân, hắc tản, lên đỉnh đầu quay tròn chuyển động, phóng xạ ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do so dự hướng lui về phía sau đi sâu sao lông mày đại hán thân là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, tranh đấu kinh nghiệm tự nhiên cực kỳ phong phú, vừa thấy cái này đầy trời lôi hải thanh thế, liền là trong lòng hiểu rõ, biết rõ quyết không thể ngạnh kháng. Lập tức nương tựa theo trong hồ lô hào quang biến thành hắc mãng đối với lôi điện chi lực lược gia tăng ngăn cản, đã nghĩ dựa vào một kiện khác bảo vật bảo vệ, trước sông ra lôi hải nói sau. Thân là ma tu, tại đầy trời lôi trong nước trọi cứng, tuyệt đối là ngu xuẩn nhất chủ ý một bên mặt thẹo nam tử lận sư đệ thấy thế vung trong tay quỷ âm phiên muốn tiến lên tương trợ giúp một tay oanh mà một tiếng ba khỏa ngón cái lớn nhỏ hỏa hồng sắc hạt châu tự trừ chín trong tay bay ra ở giữa không trung quay tròn đảo quanh toàn thân hỏa lóng lánh lộ ra một cổ tinh thuần hỏa linh lực bất quá có vẻ cực kỳ cuồng bạo rất không ổn định ngươi gấp cái gì muốn lấy nhiều đánh thiếu cũng phải hỏi trước hỏi ta có đáp ứng hay không trừ chín lập tức thân thể vừa động ngăn ở mặt thẹo nam tử phía trước, ha ha cười một tiếng, nói ra. Tuy nhiên không biết tiêu phàm là đánh từ đâu xuất hiện đích, nhưng không hề nghi ngờ, tiêu phàm dưới mắt là hắn duy nhất một cây cây cỏ cứu mạng, vô luận như thế nào muốn một mực bắt lấy. Một khi tiêu phàm thất thủ, vậy hắn trừ chín tựu thật là vạn kiếp bất phục liễu tương đương. Lập tức không chút do dự đem chính mình ẩn giấu thủ đoạn cũng thi triển đi ra. Cút ngay, nếu không đừng trách ta thủ lạt. Lận sư đệ phẫn nộ quát, quỷ âm phiên dương bắt đầu đứng dậy. Phải không, chúng ta đây đánh cuộc một keo, nhìn xem là người chết trước tại ta ly hỏa hạ, cũng là người sư huynh chết trước tại tiêu đạo hữu lôi điện phía dưới. Trừ chín trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười nói. Ly hỏa, lận sư đệ chấn động, mãnh liệt dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phía trước cách đó không xa ba quả hỏa hồng sắc hạt châu. Mặt thẹo nhịn không được run rẩy vài cái, tràn đầy sợ hãi ý thân là kim đan tu sĩ, hắn đương nhiên nghe nói qua ly hỏa đạt đánh. Đây là Nam Châu Đại Lục Ly Hỏa Tông bá đạo nhất một loại pháp bảo, cũng là Ly Hỏa Tông cuối cùng trấn giáo chi bảo. Với tư cách pháp bảo, Ly Hỏa là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, thậm chí chính vì vậy nguyên do, rất nhiều người cũng không tán thành Ly Hỏa là pháp bảo, thừa nhận hắn là một loại ám khí. Pháp bảo bình thường đều là có thể nhiều lần sử dụng đích. Bất quá lận sư đệ lập tức phục hồi tinh thần lại, mặt thẹo dương lên, cả giận nói, người nói hưu nói vượn. Ly hỏa là ly hỏa tông chấn giáo chi bảo, khái không ngoài bán. Chẳng lẽ ngươi là ly hỏa tông đệ tử? Cho dù ngươi là ly hỏa tông đệ tử, dùng tu vi của ngươi, cũng khó có thể mang theo ly hỏa đạn đánh. Trong truyền thuyết ly hỏa đúng vậy ngay ngộ linh kỳ tu sĩ đều muốn để ý ba phần siêu cấp lợi khí. Thậm chí có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cầm trong tay ly hỏa, diệt sát nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nghe đồn. Nhưng chính là bởi vì như thế, ly hỏa càng không dễ dàng tiết ra ngoài, ngày bình thường đều nắm giữ ở ly hỏa tông tông chủ cùng đại trưởng lão trong tay, trong tông môn bình thường nguyên anh kỳ trưởng lão, đều không có tư cách đảm bảo loại này siêu cấp lớn sát khí. Hơn nữa, trừ chín nếu thật là có ly hỏa, vừa rồi vì cái gì không sử dụng, lại muốn tự bạo pháp bảo. Cái này ly hỏa không chỉ nói ba khỏa, cho dù chỉ có một khỏa, muốn nổ tung lên, mình và sư huynh cũng sớm đã chết không có chỗ trôn liếu tương đương trừ chín tự nở nụ cười, nhàn nhạt, nhạt, nói ra, chính phẩm ly hỏa ta đương nhiên làm không đến, nhưng phỏng chế phẩm vẫn có thể làm đến đích. Bất quá coi như là phỏng chế phẩm, muốn tiêu diệt gợi yêu ta ấy, người cũng dư giả liễu tương đương. Người nếu không tín, cứ việc thử xem. Mặt thẹo nam tử lại nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, nuốt từng ngụm nước, trên mặt vết sẹo lần nữa run rẩy bắt đầu đứng dậy. Trừ chín nói không sai, hắn còn thật không dám thử chương 775, sát cơ. Đừng nhìn trừ chín phong nhạt phân nhẹ, tựa hồ hết thảy đều ở trong khống chế, kỳ thật trong đầu đã sớm âm thầm ngắt đem bả đổ mồ hôi. Những này ly hỏa xác thực là thật sự, giống như chính hắn nói, tuy nhiên không phải chính phẩm, nhưng cũng là rất không tệ phỏng chế phẩm, theo ly hỏa trong tông lưu truyền tới đích. Bởi vì ly hỏa uy lực thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ nói chính phẩm, coi như là có thể phát huy chính phẩm một hai phần 10 uy lực phỏng chế phẩm, đều đã bị ly hỏa tông nghiêm khắc quản chế, đơn giản không cho phép dẫn ra ngoài. Cũng không phải ly hỏa tông người cầm quyền để ý như vậy mặt khác tu chân giả, sinh tử tánh mạng, mấu chốt ly hỏa luyện chế phương pháp không thể tiết ra ngoài. Sợ là sợ có chút kinh tài tuyệt diễm ra hỏa, có thể theo chính phẩm ly hỏa hoặc là phỏng chế phẩm ly hỏa bắn người thược, nghiên cứu ra luyện chế ly hỏa phương pháp đến. Tu chân giới nhân tài đông đúc, cái dạng gì thiên tài cũng có thể xuất hiện, cái này một lấy thật đúng là không thể không phòng. Cái này ba khỏa ly hỏa kỳ thật còn không phải uy lực mạnh nhất phỏng chế phẩm, mà là tương đối lần thẳng hàng phỏng chế phẩm. Bất quá đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, uy lực như trước mạnh đến nổi không hợp thói thường. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, trừ chín còn thật không dám kiếp nổ chúng. Bởi vì dùng trừ chín hiện tại pháp lực, ly hỏa một khi kiếp nổ, người thứ nhất không may tựu là chính bản thân hắn. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng thoát ra ly hỏa bạo tạc nổ tung uy lực phạm vi bên ngoài cái kia kiện linh lung bội tuy có thể nói dị bảo, lại chỉ có thể bảo vệ hắn không bị pháp bảo pháp khí tự bạo thương tồn, đối với ly hỏa cơ bản tựu không thế nào tạo nên tác dụng. Pháp bảo pháp khí tự bạo cùng ly hỏa, bạo liệt, là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Chỉ có điều dưới mắt, muốn ngăn cản mặt thẹo nam tử không đi hỗ trợ, ngoại trừ ly hỏa trừ chín cũng cầm không xuất ra càng chiếc cụ huy hát yêu ta ép lực mấy cái gì đó đến liếu tương đương. Hắn pháp bảo của hắn, hắn tuy nhiên còn có vài món, lại cũng không phải hắn dưới mắt bị giam cầm hơn phân nửa pháp lực có thể hoàn toàn vận dụng đích. Đối với mặt thẹo nam tử không tạo thành tuyệt đối uy hát iota ép. Ví dụ như cái kia khỏa lôi châu, cũng là uy lực rất mạnh pháp bảo. Không nghĩ qua là đã bị mặt thẹo nam tử lấy đi liễu tương đương. Bên này mái hiên, mặt thẹo nam tử chỉ là một chút trần chờ bên kia tụ đã dậy rồi biến hóa. Tiêu phàm một tiếng lạnh, hư, trên lưng hiện lên một đầu ngân rực lôi bằng hư ảnh, hai tay mười ngón gian lôi điện chi lực, bỗng nhiên đại thịnh, hồ quang điện vừa thô vừa to vài phân, màu đen hồ lô huyễn hóa ra hơn 10 đầu hắc máng, cùng những này hồ quang điện một chút dây dưa. Liền từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm một chút hắc hà, tiêu tán ở vô hình. Khuê cách hoảng hốt, hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực đều rót vào đỉnh đầu hắc tản bên trong, hắc tản hào quang tỏa sáng, bốc lên ra trận trận hắc khí, ngạnh xanh xanh đứng vững một vòng lại một vòng cuồng bạo xét đánh, khuê cách thừa cơ cuồng thổi dưới chân độn quang. Phi thân theo đầy trời lôi trong nước kích bắn đi ra. Mắt thấy thoát ly lôi hải, sâu sao lông mày đại hán rốt cục thật dài thở vào một cái, trên mặt nỗi cây ếch yêu ta ép sợ vẫn còn không tiêu. Thật sự không thể tưởng được, một gã kim đan trung kỳ tu sĩ. Tu vi tựa hồ so với chính mình còn muốn hơi thấp một phần bộ dạng, vậy mà có thể thả ra như vậy vô cùng vô tận lôi hải. Nhưng vào lúc này, Khuê rời khỏi người bên cạnh không khí một hồi quỷ dị chấn động. Lập tức khuê cách liền cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, bỗng nhiên ra hiện tại gần trong gang tắc địa phương. Lập tức cả kinh toàn thân lông tơ đều bị dựng lên, không cần suy nghĩ. Ống tay áo dương lên, một mặt thanh sâu kín tiểu thuẫn lá chắn bắn ra, đón gió điên cuồng phát ra bắt đầu đứng dậy. Lập tức đem chính mình bên trái thân hình đều che lại liếu tương đương. Bất quá khuê cách động tác tùy cực nhanh nhưng vẫn là đánh giá thấp lưng sắt con bọ ngựa công kích sắc bén trình độ bá sâu sao lông mày đại hán nghĩ đến trong tay chợt nhẹ này mặt thanh sâu kín tấm chắn đã muốn gào thét một tiếng bị từ đó hết thảy vì hai linh tính hoàn toàn biến mất biến thành hai mảnh phế liệu ngay sau đó một cổ kịch liệt đau nhức chuyển đến khuê cách trơ mắt nhìn mình cánh tay trái lập tức cùng thân thể chia liệt, đập vào toàn tử bay rồi đi ra ngoài máu tươi vẩy ra Khuê cách lập tức sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài, liều lĩnh mà cuồng thúc dưới chân độn quang, hướng phương xa bắn ra. Thậm chí còn, hắn vừa rồi đều không có nhìn rõ ràng, rốt cuộc là vật gì đem tấm chắn của mình cùng cánh tay đều chém làm hai đoạn. Dù sao bất kể là cái gì, thứ này tuyệt đối là trí mạng đích, hơi chút trì hoán, hôm nay tánh mạng của mình ở chỗ này khai báo. Cái này là thân kinh bách chiến lão yêu quái xứng đáng cảnh giác, không có điểm ấy cơ cảnh, thật đúng là vô cùng khó sống đến một hai tuổi, chứa nói chi là đạt tới kim đan trung kỳ cảnh giới đỉnh cao liễu tương đương. Chỉ tiếc, động tác của hắn nhanh, lương sắt con bạo ngựa động tác nhanh hơn. Cự ly ngắn trong, tung xem như yêu đao tông tông chủ Hattori giới xử trí thuấn di thuật, cũng chưa chắc có thể bỏ qua lương sắt con bạo ngựa. Đương nhiên, chỉ chính là kim đan hậu kỳ Hattori giới xử trí, mà không phải khôi phục đến nguyên anh kỳ tu vi yêu đao tông chủ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng Kim Đan kỳ tu sĩ thần thông, hoàn toàn không là một cái khái niệm. Bá bá, cấp 2 linh trùng dơ lên cao song đao, như bóng với hình loại đuổi tới. Khuê cách sợ tới mức hồn phi phách tán, trong lúc này, lại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hai mắt khép lại, chờ bị tháo thành tám khối. Tại hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình hình, bình thường Kim Đan kỳ tu sĩ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự tránh không khỏi lưng sắt con bọ ngựa đánh lén cận thân chém gờ Iotaes, những này gần kề chỉ tương đương với chút cơ hậu kỳ tu sĩ cấp 2 linh trùng, thật sự có thể nói là siêu cấp sát khí. Ngay một mực đứng ngoài quan sát chiến trừ 9, trên mặt cũng có chút biến sắc. Những này tiến thối như điện kỳ trùng, thật sự quá kinh khủng, không chỉ nói khuê cách, coi như là hắn cái này kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, đều chưa chắc có thể lẫn mất qua lưng sát con bạo ngựa tập sát. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tiêu phàm nhìn về phía trên nhã nhận thủ lễ, nho nhã thở mạnh, ai ngờ thủ hạ hào bất sung tình, không động thủ thì thôi, vừa động thủ sát chiêu xuất hiện nhiều lần, không lấy địch tánh mạng người quyết không bỏ qua. Sốt cuộc quả nhiên là kiêu hùng phong phạm. Hiển nhiên khuê cách tự bỏ mạng ở hai đầu linh trùng chi thủ, một tiếng lạnh, hừ, đột nhiên từ cao cao đám mây chuyển ra, hắc mang lóe lên, mang theo khủng bố đến cực điểm linh áp, dùng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ, phi chém lưng sắt con bọ ngựa hai đầu linh trùng phản ứng thần tốc, lập tức một trầu thân thể, cường hữu lực đùi khẽ trống, phi thân hướng tiêu phàm vào tới, chút nào cũng không dám cùng cái kia đạo hắc mang cứng đối cứng. Lưng sắt con bọ ngửa cường hãn nữa, cuối cùng cũng chỉ là cấp hai linh trùng, đối mặt hắc mang phía trên rõ ràng viễn siêu kim đan kỳ tu sĩ khủng bố linh áp, kỳ trùng bản năng lập tức nói cho nó biết đám bọn họ, phải xa xa chạy trốn. Tiêu phàm không chút do dự, thủ đoạn một phen, viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra, hướng về kia như bóng với hình loại đuổi gợi yêu mà đến hắc mang một đao chém ra. Hừng hực liệt diễm lập tức hiện đầy trước người trong vòng mấy trượng phạm vi. Đinh, mà một tiếng giòn vang. Tiêu phàm trước người hừng hực liệt diễm trong khoảnh khắc tiêu tán, tiêu phàm kêu rên lên tiếng, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vẻ, thân thể sau này bay ra mấy trượng xa, hít sâu một hơi, mới rốt cục định xuống dưới. Cái kia đạo hắc mang, cũng rốt cục hiện ra nguyên hình, chính là một thanh dài vài tấc tiểu kiếm, đen nhánh sáng, toàn thân tản mát ra một cổ cây ếch yêu ta ép người ma khí, lẳng lặng yên đứng ở chỗ cũ, mũi kiếm nhắm ngay tiêu phàm, nhẹ nhàng rung động, phảng phất một đầu vận sức chờ phát động độc xà, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Tiêu phàm sắc mặt, thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên vẻ lo âu vẻ. Ngay một mực phong nhạt phân nhẹ trừ chín, sắc mặt cũng trở nên hôi thối vô cùng. Trên bầu trời một đóa mây trắng phiêu nhiên mà hạ, hai đạo nhân ảnh tại trong đám mây trắng lộ ra hóa ra, là hai gã lão niên nam tử, một người trong đó, hắc y áo đen, trên người phát ra khí tức, cùng sâu sao lông mày đại hán khuê cách cùng với mặt thẹo nam tử lận sư đệ thập phần tương tự, nên vậy hệ ra đồng môn. Hắc y nam tử bên người tác chính là đứng một vị tạo bào lão giả, dáng người cực cao cực gầy, cực kỳ giống một đầu cao cao cây gậy trúc, dưới hàm ba tròm dâu dài, mặt ngựa hãm sâu, dung mạo xấu xí vô cùng, Xem xét chính là chủng trồng cực kỳ cay nhiệt tính tình. Chỉ có điều hai người kia trên người phát ra khí tức, lệnh ở đây mỗi người đều tự động không để ý đến bọn hắn tướng mạo. Nguyên Anh kỳ. Không hề nghi ngờ, đây là hai vị Nguyên Anh kỳ cao nhân. Tiêu Phàm trước đó không lâu vẫn còn cha ma tổ vu trong lăng mộ, cảm thụ qua yêu thú trên người bạo phát đi ra Nguyên Anh kỳ khí tức. Bất quá tương đối trước mặt hai người này mà nói, yêu thú khí tức còn kém lấy một ít. Cái này cũng khó trách, yêu thú dù sao cũng là cưỡng ép hát yêu ta ép đem tu vi của mình tăng lên tới Nguyên Anh Kỳ, chỉ là khó khăn lắm bước vào đến cánh cửa kia đạo môn, hạm trong. Nhào bột mì trước cái này hai gã hàng thật giá thật Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, tự nhiên không có bao nhiêu có thể so sánh tính. Một gian hai người này hiện thân, chật vật không chịu nổi sâu sao lông mày đại hán lập tức vui mừng quá đỗi, gấp vội kêu lên, sư phụ. Tiêu phàm hai mắt có chút nhíu lại. Cuối cùng một tia may mắn tâm lý cũng rốt cuộc bay đến trời cao vân ngoại. Vị này nguyên anh kỳ áo đen lão giả, quả nhiên là sâu sao lông mày đại hán cùng mặt thẹo nam tử sư phụ, khó trách trên người ma khí như thế nồng hậu dày đặc. Chính mình vừa rồi đối với khuê cách sát cơ, vị này sư tôn đại nhân chắc hẳn sớm đã ở trên không thấy nhất thanh nhị sở. Hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ gần trong gang tắc, tiêu phàm bọn hắn lại không hề có cảm giác, trên thực lực cực lớn tranh lệch là rõ ràng liễu tương đương. Áo đen lão giả ánh mắt chỉ ở khuê cách trên mặt quét qua, lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thật sự khuê cách bộ dáng, quá trật vật chút ít, sâu sắc có mất mặt mũi của hắn. Khuê cách trên mặt cuồng nghỉ thần sắc thoáng cái trở nên cực kỳ xấu hổ, ngượng ngùng mà cười một tiếng, tự đứng ở nơi đó, không dám đến gần rồi. Áo đen lão giả lập tức đem ánh mắt chuyển tới tiêu phàm trên người, đối với hai gã đồ đệ chính mắt cũng không lại nhìn một chút, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, lạnh lùng nói ra, người trẻ tuổi, người lá gan không nhỏ. Ở chỗ này, cũng dám hướng ta cắt đen môn đệ tử đau nhức hạ sát thủ. Nói đi, người xuất từ môn phái nào, sư phụ là ai? Tiêu phàm hai tay liền ôm quyền, nói ra tiền bối, tại hạ tiêu phàm, không môn không phái, chính là một kẻ tán tu, trùng hợp lộ quá nơi đây mà thôi. Lệnh cao túc không hỏi xanh đỏ đen trắng, muốn đối với ta ra tay, vãn bối làm như vậy, gần kề chỉ là tự bảo vệ mình tự bảo vệ mình, hắc hắc, ngươi cho ta là mù lòa sao, tự bảo vệ mình có như ngươi vậy, vừa lên đến liền trực tiếp hạ sát thủ đấy sao. Ngươi đã không muốn lộ ra sư môn của mình, vậy cũng không có sao. Ta càng không có hứng thú biết rõ, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, cho ngươi lựa chọn. Thứ nhất, ngươi buông ra thần thức, để cho ta tại trên người của ngươi gieo xuống cấm chế, từ nay về sau, ngươi vĩnh viễn tại ta cắt đen môn hạ nghe lệch, trở thành sa mỗ nô bộc, về phần thứ hai con đường nha, vậy thì càng đơn giản, ta đây sẽ đưa ngươi ra đi, cho ngươi hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Áo đen lão giả lạnh lùng cười một tiếng, lạnh như băng nói. Tiêu phàm xong đồng tử thoảng qua co rút lại một chút, vùng đan điền ba đạo kim quang lập lòe bùa, nhẹ nhàng rung động bắt đầu chuyển động. Đúng vậy hắn dùng bổn mạng chân nguyên đào tạo vài chục năm chân nguyên phù. Audio điện tử võ tấn bền chương 776, giao dịch thượng. Tuyên bố rõ ràng chân quân lúc trước đem chân nguyên phù luyện chế chi thuật truyền cho hắn thời điểm, nói đắc minh bạch, chân nguyên phù ít nhất phải đào tạo thập năm trở lên, mới miễn cưỡng có thể dùng. Trương và tiết đổi mới nhanh nhất chính thức muốn đạt tới sắc bén cảnh giới, ít nhất cũng phải 3-40 năm. Loại này phóng ở đan điền nơi đào tạo bùa, trên lý luận, hấp thu chân nguyên là không có chừng mục đích. Theo chủ nhân công lực làm sâu sắc, phù trong chứa đựng chân nguyên chi lực lại càng cường. Bất quá, nếu như là bình thường lá bùa chế tác chân nguyên phù, chứa đựng chân nguyên tốc độ cùng tổng sản lượng, so sánh với thiên phù diệp chế tác chân nguyên phù, tự nhiên kém xa. Cái này ba miếng chân nguyên phù, tiêu phàm chỉ là đào tạo vài chục năm, cứ việc trong mỗi ngày đều theo lôi bằng nội đan nơi liên tục không ngừng mà hấp thu chân nguyên chi lực, đào tạo thời gian cũng có lẽ hay là quá ngắn chút ít, uy lực chưa đầy. Thật muốn dùng cái này ba miếng bùa để đối phó trước mắt hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ, tiêu phàm cũng biết, trên cơ bản thuộc về nói chuyện hoang đường viền vông. Làm cho là như thế, bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử chiến. Làm cho người ta đương làm cái gì nô bộc, cũng không phải tiêu phàm có thể tiếp nhận đích. Thậm chí còn áo đen lão giả nói ra những lời này để, cũng đã triệt để đắc tội tiêu phàm. Tiêu phàm là khải đế quân tử, nhưng những lời này cùng với áo đen lão giả cái loại này lấy mạnh hát yêu ta ép yếu, ta tức là pháp thiên kinh địa nghĩa thái độ đều vượt ra khỏi tiêu phàm điểm mấu chốt. Người này đã bị tiêu phàm xếp vào nhưng Giota S các loại, cho dù dưới mắt Giota S không được hắn, cuối cùng có một ngày, tiêu phàm cũng sẽ Giota S hắn. Ồ, có chút ý tứ. Đang lúc áo đen lão giả cùng tiêu phàm dương cung bạt kiếm thời điểm, một mực lặng lặng đứng ở bên cạnh, tựa hồ bàng quan tạo bảo lão giả mặt ngựa, ánh mắt lại bỗng nhiên yên lặng chăm chú vào cách đó không xa trần dương trên người, lập tức ngón tay vừa nhấc một đạo màu đỏ sậm quang mang hướng về trần dương bay đi chú ý tiêu phàm kinh hãi tay phải năm ngón tay vừa nhấc vài đạo tinh xảo ngân sắc hồ quang điện bật lên ra đánh về phía màu đỏ sậm quang mang lớn mật áo đen lão giả giận dữ một tiếng hét to muốn thúc giục màu đen phi kiếm hướng tiêu phàm công tới cái này kim đan kỳ tiểu bối dám đang cùng hắn rằng co thời điểm còn chủ động hướng tạo bào lão giả phóng ra quả thực quá cuồng vọng liễu tương đương. Lão cắt an tâm một chút chớ vội. Tạo bào lão giả mỉm cười, nói ra. liền vào lúc này, ngân sắc hồ quang điện oanh kích tại ám hồng sắc quang mang phía trên, lập tức liền tứ tán bay loạn, đối với ám hồng sắc quang mang không hề có tác dụng. Trần Dương lại càng sắc mặt đại biến, dưới chân độn quang cùng một chỗ, muốn hướng một bên né tránh. Nhưng ám hồng sắc quang mang nhanh vô cùng, ở đâu còn kịp. Trong nháy mắt, ám hồng sắc quang mang liền đánh tại Trần Dương trên người, lập tức hóa thành một đạo lóng lánh lấy hồng mang dây thừng, chăm chú đem Trần Dương chói chặt bắt đầu đứng dậy. Tạo bào lão giả khoát tay, liền đem Trần Dương kéo đến phụ cận. Trần Dương kiếm được mặt mũi tràn đầy thông qua, toàn thân, nhưng thật giống như bị thép tinh giam cầm lấy. Mơ tưởng di động mảy may. Tạo bào lão giả chút nào cũng không thèm để ý nàng giấy ruộng, lại là ngón tay vừa nhấc, một đạo chân nguyên đánh vào Trần Dương trong cơ thể, một chuyển về sau liền thu trở về. Lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cười lên ha ha. Ha ha, không tệ không tệ, quả thật là kim linh thể. Cái gì? Lần này, ngay áo đen lão giả đều lắp bắp kinh hãi. Hướng bên kia nhìn qua tới. Hắc hắc, như vậy tinh khiết kim thuộc tính tinh khiết linh thể. Thật đúng là hiếm thấy a hát. Tạo bào lão giả một bên nhìn từ trên xuống dưới trần dương, một bên tấm tắc tán thưởng xấu xí dị thường mã trên mặt, tràn đầy dáng tươi cười. Lão cát, vị tiểu hữu này, tự tặng cho ta, như thế nào? Đánh giá Trần Dương một hồi, tạo bào lão giả lại đem ánh mắt chuyển rời đến tiêu phàm trên người, đồng dạng mang theo thập phần thưởng thức ý tứ hàm xúc, vừa cười vừa nói. Dựa vào cái gì? Áo đen lão giả đảo mắt một phen, khẽ nói. Cái này tiểu bối đang tại ta mặt, tự dám đối với đệ tử của ta hạ sát thủ. Hôm nay nếu buông tha hắn, để cho ta xa mỗ mặt mũi hướng cái đó đặt. Tạo bào lão giả cũng không tức giận, như trước cười ha hả nói, dựa vào hai ta nhiều năm như vậy giao tình, như vậy làm việc nhỏ, người cũng không chịu cho cái mặt mũi. Về phần khuê hiền chất điểm ấy thương thế, được coi là cái gì? Khuê hiền chất, đón lấy. Tạo bào lão giả ngón tay bắn ra, một cái nho nhỏ bạch ngọc bình hướng về khuê cách bay đi, khuê cách không dám chậm chế, vội vàng rỗi ra tay phải, một phát bắt được rồi nhổ nút lọ, lập tức một cổ mùi thuốc xông vào mũi. Hồi xuân đan, khuê cách nghẹn ngào kinh hô, lập tức liền cuồng hỉ bắt đầu đứng dậy, hướng về tạo bào lão giả không ngớt lời gây nên tạ. Ngay áo đen lão giả cũng có chút kinh ngạc, hồi xuân đan đúng vậy đại danh đỉnh đỉnh chữa thương thuốc tiên, chẳng những đối với kim đan kỳ tu sĩ hữu hiệu, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đồng dạng hữu hiệu. Hôm nay tạo bào lão giả không chút do dự dùng cái này dược đem tặng, xem ra khuê cách thương thế, cũng không phải dùng tự mình ra tay liếu tương đương. Ân huynh, đa tạ liếu tương đương. Hướng về phía hồi xuân đan cái này to như vậy mặt mũi, áo đen lão giả cũng hướng tạo bào lão giả ôm quyền, sắc mặt hơi có hỏa hoãn. Lão cát, ta hai anh em cái gì giao tình, nói cái tạ chữ liền khách khí liếu tương đương. Tạo bào lão giả cười khoát tay áo, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng, tựa hồ một khỏa hồi xuân đan trong mắt hắn, cái gì cũng không tính toán hắc hắc, lão ân, giao tình quy giao tình, lời nói hay là muốn nói rõ. Cái này nữ oa oa nếu là kim linh thể, người hiếm có nàng, ta lại có thể hiểu được. Trước mắt cái này tiểu bối, người lại vừa ý hắn cái gì. Mặc kệ môn phái nào, đối với tinh khiết linh thể đều cực kỳ coi trọng. Kỳ thật đang nói lời nói này thời điểm, áo đen lão giả cát lão quái đã muốn âm thầm hối hận, vừa rồi không nên đem chú ý đều đặt ở tiêu phàm trên người, nếu không nghe lời, như thế nào lại lại để cho ân lão quái trước đem cái này kim linh thể nữ hoa hoa khám phá. Tạo bào lão giả vừa cười vừa nói, lão cát, người thật sự là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Ánh mắt hướng cách đó không xa chữ chín trên người khẽ quét mà qua. Chữ chín ngược lại rất thức thời, từ hai gã nguyên anh kỳ lão quái hiện thân về sau, liền không rên một tiếng đợi tại đó, không có bất kỳ dị động. Cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, muốn theo hai gã nguyên anh lão quái đỉnh đầu thoát được tánh mạng, đều không đại khả có thể, lại càng không cần phải nói dưới mắt cái này quỷ bộ dáng. Đã chạy không thoát, vậy thì thức thời điểm, miễn cho bị người nhục nhã. Áo đen lão giả cả kinh, lập tức cũng rất kinh ngạc nói ra, người muốn cho hắn đi lệ thú cánh đồng hoang vô tham gia đánh cuộc. Người không phải đã muốn đào tạo một gã thổ ma ngẫu sao. Nên vậy cũng có kim đan hậu kỳ trình độ A. Cái này tiểu bối bất quá kim đan trung kỳ mà thôi, người đây không phải bỏ bản cầu mạt tạo bào lão giả ân lão quái cười một tiếng bỗng nhiên sửa lại truyền âm nói ra lão cát ma ngẫu cái kia chút ít chỗ thiếu hụt người cũng không phải không biết ta cái kia chiếc cụ thổ ma ngẫu quả thật có kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn uy lực không nhỏ chính là linh trí quá thấp tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong tương đương với kim đan hậu kỳ cửu cấp yêu thú chỗ nào cũng có cùng những này yêu thú cùng mặt khác lão quái vật phái gia nhân thủ tương đối mà nói này là thổ ma ngẫu có thể có cái gì ưu thế. Những thứ không nói khác, tự khiến nó cùng trước mắt cái này tính trừ tiểu tử so chiêu, ta xem cũng là thua không nghi ngờ. Một ít hơi chút phức tạp chút ít chỉ lệnh, hắn tự hoàn toàn chấp hành không được. Lại để cho ma ngẫu đi dự thi, cũng là không làm sao được sự tình. Áo đen lão giả cùng ân lão quái là nhiều năm giao tình, đối với bọn họ vu linh cốc luyện chế ma ngẫu, cực kỳ hiểu rõ, biết rõ ân lão quái nói cũng đúng lời nói thật. Tương đương kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn thổ ma ngẫu tụy uy lực rất mạnh, nhưng linh trí thật sự quá thấp, vào lệ thú cánh đồng hoang vu, hơn phân nửa là có đi không về đích. Người nói như vậy, ta lại cũng để ý tới đắc. Bất quá trước mắt tiểu tử này, chỉ là kim đan trung kỳ, thậm chí ngay kim đan trung kỳ đỉnh phong đều không tính là, còn kém lấy thật xa. Người nếu thật là lại để cho hắn đi dự thi, chỉ sợ sống không qua một tháng ha. Hắc hắc, vậy cũng không có thể lời nói đắc tội ngươi lão cắt lời mà nói người cái kia đồ đệ đúng vậy kim đan trung kỳ đỉnh phong tại kề bên này vài đại phái kim đan tu sĩ ở bên trong cũng coi như đắc đại danh đỉnh đỉnh cùng người này giao thủ kết quả như thế nào mặc dù là truyền âm nói chuyện với nhau tạo bao lão giả ánh mắt lại thỉnh thoảng tại tiêu phàm trên người đảo qua áo đen lão giả hừ một tiếng nói ra đây bất quá là trùng hợp mà thôi luận thực lực chân tránh ta vẫn tin tưởng cùng bậc càng gô ganh có ưu thế. Tạo bào lão giả cười nói, cái này tự nhiên, tiểu tử này thì ra là vận khí tốt, trùng hợp tu luyện nào đó lợi hại lôi điện thần thông, khuê hiền chất bị hắn đánh cho trở tay không kịp mà thôi. Ta lại để cho hắn đi dự thi, thì ra là muốn thế cho cái kia chiếc cụ thổ ma ngẫu. Cái kia thổ ma ngẫu ta đào tạo hơn 20 năm, mới có hôm nay điểm ấy uy năng. Cứ như vậy hủy ở lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, thật đúng là có chút ít đáng tiếc về phần tiểu tử này nha, sống hay chết, lại có cái gì liên quan? Áo đen lão giả tưởng tượng, cũng là xác thực là có chuyện như vậy. Phản chính nhất định phải phái cá nhân đi lệ thú cánh đồng hoang vu dự thi, hơn nữa hơn phân nửa là có đi không về, cái kia tự nhiên là đem tỉ mỉ luyện chế thổ ma ngẫu lưu lại, lại để cho mặt khác không thể làm chung ra hỏa đi chịu chết liếu tương đương. Vu Linh Cốc Ma Ngẫu, tại cả nhạc Tây Thủ Đô có thể nói đại danh đỉnh đỉnh nhất là đào tạo đến kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn ma ngẫu lại càng hao tốn to như vậy tâm huyết ma ngẫu không biết không thức hung hãn không sợ chết so sánh với bình thường kim đan hậu kỳ hộ vệ đáng sợ hơn ba phần tung xem như nguyên anh tu sĩ đem như vậy một cụ ma ngẫu mang theo trên người cũng là một cái tốt giúp đỡ bất quá đó là ân lão quái ma ngẫu không phải của hắn áo đen lão giả cười cười nói ra lão ân hai ta nhiều năm giao tình đó là không cần phải nói liễu tương đương. Nhưng này cái nữ hoa hoa, người đã muốn muốn đi, hiện tại tiểu tử này ngươi cũng muốn đi. Không ngờ như thế đồ đệ của ta tự nhận không tổn thương một hồi, ta lão Saya toi công bận rộn lần này. Cái kia theo ngươi ý, phải làm như thế nào? Tạo bào lão giả không giận phản hỉ, cười hỏi. Chỉ cần chịu mở miệng đàm phán, vậy thì có hy vọng. Trên thế giới này, sẽ không có không thể giao dịch mấy cái gì đó. Rất đơn giản, hai người chọn một mà thôi, người muốn cái kia nữ hoa hoa, không thể muốn tiểu tử này, muốn tiểu tử này, cái kia nữ hoa hoa phải quy ta. Như vậy mới xem như hợp lý. Áo đen lão giả không chút khách khí mà đưa ra điều kiện của mình, tựa hồ tiêu phàm cùng Trần Dương chính là hai kiện vật phẩm, đợi của bọn hắn đi chia cắt. Tạo bào lão giả cười nói, lão cát, các người cắt đen môn là ma xây, giống như không có gì uy lực cực lớn kim thuộc tính công pháp A. Cái này nữ hoa hoa, người cầm trở về, có làm được cái gì đồ. Ngươi lại không háo nữ sắc. Áo đen lão giả cười lạnh nói, ta không háo nữ sắc, chẳng lẽ ngươi tự thê thê hát yêu ta ép thành đàn rồi. Còn không phải cùng ta đồng dạng, các ngươi vu linh cốc, lại có cái gì lợi hại kim thuộc tính công pháp. Các ngươi vu linh cốc cũng không phải thiên thai tông. Hắc hắc, cái này nữ hoa hoa ta là có. Khác diệu dụng, khẳng định không thể để cho cho ngươi. Về phần tiểu tử này nha, người dù sao là muốn gỡ yêu ta ết hắn ra một ngụm ác khí. Dùng không được bao lâu, hắn chết tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, người cũng đồng dạng suốt này ngụm ác khí. Bất quá bởi như vậy, thật sự là lãng phí, còn không bằng cầm hắn đổi điểm vật hữu dụng. Tạo bao lão giả mỉm cười nói, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dạng. chương 777, Giao dịch hạ. Đổi điểm vật hữu dụng, tốt, ta không phản đối. Người ngược lại nói nói xem, định dùng cái gì đó để đổi. Áo đen lão giả cũng là vô cùng có quyết đoán người, suy nghĩ một chút, liền là đáp. Đừng nhìn trong miệng nói được sảng khoái, trong đầu tự có một tính toán nhỏ nhặt. Hôm nay tiêu phàm, tại áo đen lão giả trong mắt, nhưng sẽ cùng tại một cụ thổ ma ngẫu, không nói giá trị liên thành, tối thiểu tạo bào lão giả cũng mơ tưởng ba dưa táo tự đuổi rồi chính mình. Tiếp qua hai tháng, lệ thú cánh đồng hoang vô đánh cuộc muốn bắt đầu, chính là mấy chục thiên thời quang, lại đi nơi nào tìm phù hợp kim đan hậu kỳ tu sĩ đến dự thi tạo bào lão giả cười nói lão cát hai ta nhiều năm như vậy bằng hiếu ngươi cũng không có thể coi là kế ta ta càng thêm không biết bạc đãi ngươi ba khỏa vu linh đan một cụ kim đan trung kỳ tiêu chuẩn ma ngẫu hoặc là hai cỗ kim đan sơ kỳ tiêu chuẩn ma ngẫu như thế nào cái gì dù là áo đen lão giả đã làm tốt công phu sư tử ngoạm chuẩn bị nghe xong tạo bào lão giả lời này có lẽ hay là ngây ngẩn cả người cái này ân lão quái một ngụm khai mở ra tới giá cả vậy mà đã muốn vượt qua mình muốn mở rộng miệng giá vị, cát lão quái nhất thời có chút trở lại thẫn thờ thế nào cái này biết rõ ta lão ân thành ý a à? thì ra là ngươi thay người khác ngươi xem ta có thể hay không khai mở điều kiện như vậy tạo bào lão giả trên mặt tuy nhiên vẫn còn cười trong mắt lại sớm đã tràn đầy đau lòng thần sắc áo đen lão giả không khỏi trầm ngâm lời nói thật nói tạo bào lão giả khai ra giá cả, thật sự vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Vu Linh Đan đúng vậy Vu Linh cốc tốt nhất linh dược, cho dù đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều có một chút tinh tiến tu vi tác dụng, mỗi khỏa giá trị đều muốn thượng vạn linh thạch, còn có tiền mà không mua được. Gần kề ba khỏa Vu Linh đan đã giá trị xa xỉ, tại áo đen lão giả trong suy nghĩ, đã muốn đủ để trao đổi tiêu phàm liễu tương đương. Huống chi, tạo bào lão giả còn tăng thêm một cụ kim đan trung kỳ tiêu chuẩn ma ngẫu hoặc là hai cỗ kim đan sơ kỳ tiêu chuẩn ma ngẫu. Đây cũng là khó được thứ tốt. Vu Linh Cốc tuy nhiên dùng luyện chế các loại ma ngẫu nổi danh, trên thị diện cũng có ma ngẫu bán ra, nhưng đại đa số cũng chỉ là trúc cơ kỳ ma ngẫu, kim đan kỳ tiêu chuẩn ma ngẫu, đồng dạng có tiền mà không mua được. Thật sự ma ngẫu mỗi tăng lên một cấp bậc, đào tạo tế luyện độ khó, muốn cao hơn nhiều ví dụ như tạo bào lão giả tế luyện cái kia chiếc cụ kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn thổ ma ngẫu, chọn vẹn đào tạo hai mươi mấy năm, hao phí chân nguyên tinh lực vô số, cơ hồ chậm chế tạo bào lão giả bản thân tu vi tăng lên. Tạo bào lão giả so sánh với áo đen lão giả còn muốn sớm 10 năm đặt chân nguyên anh kỳ, dưới mắt pháp lực tựa hồ còn không bằng áo đen lão giả như vậy hùng hậu liễu tương đương. Phòng trừng chính là tại luyện chế ma ngỗ một chuyện thượng hao tốn quá nhiều thời gian. Một cụ kim đan trung kỳ tiêu chuẩn ma ngẫu, Đối với áo đen lão giả như vậy nguyên anh tu sĩ mà nói, tự nhiên không thể giúp bao nhiêu bề bộn rồi, nhưng nếu giao cho môn nhân đệ tử mang theo trên người, thời khắc mấu chốt lại có thể tạo được rất quan trọng yếu tác dụng. Chỉ là, tạo bào lão giả mới mở miệng tựu đưa ra như vậy ưu việt trao đổi điều kiện, ngược lại làm cho áo đen lão giả do dự bắt đầu đứng dậy, có chút hoài nghi, ân lão quái có phải là còn có càng lớn ngu đồ. Bất quá, áo đen lão giả do dự cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh thì có quyết đoán tốt, ta đáp ứng, cứ như vậy trao đổi, ba khỏa vu linh đan, một cụ kim đan trung kỳ ma ngẫu. Mặc kệ ân lão quái phải chăng còn có cái gì càng lớn mưu đồ, chỉ cần hắn nói ra trao đổi điều kiện đạt đến yêu cầu của mình, vậy là được rồi. Không nói đến mình và ân lão quái giao tình xác thực không giống bình thường, coi như là mặt khác nguyên anh tu sĩ mưu đồ, mình cũng không nên bảo căn cứu để đích. Qua đắc tội với người liễu tương đương. Vừa nghe áo đen lão giả đáp ứng, Ân lão quái không khỏi đại hỉ, lúc này dương một tay lên, ném ra ngoài một cái bình ngọc. Áo đen lão giả cát lão quái cũng là trung thực không khách khí, một bà chộp trong tay, mở ra nắp bình, đổ ra ba quả màu đỏ nhạt dược hoàn, mang theo một cổ kỳ lạ khí tức, có chút cay độc, xa không giống hồi xuân đan như vậy mùi thuốc sông vào mũi. Áo đen lão giả vừa thấy phía dưới, lại rất là thỏa mãn, tùy ý nghiệm nhìn một chút, liền là nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ sai, xác thực là vu linh đan. Cái này tự nhiên, giả dối Vu Linh đan, còn có thể giấu giếm được ngươi cát huynh pháp nhãn không được. Về phần ma ngẫu, chờ ta trở lại trong cốc, lập tức tụ phái người cho ngươi đưa qua, thế nào, tin được a?" À? Tạo Bào lão giả cười ha hả nói. Áo đen lão giả thu hồi Vu Linh đan, cũng vừa cười vừa nói, "Ân huynh nói chỗ nào lời nói đến, chúng ta nhiều hơn 200 năm giao tình, huynh đệ có thể nào không tin được ngươi." Nói xong, tay khẽ vẫy, đem chuôi này thủy chung lơ lửng tại tiêu phàm cách đó không xa màu đen phi kiếm thu trở về, thân thể hướng bên cạnh một phiêu, đã đến chữ chín trước người, hừ lạnh một tiếng, nhất cử tay, thả ra một chương tấm màu đen tia lưới, lập tức đem chữ chín trói cái rắn chắc. Tiểu tử, tự lúc này đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bằng không thì, tung coi như ngươi có thể theo lệ thú cánh đồng hoang vu còn sống đi ra, ta cũng vậy không tha cho ngươi. Áo đen lão giả lạnh như băng nói, Yui hát yêu ta ép, lộ rõ. Trừ chín cũng hừ lạnh một tiếng, lại không nói lời nào, bất quá cái kia không phục bộ dạng, nhưng cũng là ai nấy đều thấy được đến. Áo đen lão giả giận dữ, khoát tay, tựa hồ tự muốn giáo huấn một chút hắn, rốt cục vẫn phải nhịn xuống. Hiển nhiên hai tháng sau đánh cuộc muốn bắt đầu, lúc này thực đem tiểu tử này ép, hắn đến thả chết chứ không chịu khuất phục, áo đen lão giả sẽ phải đau đầu liếu tương đương. Theo trừ chín cái kia ngạo khí tính tình đến xem, loại khả năng này tính nhưng không phải là không có. Nhiều như vậy nguyên anh lão quái, tự hắn cắt đen môn lão cát không có phái người dự thi, mặt mũi này lại hướng ở đâu đặt. Tạo bào lão giả ngược lại mặt hướng tiêu phàm, mỉm cười nói tiêu đạo hiếu. Tiêu phàm hai tay vi khơi, liền ôm quyền, nhàn nhạt nói ra tiền bối. Tạo bào lão giả thấy tiêu phàm loại này rõ ràng cam thù thái độ, cũng tịnh không tức giận, hắn nhìn ra được, tiêu phàm cùng chữ chín đồng giạc, đều rất ngạo khí, một mặt dùng sinh tử tương uy hát yêu ta ép, hiệu quả rất có thể hoàn toàn ngược lại. Trên thế giới này, tổng có một chút người đem tôn nghiêm đem so với tánh mạng còn trọng. Lão Phu họ ân, Phu Linh Cốc Đại trưởng Lão, xem ra tiêu đạo hữu là hiểu lầm, Lão Phu đối với hai vị đều không có ác ý gì. Tạo bào Lão giả nói xong, khoát tay, Trần Dương trên người buộc chặt dây thường lập tức biến mất không thấy gì nữa, Trần Dương lập tức khôi phục tự do, dưới chân độn quang cùng một chỗ, đảo mắt đã đến tiêu phàm bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tiêu phàm khóe miệng một kéo, xem như cho đối phương một cái mỉm cười. Cứ việc hắn còn không rõ ràng lắm cả kiện sự tình chân tướng, nhưng cái này hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ lấy mạnh hát yêu ta ép yếu sắc mặt, sớm đã thấy rõ ràng. Đối với cái này loại người, tiêu phàm trước sau như một không thế nào chào đón, tung tính toán bọn hắn tu vi cao tới đâu, cũng sẽ không lại để cho tiêu phàm đối với bọn họ sinh lòng kinh ý mà lại xem hắn có gì lời nói muốn nói. Tiêu đạo hiếu, nơi này không phải nói chuyện chỗ, thỉnh hai vị trước theo ta trở lại vu linh cốc đi, lão phu có việc cùng với tiêu đạo hiếu thương lượng. Ân tính lão giả ngữ khí như trước nhu hòa, thực sự cực kỳ kiên định, không có chút nào thương lượng giọng điệu. Tại hắn xem ra, mình có thể như vậy cùng tiêu phàm nói chuyện, đã muốn xem như rất nể tình rồi, căn bản là không để cho tiêu phàm cực tuyệt. Tốt, tiêu phàm thật cũng không có quật cường, một ngụm ứng thừa. Tại trước mắt loại tình hình này hạ, đối mặt hai gã nguyên anh tu sĩ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là hắn có thể đối với kháng được đích, chớ đừng nói chi là, còn muốn bận tâm đến Trần Dương An Nguy. Ân tính lão giả mặt ngựa bữa nay lúc lộ ra vẻ tươi cười, đối với tiêu phàm thức thời tương đối hài lòng. Bên kia mái hiên áo đen lão giả đã muốn cho khuê cách xử lý qua thương thế, hướng ân tính lão giả liền ôm quyền, cao giọng nói ra ân huynh, chúng ta như vậy sau khi từ biệt ân tính lão giả ôm quyền hoàn lễ, mỉm cười nói, đa tả cát huynh thành toàn, sau này còn gặp lại. Đáp ứng người cái kia chiếc cụ ma ngẫu, lập tức tự sẽ phái người cho người đưa qua đích. Ha ha, tốt, lão phu tin được ân huynh. Áo đen lão giả ha ha cười một tiếng, mang theo hai gã đệ tử, áp lấy chữ chín, dựng lên độn quang, nghênh ngang rời đi. Trước khi đi, chữ chín hướng tiêu phàm liền ôm quyền, mang theo vài phần ấy náy nói ra, thực xin lỗi a hát, tiêu đạo hiếu, liên lụy ngươi. Cũng không phải là bản ý của ta, tiêu đạo hữu đừng nên trách. Tiêu phàm không khỏi cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Nhìn về phía trên, trừ chín xác thực là vô tâm chi mất. Bất quá, cho dù hắn là cố ý đích, việc đã đến nước này, oán hận cam hận hắn, lại có làm gì dùng. Áo đen lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra, không cần phải ở chỗ này xin lỗi rồi, hai tháng về sau, các người tự là sinh tử đại địch. Đến lúc đó tại Lệ thú cánh đồng hoang vu một quyết thắng thua, chẳng phải là được rồi lại ân oán rồi. Đi. Mắt nhìn áo đen lão giả một đoàn người ngự phong viễn đi, ân tính lão giả khóe miệng hiện lên một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười, tựa hồ có chút đắc ý. Tiêu đạo hiếu chúng ta cũng đi thôi. Lão phu Vu Linh cốc cách đây nói xa thì không xa, nói gần thế nhưng không gần. Đạo hữu là người thông minh, chắc hẳn trên đường cũng sẽ không đánh cái gì chủ ý, lại để cho lão phu khó xử a. À. Ân tính lão giả nhìn tiêu phàm cùng Trần Dương liếc, nhàn nhạt, nhạt nói ra, mang lên vài phần ý uy hát yêu ta ép. Tiêu phàm có chút vuốt cằm. Cái này ân tính lão giả một bộ tính trước kỹ càng bộ giặc, nhìn về phía trên tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không lo lắng bọn hắn hội có cái gì dị động. Tiêu phàm tại không có nắm chắc dưới tình huống, cũng không muốn vô cớ chọc giận một gã nguyên anh tu sĩ. Lập tức ba người độn quang cùng một chỗ, hướng tây nam phương hướng bay đi ân tính lão giả tay áo bồng bềnh cũng không thấy hắn khống chế cái gì pháp bảo đột nhanh chóng nhưng lại cực nhanh tiêu phàm tự ngân rực lôi bằng nội đan lĩnh ngộ đến phong độn thuật đột nhanh chóng cũng không chút nào chậm cũng có thể cùng mà vượt trần dương nhưng tự cách nhau xa ân tính lão giả có chút kinh ngạc liếc tiêu phàm liếc ống tay áo dương lên lập tức đem hai người bọn họ đều cuốn vào độn quang bên trong đột nhanh chóng thoáng cái lại tăng nhanh không ít tiêu đạo hữu rốt cuộc xuất từ môn phái nào ta xem đạo hữu tu vi tuy nhiên chưa nói tới rất cao, độn nhanh chóng thượng đảo là phi thường mau lẹ. Ân tính lão giả như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Hai bên cuồng gió gào thét, dưới chân cảnh vật lóe lên tức thì, rõ ràng độn nhanh chóng nhanh tới cực điểm, độn quang bên trong, nhưng lại bình tĩnh trong như gương, không có chút nào khác thường. Tiêu phàm lạnh nhạt đáp tiền bối, vãn bối lúc trước đã nói qua, chỉ là một giới tán tu, không môn không phái. Về phần độn tỷ suất truyền lực khá nhanh, có thể là bởi vì vãn bối tại phương diện này hơi có chút thiên phú a à. ha ha một cái không môn không phái tán tu dùng sức một mình liền đem các lão quái đắc ý môn nhân đánh cho chật vật không chịu nổi thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh đều đã đánh mất thật đúng là hiếm thấy đắc vô cùng Người biết các lão quái vừa rồi có nhiều tức giận sao nếu không lão phu ra mặt tánh mạng của ngươi đã có thể bàn giao ở chỗ này liếu tương đương ân tính lão giả nói ra cứ việc mặt mang mỉm cười làm cho người ta thấy, nhưng lại không rét mà run. Tiêu phàm chỉ mặc nhất hạ, chậm rãi nói ra tiền bối nguyện ý xuất thủ tương trợ, chắc hẳn cũng sẽ không là vì lòng hiệp nghĩa a. À. Có cái gì cần vãn bối đi làm đích, thỉnh tiền bối cứ việc nói rõ. Ân tính lão giả nhìn hắn liếc, trong mắt hiện lên một đám hàn ý. Rất hiển nhiên, tiêu phàm thủy chung như vậy không kiêu ngạo cũng không hèn mọn thái độ, lại để cho trong lòng của hắn rất không hài lòng. Tại hắn nghĩ đến, cái này không môn không phái kim đan kỳ tu sĩ, dưới mắt nên vậy sợ đến phải chết, ở trước mặt hắn một bộ kinh sợ bộ dạng mới đúng. Chẳng lẽ hắn không biết, chính mình nhất cử tay gian có thể lại để cho hai người bọn họ tan thành mây khói sao? Bất quá ân tính lão giả rất nhanh sẽ đem bất mãn cưỡng ép hát yêu ta ép đè ép xuống dưới, vừa cười vừa nói, rất tốt, xem ra đạo hữu thật là người thông minh. Lão phu ưa thích cùng người thông minh liên hệ, chương 778, lệ thú cánh đồng hoang vu. Tiêu phàm có chút khom người tử, nói ra, ân tiền bối, tại hạ lúc trước từng nghe khuê đạo hữu cùng trừ đạo hữu nói về lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc sự tình. Tiền bối chẳng lẽ là muốn cho tại hạ đi tham gia cái này đánh cuộc sao? Ân tính lão giả hai hàng lông mày có chút dương lên, nói ra, nguyên lai tiêu đạo hữu cũng biết lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, vậy là tốt rồi xử lý liễu tương đương. Người nghĩ đến đúng vậy, lão phu xác thực là muốn làm cho đạo hữu đại biểu lão phu đi tham gia cái này đánh cuộc. Đại biểu tiền bối đi dự thi, vì cái gì tiền bối không tự mình đi tham gia đánh cuộc. Lấy tiền bối nguyên anh kỳ tu sĩ thần thông, chẳng phải là phần thắng rất cao. Tiêu phàm hơi có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ân tính lão giả nhìn hắn liếc, nói ra tiêu đạo hữu không phải chúng ta nhạc Tây Quốc người A. À? Từ đâu tới đây? Tiêu phàm lắc đầu, đáp tại hạ xác thực không phải nhạc Tây người trong nước, theo Nam Châu Đại Lục mà đến. Lời nói thật nói, tiêu phàm đối với nơi này tất cả địa vực đều không hiểu ra sao, ngoại trừ nhạc Tây Quốc, ngay tại khuê cách cùng chữ chín trong miệng nghe được Nam Châu Đại Lục cái này địa danh. Mà lại bất chấp tất cả, trước qua loa tắc trách thoáng một tí nói sau. Cũng không thể nói cho cái này lão quái vật, mình là theo trung thổ thế giới địa cầu mà đến. Chỉ sợ lập tức tự sẽ khiến cái này lão quái vật vô cùng vô tận hứng thú, bảo căn cứu để. Nam Châu Đại Lục, nói như vậy, người cùng cái kia chữ chính xác thực là một chỗ đến liễu tương đương. Khó trách đều là một thân ngạo khí. Ân tính lão giả một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, Tiêu phàm lại thầm kêu hổ thẹn. Bất quá nghe những người này khẩu khí, Nam Châu Đại Lục xác thực là so nhạc Tây Quốc càng, cao đầu thở mạnh cao đẳng lần, một ít. Chẳng những khuê cách nói như vậy, ngay ân tính lão giả vị này Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ cũng nói như thế. Tiêu Đạo Hiếu, nói như vậy người đối với lệ thú cánh đồng hoang vô đánh cuộc cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ xác thực như thế, thỉnh tiên bối vì tại hạ giải thích nghi hoặc, ha ha, giải thích nghi hoặc chưa nói tới, đã muốn người đời lão phu xuất chiến, cũng nên đem tình huống nói cho người tinh tưởng đích. lệ thú cánh đồng hoang vô đánh cuộc, bản chính là chúng ta nhạc tây quốc những này nguyên anh kỳ tu sĩ khởi sướng đích, nghiêm khắc mà nói, là chúng ta nhạc tây quốc ma đạo cửu đại tông môn khởi sướng đích. cái này đánh cuộc trích chỉ cho phép kim đan kỳ trở xuống tu sĩ tham gia Chúng ta nguyên anh kỳ tu sĩ Không được tự mình tham dự Ah à hát Cái này lại là nguyên nhân gì đâu này Chuyện này Nói đến tự lời nói có thêm Đắc trước theo lệ thú cánh đồng hoang vu nói lên Khoảng chừng gì đó chúng ta dọc theo con đường này Không có việc gì Lão phu tự cùng các ngươi tâm sự Ân tính lão giả sờ lên chính mình bóng loáng Vô cùng cái cầm Nói ra Tăng thêm người này nói chuyện mang theo ba phần âm nhu luôn làm cho người ta một loại là lạ cảm giác. Bất quá theo hắn nhìn về phía Trần Dương ánh mắt đến xem, người này tựa hồ không háo nữ sắc. Theo ân tính lão giả miêu tả, tiêu phàm rốt cuộc đối trước mắt một mảnh xương mù đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít có chút ít hiểu rõ. Cái gọi là lệ thú cánh đồng hoang vu, kỳ thật chỉ là lệ thú dãy núi giảm sóc khu vực. Theo ân tính lão giả lời nói, tại đây xác thực chính là trong truyền thuyết thoi ma giới. Lệ thú dãy núi chắn triền miên tại nhạc Tây Quốc cùng quốc gia khác ở giữa cự dạng núi lớn, kéo dài trăm vạn dặm xa, thọc sâu cũng có hơn thập vạn ở phía trong, trung tâm khu vực rộng thùng thình hai ba mươi ngàn dặm. Nghe đến mấy cái này số dữ liệu, tiêu phàm cùng Trần Dương không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời hít một hơi hơi lạnh. Trăm vạn dặm, như vậy số dữ liệu, tại trung thổ thế giới đã là thiên văn sổ tự. Tại nơi này thoi ma giới, thậm chí chỉ là một đầu dãy núi chiều dài tung tính toán vẫn đối với chính mình độn tỷ suất truyền lực so sánh tự tin tiêu phàm, cũng lập tức rất có anh hùng khí đoản cảm giác. Dùng hắn hiện tại độn nhanh chóng, cho dù muốn đi ngang qua lệ thú dãy núi, tại không gặp đến nhận chức gì trở ngại dưới tình huống, không cân nhắc linh lực bổ sung, ít nhất cũng cần 4 ngày đã ngoài thời gian. Về phần dọc thăm dò cả lệ thú dãy núi, cái kia lại càng khó có thể tưởng tượng. Ân tính lão giả không có như thế nào để ý hai hắn khác thường thần sắc. Tại thoi ma giới, những này cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, ai hội bởi vì thưởng thức mà cảm giác sâu sắc cây ếch yêu ta ép sợ. Bọn hắn dưới mắt chỗ nhạc Tây Quốc, trích chỉ là ở vào lệ thú dãy núi dùng Tây một cái đại khái qua loa quốc gia. Tại lệ thú dãy núi Tây bộ chỗ này tương đối tương đối hoang vu bình nguyên phía trên, còn có mấy cái quốc gia. Cái này mấy cái quốc gia, bị địa phương khác người gọi chung vì nhạc Tây. Nói đến đây thời điểm, ba người đã bay ra dãy núi, đi tới bình nguyên trên không, dưới chân, là ngay cả miên không dứt thành trấn cùng nông thôn. Người ở đông đúc, hối hả, phi thường náo nhiệt. Cứ như vậy, tại ân tính lão giả trong miệng, nhạc tây khu có lẽ hay là rất vắng vẻ rất hoang vu chỗ, thật không biết tại trong miệng hắn nói, cao lớn thượng, nam châu đại lục, như thế nào một loại phồn hoa. Lệ thú dãy núi, danh như ý nghĩa, dãy núi bên trong trải rộng các loại lợi hại đến cực điểm yêu thú ma thú, càng đi lệ thú dãy núi ở trung tâm, yêu thú đẳng cấp lại càng cao, trong đó tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ biến hóa yêu thú, đều đếm không hết. Tương đối mà nói, dãy núi biên giới khu yêu thú, đẳng cấp muốn thấp đủ cho nhiều hơn, đại bộ phận đều là lục cấp trở xuống yêu thú, thất cấp đã ngoài tương đương với kim đan sơ kỳ yêu thú tự tương đối hiếm thấy. Nói như vậy, lệ thú dãy núi yêu thú cùng quanh thân nhân loại ngày bình thường đều có thể bình an vô sự, làm được nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nhạc tây kế lớn của đất nước cái ngoại lệ, nhạc tây quốc vị trí địa lý cực kỳ đặc thù liên tiếp lệ thú dãy núi tại một cái ba mặt núi vây quanh vòng tròn hình bình nguyên trong cùng lệ thú dãy núi giáp giới biên giới tuyến thật dài nhưng lại rất tiếp cận lệ thú dãy núi vùng phía nam ở trung tâm nghe đồn trung hóa hình yêu thú khắp nơi đều có cấm địa không biết nguyên nhân gì lệ thú dãy núi thường cách một đoạn thời gian tự sẽ phát sinh một lần yêu khí đại bộc phát dãy núi bên trong yêu khí đại thịnh các loại yêu thú trở nên cuồng bạo vô cùng ào ào theo dãy núi ở chỗ sâu trong lao tới, điên cuồng công kích nhân loại. Lệ thú cánh đồng hoang vu, chính là chỗ này một lần lại một lần yêu chiều bộc phát kết quả. Tại yêu chiều bộc phát chi đi qua về sau, luôn luôn một bộ phận yêu thú không có kịp thời lui về dãy núi ở chỗ sâu trong, mà là ngưng lại tại dãy núi biên giới, không ngừng du lịch, tùy thời tiếp tục công kích nhân loại. Đồng dạng, cái này bộ phận yêu thú cũng trở thành nhân loại tu sĩ săn gờ yêu chủ yếu mục tiêu dù sao yêu thú dùng nhân loại là thức ăn, tại nhân loại trong mắt, yêu thú cũng toàn thân là bảo. Nhất là yêu thú nội đan, là rất nhiều nhân loại tu sĩ tha thiết ước mơ luyện đan thuốc chủ yếu, dùng yêu đan luyện chế mà thành đan dược, tại tăng tiến tu vi cùng đột phá bình cảnh phương diện, đều có được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Năm phục một năm, tại lệ thú dãy núi cùng nhạc Tây Quốc giáp giới quảng đại biên giới khu, tự dần dần tạo thành một cái rộng lớn cánh đồng hoang vu, được xưng là lệ thú cánh đồng hoang vu. Về sau, lệ thú dãy núi yêu thú lợi dụng cái này rộng lớn cánh đồng hoang vu với tư cách ván cầu, đại quy mô tập kết yêu thú, sau đó hướng nhân loại thành thị nông thôn phát động như thủy triều công kích. Nhiều năm trước kia, thảm thiết nhất một lần đại chiến, nhạc Tây Quốc thậm chí có một nửa quốc thổ không có, non nửa tu sĩ cùng phàm nhân táng thân yêu thú trong bụng. Cuối cùng nhất cả nhạc Tây khu đại năng chi sĩ, liên thủ nhất trí, tại đại lục khác đại năng người dưới sự trợ giúp, bố trí một cái cự đại pháp trận, đem chọn tấm lệ thú cánh đồng hoang vu đều phong ấn. Nghe đến đó, tiêu phàm cùng Trần Dương lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, Trần Dương nhịn không được thì thảo nói ra, phong ấn cả lệ thú cánh đồng hoang vu, mà pháp trận, rốt cuộc có nhiều hơn A hát. Rất lớn, lớn đến người căn bản vô pháp tưởng tượng. Ân tính lão giả liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói ra. Bị phong ấn lệ thú cánh đồng hoang vu, triệt để cùng lệ thú dãy núi tua nhỏ ra, cũng cùng nhạc Tây Quốc nhân loại thành thị thôn trấn tua nhỏ ra, hình thành một cái độc lập không gian. Nhân loại đại năng chi sĩ đã từng liên thủ xâm nhập lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, cùng biến hóa yêu thú bên trong đại năng người đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau cũng không thể phá hư lệ thú cánh đồng hoang vu phong ấn. Bị đại trận triệt để phong ấn lệ thú cánh đồng hoang vu, bởi vì phong ấn lực lượng, đem không có khả năng sinh ra trên 10 cấp biến hóa yêu thú, mà đồng dạng đạo lý, nhân loại nguyên anh tu sĩ, cũng khó có thể tiến vào trong đó. Nguyên Anh tu sĩ cùng biến hóa yêu thú nếu như muốn muốn mạnh mẽ tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu phong ấn, tự sẽ lập tức dẫn phát đại trận công kích. Có thể tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu đích, cao nhất chỉ có thể là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, tung xem như kim đan kỳ trở xuống tu sĩ, cũng không thể tùy tiện đi vào trong đó, chỉ có thể thông qua truyền tống pháp trận, tại đại trận phong ấn chi lực tương đối yếu kém trong vòng 3 tháng, mới có thể ra vào. Mà đại trận phong ấn chi lực yếu bớt, là chu kỳ tính đích, 60 năm một cái luân hồi. Trên vạn năm thời gian xuống, lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, sinh trưởng lấy rất nhiều ngoại giới khó gặp linh thảo linh dược, còn có rất nhiều yêu thú. Những vật này, đều đối với ngoại giới có lực hấp dẫn cực lớn, không ít kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí nghĩ tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu, thử thời vật. Nếu là cơ duyên xảo hợp, có thể có được một cây vạn nam linh dược, hay hoặc là diệt sát vài đầu hiếm thấy đẳng cấp cao yêu thú, chẳng phải là một dạ chi gian có thể tiến dai thành công. Cho dù không đạt được thần kỳ như vậy hiệu quả, đem những này hiếm thấy vạn năm linh dược cùng yêu thú tài liệu ra tay, cũng là một số lớn đến khó có thể tưởng tượng tài phú. Bất quá đáng tiếc chính là, phàm là đánh loại này chủ ý tu sĩ, đều đụng phải một cái cộng đồng nan đề, thì phải là ra vào lệ thú cánh đồng hoang vu truyền tống trận, khống chế tại nhạc Tây Quốc ma đạo cửu đại tông môn trong tay. Bất luận kẻ nào muốn đi vào lệ thú cánh đồng hoang vu, đều phải trải qua ma đạo cửu đại tông môn đồng ý. Từ lúc nhiều năm trước kia, nhạc Tây Quốc ngược lại chính đạo ma đạo cùng tồn tại, trải qua mấy năm liên tục chinh chiến, không ngừng chém gờ yêu ta hết, ma đạo tông môn dần dần chiếm cứ thượng phong, cuối cùng nhất đem chính đạo tông môn đều đuổi đến đi ra ngoài, ma đạo tông môn độc chiếm nhạc Tây Quốc. Trước mắt tại nhạc Tây Quốc khai tông lập phái ma đạo tông môn, tất cả lớn nhỏ không sai biệt lắm có vài chục ra, nhưng chính thức tay cầm quyền hành đích, chỉ có các đen môn vu linh cốc đợi cửu đại tông môn, còn lại tiểu tông môn đều phân biệt phụ thuộc cái này cửu đại môn phái. Từ ma đạo cửu đại tông môn triệt để khống chế được nhạc Tây Quốc về sau, tự không còn có phóng mặt khác ngoại nhân tiến vào qua lệ thú cánh đồng hoang vu. Cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên muốn lưu cho người trong nhà. Bất quá đối với vu tiến nhập lệ thú cánh đồng hoang vu tu sĩ mà nói, đây rốt cuộc là một cơ hội còn là một bảy dập, thực sự rất khó nói. Vô luận như thế nào, lệ thú cánh đồng hoang vu là yêu thú thế giới cánh đồng hoang vu bên trong sinh trưởng lấy yêu thú nhiều vô số kể trên vạn năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức làm cho cánh đồng hoang vu ở phía trong cửu cấp đỉnh phong yêu thú cũng số lượng phần đông mặc dù nói yêu thú chỉ cần không thay đổi hình không có đột phá đến thập cấp linh trí tựu cũng không rất cao nhưng trời sinh cường hoành vô cùng thân thể cũng tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể đối với kháng đích mỗi lần mở ra truyền tống trận về sau tiến vào đến lệ thú cánh đồng hoang vô kim đan tu sĩ, còn sống ra tới vẫn chưa tới ba thành, đa số người ở bên trong hồn phi phách tán, thành yêu thú trong bụng món ăn. Nhưng mà, vẫn có vô số người đối với lệ thú cánh đồng hoang vô chạy theo như vịt. Bởi vì còn sống ra tới, không ít người đều mộng tưởng trở thành sự thật liễu tương đương. Không phải tìm được rồi có thể luyện chế nghịch thiên linh đan linh dược, chính là săn gờ yêu ta ít được hiếm thấy yêu thú, thu hoạch chân quý nội đan cùng tài liệu khác, một đêm phất nhanh, trở thành chỗ tông môn mới xủng. Nhưng là đại lượng kim đan tu sĩ vẫn lạc, lại lệnh cửu đại tông môn cao tầng cảm nhận được đau điếng người. Nhất là đã từng bị đánh bại, đuổi ra nhạc Tây Quốc chính đạo tông môn lại bắt đầu dần dần cường đại lên về sau, có phản công manh mối, mà đạo chín tông thì càng gia tăng cảnh giác lên, không hề cho phép môn hạ của chính mình kiệt xuất nhất nhất có hy vọng tiến giai nguyên anh đệ tử, tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu, trở thành yêu thú đồ ăn. Như vậy tổn thất, thật sao chịu không nổi. Bất quá, lệ thú cánh đồng hoang vu linh thảo linh dược cùng yêu thú tài liệu, nhưng cũng là bọn hắn chỗ nhu cầu cấp bách đích. Kết quả là, lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, đúng thời cơ mà sinh. chương 779, Vu Linh Cốc Cũng không biết xuất phát từ loại ý nghĩ nào, có quan hệ lệ thú cánh đồng hoang vu hung hiểm, ân tính lão giả đều một năm một người nói ra, cũng không có chút nào giấu diếm ý. Tiêu phàm như trước thần sắc chấn định, Trần Dương lại ồn ào bắt đầu đứng dậy, không được, chúng ta không thể đáp ứng. Ân tính lão giả lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, tiểu hoa nhi, ta không có ở hỏi ý kiến của các ngươi, các ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có lựa chọn. Cát lão quái cũng sớm đã nói với các ngươi đắc rõ ràng, hoặc là phục tùng sắp xếp của ta, hoặc là tử. Tuyệt không có con đường thứ ba có thể đi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, trong tay ta, còn có bình yên đào tẩu có thể sao? không biết là nguyên nhân gì ân tính lão giả đối với trần dương có chút không khách khí cùng đối đãi tiêu phàm thái độ có chút bất đồng trần dương khuôn mặt trướng đến đỏ bừng bộ ngực đầy đặn cao cao nhô lên ngạnh xanh xanh đem một ngụm ác khí nuốt xuống dù sao nàng có lẽ hay là ý thức được tại đây không phải trung thổ giới nàng cũng sớm đã không phải là cảnh sát hình sự quốc tế đây là một tuyệt đối mạnh được yếu thua thế giới theo ân tính lão giả biểu lộ đến xem hắn đối với chính mình theo lời hết thảy, đều cho rằng đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa các ngươi là kẻ yếu, cho nên các ngươi nhất định phải nghe ta đích. Nếu không, ta liền cho diệt gờ yêu ta hết các ngươi. Ân trưởng lão, trận này đánh cuộc, chừng nào thì bắt đầu. Hơi khoảnh, tiêu phàm bình tĩnh mà hỏi thăm, hắn vốn là sương hô ân tính lão giả vì tiền bối, hiện nay lại không chút khách khí mà cải thành ân trưởng lão. Thật sự tiêu phàm đối với bọn họ loại này diễn xuất rất khó nhận đồng hai tháng sau chúng ta còn có hai tháng chuẩn bị thời gian chúng ta đương nhiên ngươi cho rằng dựa vào ngươi hiện tại điểm ấy tu vi có thể tại lệ thú cánh đồng hoang vu còn sống đi ra sao cát lão quái trào chính là cái kia trừ chín ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy kim đan hậu kỳ tu vi đỉnh cao lão phu nhìn ra được tiểu tử kia là hung ác nhân vật lợi hại thủ đoạn cùng đại thần thông bảo vật cũng không tại số ít đợi một thời gian tiến giai nguyên anh tối thiểu có ba bốn thành nắm chắc tự loại này, tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, có thể sống sót nắm chắc, cũng không đến một nửa. Người cảm giác mình cùng hắn so, ai mạnh ai yếu. Tiêu phàm không khỏi im lặng. Hắn mặc dù không có cùng chữ chín đã giao thủ, nhưng người này tại pháp lực bị giam cầm 78 phần 10 tình hình hạ, còn như vậy thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, xác thực không uổng công ân tính lão giả cho hắn đánh giá cao như vậy. Nếu như ngay cả như vậy tiêu chuẩn, đi tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, sinh tồn tỷ lệ xuất lĩnh cũng chưa tới một nửa, như vậy chính mình thật sự có có thể là đánh giá thấp lệ thú cánh đồng hoang vu hung hiểm. Bất quá ngươi cũng không muốn quá nản chí mất chí khí, đã lão phu coi trọng ngươi, cho ngươi đại biểu ta đi tham gia đánh cuộc, luôn có vài phần nắm chắc đích. Bằng không thì, người cho rằng ta dỗi rãnh đắc không có chuyện gì sao. Trận này đánh cuộc, liên lụy lợi ích rất lớn, xa xa không chỉ là vài cọng dược thảo, vài khỏa yêu đan đơn giản như vậy, những này cũng chỉ là mặt ngoài mấy cái gì đó ân tính lão giả bổ sung vài câu lợi ích hút mắc, tiêu phàm hơi có chút kinh ngạc ừm ân tính lão giả nhẹ gật đầu nhạc tây kế lớn của đất nước do chúng ta cửu đại công môn quản lý nhưng lợi ích như thế nào phân phối trong chúng ta bộ cũng còn muốn có một cân đối ví dụ như mạch khoáng phương thị giao dịch hội vân vân từ từ cũng sẽ không là đã hình thành thì không thay đổi đích mỗi 60 năm đều muốn một lần nữa phân phối một lần. Dĩ vãng mỗi đến một lần nữa phân phối thời điểm, đều vì cái này sự tình tranh giành túi bụi. Vì vậy, chúng ta tự lấy đánh cuộc kết quả đến quyết định lợi ích một lần nữa phân phối. Tiêu phàm lần này xem như triệt để bó tay rồi, không nghĩ tới tu chân giới cũng đồng dạng có như vậy lợi ích hút mắc. Bất quá ngấm lại cũng không kỳ quái, có một câu, gọi là, có người địa phương thì có giang hồ, đặt ở tu chân giới, cũng đồng dạng rất chuẩn không có tài nguyên, lại thiên tài ra hỏa, cũng xây không được tiên. Tài nguyên hơn quả, trực tiếp quyết định một môn phái hưng suy. Mỗi 60 năm, chúng ta những này nguyên anh tu sĩ, đều muốn phái ra một người tham gia trận này đánh cuộc. Căn cứ cuối cùng nhất kết quả, đến tính toán đánh cuộc thắng bại. Trận này đánh cuộc kết quả đã như vậy trọng yếu, đánh cuộc quy tắc nhất định cực kỳ nghiêm khắc, chém gỡ yêu ta khẳng định cũng thảm thiết dị thường. Trần Dương tâm thẳng trầm xuống, cầm thật chặt tiêu phàm tay, mềm mại trong lòng bàn tay, chảy ra điểm một chút mồ hôi. Tiêu phàm trong nội tâm, đảo không hoàn toàn là khẩn trương, ngược lại chính thức chấn định lại liếu tương đương. Ít nhất, hắn nhưng để xác định, tại tham gia đánh cuộc trước hai tháng này, hắn và Trần Dương cũng sẽ là an toàn đích. Mặc kệ cục diện cỡ nào hung hiểm, hắn còn có gần hai tháng đến nghĩ biện pháp tự cứu. Rất xa, một tòa thành thị ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Trần Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, hiện lên một vòng không dám tin thần sắc. Tòa thành thị này, thật sự quá lớn, nàng còn chưa bao giờ tại trung thổ dưới bái kiến như vậy hùng vĩ đồ sộ thành thị. Tuy nhiên cách đắc rất xa, bọn hắn lại là ở trên không bên trong phi đột, nhưng như cũng có thể thô sơ giản lược mà phỏng chừng tìm được, tòa thành thị này chỉ ít có mấy trăm dặm rộng lớn. Không phải phạm vi mấy trăm dặm, chắn thẳng mấy trăm dặm. Thật lớn như thế thành thị, coi như là trên địa cầu những kia lớn nhất đại đô thị, đều xa xa không bằng, kém xa liễu tương đương. Để cho nhất tiêu phàm cùng Trần Dương giật mình chính là, tòa thành thị này rõ ràng còn xây có tường thành, tường thành bên ngoài, còn vây quanh một đầu rộng lớn sông đào bảo vệ thành. Trong thành thị, phòng ốc lâm lập, đường đi ngay ngắn, người ở đông đúc, từ xa nhìn lại, phi thường náo nhiệt. Ân tính lão giả lạnh nhạt nói ra, đó là Quảng Ninh Châu Châu Thành. Châu Thành có cấm bay cấm chế, lão phu chẳng muốn cùng bọn tiểu bối rong dài, chúng ta đi vòng qua A. Quảng Ninh Châu Châu Thành, ân trưởng lão, nhạc Tây Quốc tổng cộng có mấy cái châu. Cây ếch yêu ta ếch sợ ngoài, tiêu phàm nhịn không được hỏi. Nguyên lai tưởng rằng khổng lồ như vậy thành thị, nên vậy chính là nhạc Tây Quốc Đô Thành không thể nghi ngờ. Ai biết cũng chỉ là chính là một tòa châu thành. Xem ra chính mình trước kia đối với thoi ma giới diện tích lãnh thổ bao la nhận thức, có lẽ hay là quá hẹp rồi bị quản chế tại đã có nhận thức phạm trù. Bất quá nói đi thì nói lại, tại đây một tòa lệ thú dãy núi, tự kéo dài trăm vạn dặm, độ rộng vượt qua mười vạn dặm. So địa cầu đại không biết gấp bao nhiêu lần. Trong vũ trụ khổng lồ như vậy tinh thể cũng tồn tại không ít. Ân tính lão giả đáp, hai mươi ba châu. Chúng ta nhạc tây là tiểu quốc, tuy nhiên tại lệ thú dãy núi dùng tây cũng còn sắp xếp thượng số. Nhưng cùng nam châu đại lục, huyết linh đại lục những địa phương kia đại quốc gia tương đối nhưng tự cách nhau xa. Huyết linh đại lục, tiêu phàm lại âm thầm lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ huyết linh đại lục đã ở thoi ma giới? Cái này giới diện, rốt cuộc đến cỡ nào rộng lớn? Như thế nào, tiêu đạo hữu đi qua huyết linh đại lục? Ân tính lão giả lược có chút kỳ quái, liếc tiêu phàm liếc, hỏi. Tiêu phàm vội vàng đem giật mình thần sắc thu liếm bắt đầu đứng dậy, nói ra, không có, chỉ là nghe nói mà thôi. Ân tính lão giả nhẹ gật đầu, nói ra cái này là được rồi. Từ ngàn năm trước kia, không gian dị biến về sau, các vượt biển truyền tống đại trận đều xuất hiện vấn đề, lúc linh lúc mất linh đích. Truyền tống giá cả cũng quý đắc không hợp thói thường. Nói đến đây, ân tính lão giả lại đánh giá tiêu phàm hai mắt. Tiểu tử ngươi không phải tự xưng một kẻ tán tu sao? Chẳng lẽ ngươi còn có như vậy thân gia, có thể cần phải khởi vượt biển truyền tống phí tổn? Nếu thật là nói như vậy, tự tuyệt không thể nào là tán tu từ không gian dị biến về sau, vượt biển truyền tống phí tổn, coi như là một cái chung đảng tông môn đều chịu không nỗi đích. Nói như vậy, không gian dị biến ảnh hưởng đích, không chỉ có chỉ là đi thông trung thổ thế giới không gian thông đạo sụp đổ, ảnh hưởng phạm vi phi thường rộng khắp. Ân tính lão giả khống chế độn quang cực kỳ rất nhanh, xa xa này tòa đại thành, trong nháy đã đến gần rất nhiều, một ít cao lớn công trình xây dựng rõ ràng có thể thấy được. Ân tính lão giả lập tức chuyển cái phương hướng, theo đại thành biên giới bay đi tiêu phàm thần niệm quét qua đi qua, lập tức ngay tại thành thị trên không điều tra đến hết sức rõ ràng linh lực chấn động, nên vậy chính là ân tính lão giả nói cấm bay cấm chế. Khoảng cách gần bay qua chỗ ngồi này đại thành, Trần Dương có lẽ hay là sợ hãi thán phục không thôi. Hẹn ước mạc phi hành ba bốn canh giờ, trước phương hiển lộ ra một tòa hùng vĩ dãy núi, từ xa nhìn lại, xanh ngắt một mảnh, linh khí mở mịt. Chúng ta nhanh đến liễu tương đương. Ân tính lão giả thuận miệng nói ra, độn nhanh chóng không chút nào giảm, theo dãy núi trên không vượt qua. Lại lại phi hành gần nửa canh giờ, mới xa xa chứng kiến một cái sơn cốc, cốc khẩu đứng thẳng cực lớn bằng đá môn lâu, khí thế hùng vĩ, linh khí chấn động cực kỳ mãnh liệt, đem trong sơn cốc hết thảy cảnh vật, che lấp đắc như ẩn như hiện. Ba cái màu đỏ sậm chữ to tại bằng đá môn trên lầu phương lóng lánh lấy màu đỏ sậm sáng bóng, ẩn ẩn lộ ra một cổ huyết tinh yêu dị khí. Ba chữ kia, tiêu phàm không biết, cùng bọn họ tại cha ma tổ vu trong lăng mộ nhìn thấy cổ nhung tộc văn tự cực kỳ tương tự. Ân tính lão giả khí tức trên thân, cũng cùng cha ma tổ vu lăng mộ thạch trong điện cuối cùng bị đoạt xá yêu thú phi thường gần. Tăng thêm ân tính lão giả tự giới thiệu là vu linh cốc đại trưởng lão, tiêu phàm cơ hồ có thể kết luận, nơi này chính là vu linh cốc. Hơn nữa, vu linh cốc nên vậy cùng cha ma tổ vu thủ đoạn sáng tạo khuyển vu môn có nào đó mật thiết liên quan. Quả nhiên, ân tính lão giả nói ra, đến, phía trước chính là vu linh cốc. Độn quang dần dần chậm lại, tại bằng đá môn trước lầu rơi xuống. Bốn gã trông coi môn lâu vu linh cốc đệ tử vừa thấy, lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười, đồng loạt mà đón chào, đồng loạt hướng ân tính lão giả khom người thi lễ, kính cẩn nói, đệ tử tham kiến đại trưởng lão. Tiêu phàm thần niệm quét qua, liền phát giác bốn người này rõ ràng đều có chút cơ kỳ tu vi, một người trong đó, thậm chí còn là chút cơ hậu kỳ đại thành cảnh giới, Tùy thời cũng có thể đặt chân kim đan kỳ tại vu linh cốc lại chỉ có thể làm cổng bảo vệ vu linh cốc vị cư ma đạo cửu đại tông môn một trong quả nhiên có chút đạo lý miễn đi ân tính lão giả khoát tay chặn lại nói ra ta rời đi mấy ngày nay trong cốc không có phát sinh cái gì đại sự a à. kỳ thật nếu thật là trong cốc đã xảy ra đại sự trong cốc đệ tử sớm đã dùng vạn lý phù thông chi hắn chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi mà thôi tên kia chúc cơ hậu kỳ đệ tử vội vàng nói, khởi bẩm đại trưởng lão, trong cốc hết thảy bình an, không có phát sinh cái gì đại sự. Ân tính lão giả nhẹ gật đầu, không nói thêm lời nào, độn quang cùng một chỗ, lại đem tiêu phàm cùng Trần Dương khỏa trong đó, ba, mà một tiếng, xuyên qua sơn môn cấm chế, hướng trong cốc bay nhanh mà đi. Bất quá lần này, là tầng trời thấp phi hành, tốc độ cũng muốn chậm nhiều. Lúc này, tiêu phàm cùng Trần Dương mới nhìn rõ trong cốc tình hình, cũng cùng một tòa loại nhỏ thành thị không sai biệt lắm, các loại công trình xây dựng san sát nối tiếp nhau, trang trịt hấp dẫn, trật tự tỉnh nhiên. chỉ có điều linh khí cực kỳ nồng đậm, xa không phải ngoài núi địa phương khác có thể so sánh đích. phòng trưng cái này dưới mặt đất, chôn lấy một đầu phẩm chất cực cao linh mạch. vu linh cốc đứng hàng ma đạo chín tông, chiếm cứ một cái linh khí mùi thơm ngào ngạt chỗ kiến tạo chính mình sơn môn, chính là đương nhiên. đối với trong cốc những kiến trúc này vật ân tính lão giả chẳng thèm ngó tới, phối hợp khống chế độn quang, hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong bay đi, trên đường đi đụng phải vu linh cốc môn nhân đệ tử, nhìn thấy cái này đạo độn quang, nguyên một đám liên tục không ngừng mà dừng bước lại, nhìn trời thi lễ, miệng nói, đại trưởng lão. Chọn vẹn trong cốc bay rồi một phút đồng hồ, công trình xây dựng thoáng cái trở nên thưa thất bắt đầu đứng dậy, phía trước trên vách núi, hiển lộ ra một tòa cự đại động phủ, cửa động dùng bạch ngọc điêu thành, khí thế thập phần to lớn. Ân tính lão giả tay phải vừa nhấc, một đạo pháp quyết đánh ra, bạch ngọc cửa động thượng một hồi vần nước loại chấn động, từ từ mở ra đến. Độn quang hướng về trong động phủ lóe lên mà vào, cửa động lập tức tự động đóng chặt bắt đầu đứng dậy. chương 780, điều kiện. Ân tính lão giả không hổ là vu linh cốc đại trưởng lão, động phủ lệnh tiêu phàm xem thế là đủ rồi. Trước đó, tiêu phàm chưa bao giờ nghĩ tới, động phủ có thể là cái dạng này đích, tuy nhiên không nói đỉnh đài lầu các mọi thứ đều đủ, thực sự tuyệt đối cùng người bình thường trong suy nghĩ động phủ hoàn toàn bất đồng. chỗ này động phủ là trong lòng núi một chỗ cực lớn không gian. ân tính lão giả trong động phủ nhập ra tùy tục lại mở lại thích nhiều độc lập lỗ nhỏ phủ mỗi một chỗ động phủ cửa ra vào tiêu rin khí mờ mịt nhìn về phía trên tựa như ảo mộng tựa như tiên cảnh giống nhau. ân tính lão giả đem tiêu phàm cùng trần dương trực tiếp mang vào đối diện đại môn một cái tiểu trong động phủ bên trong bị bố trí thành đại khách đại sảnh bộ dáng chỉnh tề bày đặt hai hàng bạch ngọc điêu khắc mà thành chỗ ngồi, động phủ trong, giường cột chạm trổ, rất có trần tục gian phú quý khí tức. Ân tính lão giả thân là nhất phái đại trưởng lão, nơi này dĩ nhiên là là hắn tiếp đái khách nhân, cùng trong phái đồng đạo thương nghị đại sự chỗ. Ân tính lão giả hướng trung tâm bên phải ghế bành ở phía trong ngồi xuống, tay bãi xuống, nói ra, hai vị tiểu hữu đều ngồi đi. Tiêu phàm cũng không khách khí, vừa chắp tay, cáo một tiếng tội, liền là thản nhiên an vị, Trần Dương gần sát ở bên cạnh hắn ngồi xuống, không ngừng tò mò đánh giá chung quanh. Trần Dương Nguyên vốn cũng không phải là cái loại này đặc biệt nhát gan sợ phiền phức tính tình. Đã đến từ tác chính là An Chi. Lập tức, thì có một gã người hầu cách ăn mặc thanh niên nam tử từ một bên chuyển đi ra, hướng ân tính lão giả sâu thi lễ, sau đó cho ba người dân mùi thơm ngát sông vào mũi nước trà, khoanh tay đứng hầu một bên. Thanh niên này nam tử mặc dù là người hầu cách ăn mặc, lại tướng mạo tuấn lãng, trên người vậy mà phát ra không thua chút cơ hậu kỳ đại thành linh lực chấn động. Tại dưới mắt trung thổ giới, tu vi như vậy coi như là thế ngoại cao nhân trình độ, ai ngờ đến nơi này thoi ma giới góc chi địa, dĩ nhiên là người khác nô bộc gã sai vặt, lo liệu tiện dịch. Đây là bổn cốc đặc sản linh trà, trường kỳ dùng để uống, đối với tăng cường thần thức chi lực không thể không có lợi. Hai vị tiểu hữu có thể nếm thử. Ân tính lão giả ngược lại vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ tâm tình không tệ tên thanh niên kia nam tử không khỏi thoảng qua vừa nhấc mắt ra, hiện lên một vòng ánh mắt kinh ngạc. Không biết hai người này là thần thánh phương nào, rõ ràng làm cho trước sau như một cây nhiệt âm hiểm đại trưởng lão, cũng như thế chiêu hiền đại sĩ. Tiêu phàm không người tử, nâng chung trà lên liền uống một ngụm, không có nửa phần trần chờ. Dùng ân tính lão giả cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt, lại thân ở vu linh cốc nội địa, đối phương muốn đối với bọn họ bất lợi lời mà nói, thật sự là dễ dàng, hoàn toàn không cần phải tại trong nước trà lừa gạt cái gì tay chân. Cái này đương làm khẩu lộ ra trần chờ do dự ý, chỉ biết không duyên cớ bị đối phương khinh thường rồi, càng thêm sinh ra lòng khinh thị. Thấy tiêu phàm như vậy chấn định tự nhiên cử chỉ, ân tính lão giả hai mắt có chút ngưng tụ, nói ra tiêu đạo hiếu, dọc theo con đường này, người nên vậy có quyết đoán A. À. Nói thực ra, người cũng không được cái gì lựa chọn. Tiêu phàm đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra, ân trưởng lão, lời nói cũng không thể nói được như thế võ đoán. Tại hạ vẫn có mấy vấn đề muốn trước hiểu rõ, mới có thể năng lực cuối cùng nhất quyết định. Phải không, cái kia tốt, người hỏi đi. Ân tính lão giả sao cũng được nói, một bộ cao cao tại thượng, hết thảy đều ở trong khống chế bộ dáng. Thứ nhất, nếu như tại hạ đi tham gia cái này đánh cuộc lời mà nói, tại hạ bạn gái, ân trưởng lão phải bảo đảm an toàn của nàng. Đây là điều kiện tiên quyết. Tiêu phàm lập tức nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào cứu vãn đường sống. Trần Dương sáng ngời hai con người lập tức thần thái sáng láng, toát ra cực kỳ ôn nhu thần sắc. Ha ha, cái này tự nhiên không có vấn đề. Trần Đạo Hữu là trời sinh kim linh thể, loại này chỉ do tính linh thể, tại bất kỳ môn phái nào đều rất được hoan nghênh, là kiệt lực bồi dưỡng đối tượng. Chỉ cần tiêu Đạo Hữu ngoan ngoãn đi tham gia đánh cuộc, Trần Đạo Hữu ngoan ngoãn ở lại vu linh cốc, không dậy nổi hắn tâm tư của hắn lão phu có thể cam đoan trần đạo hữu an toàn. Ân tính lão giả ha ha cười một tiếng, cũng là không chút do dự đáp. Tiêu phàm trong nội tâm lược an. Lời nói thật nói, hắn hiện tại lo lắng nhất đúng là Trần Dương an nguy, đảo là chính bản thân hắn, phản mà không phải khẩn trương như vậy. Dù sao lấy hắn dưới mắt tu vi, chỉ cần nguyên anh kỳ lão quái vật không trực tiếp đối với hắn ra tay, tự cũng không có quá lớn nguy hiểm. Đánh không lại cũng có thể chạy trốn qua đối với lĩnh ngộ tự ngân rực lôi bằng loại này trời sinh thánh linh phong độn thuật tiêu phàm có lẽ hay là có chút tự tin đích bất quá xin thứ cho lão phu nói thẳng hai vị tiểu hiếu hẳn không phải là song tu bầu bạn a ta xem trần đạo hiếu cổ rất vai vác thẳng hai hàng lông mày trói chặt chính là thân sử nữ hơi khoảnh ân tính lão giả còn nói thêm khóe miệng mang theo một cổ giống như cười mà không phải cười thần sắc trần dương lập tức khuôn mặt đỏ bừng diễm lệ ướt át vừa thẹn vừa giận chừng mắt nhìn ân tính lão giả liếc. Ngay tiêu phàm cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, nháo cái đỏ thấm mặt. Ha ha, âm dương giao hợp, chính là thiên địa chi đạo, chúng ta người tu đạo, đối với đây hết thảy lại càng thấy rất mở. Các môn các phái, đều có song tu bí quyết, đối với tinh tiến song phương tu vi, đột phá tu luyện bình cảnh, đều vô cùng hữu ích. Hai vị tiểu hữu tương lai hay là muốn nhanh chóng kết hôn, vợ chồng song tu, âm dương điều hòa, để sớm ngày đột phá bình cảnh nâng cao một bước ân tính lão giả vừa cười vừa nói chỉ là cái kia bén nhọn tiếng cười nghe vào hai người trong tai tuy nhiên cũng kìm lòng không được địa tâm ngọn nguồn phát lạnh tiêu phàm định ra thần trí cười cười nói ra đa tạ ân trưởng lão nhắc nhở ân trưởng lão không biết tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc cụ thể quy tắc rốt cuộc là như thế nào đánh cuộc quy tắc rất đơn giản phàm là nhạc tây quốc nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể phái ra một người đại biểu chính mình dự thi. Đương nhiên, trừ chúng ta cửu đại tông môn, nhạc tây quốc mặt khác tông môn cùng tu chân gia tộc, hiện giai đoạn cũng không có nguyên anh tu sĩ. Năm nay đánh cuộc, dự tính sẽ có 21 người tham gia. Chiếu cái này thuyết pháp, nhạc tây quốc trước mắt tổng cộng có 21 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng có thể có chút tương đối cường đại tông môn, có 3 vị nguyên anh tu sĩ, cũng không biết vu linh cốc có mấy vị. Bất quá ân tính lão giả chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền nhóm tên là Vu Linh Cốc đại trưởng lão, phòng trừng trong cốc không đại khả có thể có ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiêu Phàm đối với thoi ma giới tình hình, cơ bản có lẽ hay là hai mắt một vòng hắc, không biết Nhạc Tây quốc có được 21 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, tại cả Nhạc Tây khu tu chân giới, tính toán là một loại gì chính là hình thức tiêu chuẩn. Bất quá, Nhạc Tây quốc ma đạo chín tông có thể đem tất cả chính đạo tông môn đều đuổi đi ra, nhất thống Giang Sơn, cái này tiêu chuẩn nên vậy không tính rất thấp. Cái kia như thế nào phân ra thắng bại đâu này? Vậy thì càng đơn giản, các người tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu phong ấn đại trận trước kia, chúng ta hội giao cho các người một phần danh sách, bên trên nhóm ra lần này đánh cuộc bia vật. Bình thường không phải hiếm thấy Linh Hoa Linh Thảo, chính là cửu cấp yêu thú nội đan cùng tài liệu khác. Đến cuối cùng, căn cứ bắt được cái này chút ít đông sisterson ít đến định thắng bại. Tìm được bia vật càng nhiều người dĩ nhiên là là thắng ra ân tính lão giả từ từ nói ra tiêu phàm trầm giọng hỏi người thắng chỉ có một ân tính lão giả cười một tiếng nói ra thế thì không đến mức như thế rất thưa thớt dựa theo dĩ vãng lệ cũ bình thường có thể có ba bốn thành người dự thi còn sống đi ra sau đó hội căn cứ những người dự thi này tìm được bia vật hơn quả đến xác định bài danh đây cũng là chúng ta cửu đại tông môn một lần nữa phân chia lợi ích trọng yếu căn cứ một trong bất quá có một chút ta ở chỗ này muốn nhắc nhớ trước ngươi. Tiêu phàm vội vàng nhìn về phía ân tính lão giả. Bởi vì lệ thú cánh đồng hoang vu đi thông ngoại giới chỉ có một truyền tống trận, phòng ấn uy lực yếu bất thời gian, chỉ có ba tháng. Ba tháng này trong, các ngươi phải tận khả năng nhiều mà thu thập đến bia vật, cũng phải đuổi tại phòng ấn uy lực một lần nữa tăng cường trước kia, đuổi tới truyền tống trận. Nếu không, một khi bỏ qua lời mà nói, vậy thì lại cũng khó có thể đi ra. Vì cái gì? Trần Dương cấp cấp hỏi, mặt mũi tràn đầy quan tâm vẻ. Rất đơn giản, phòng ấn đại trận uy lực rất mạnh, dưới tình huống bình thường, không có khả năng có kim đan tu sĩ có thể ở bên trong sinh tồn vượt qua 60 năm đích. Ngoại trừ uy lực này yếu bớt 3 tháng, ngày thường bất luận cái gì thời điểm, bên trong truyền tống trận cũng sẽ không mở ra. Cái kia nếu là có người dự thi không nói quy củ, cái gì cũng không làm, tụ đợi đến tại truyền tống trận phụ cận cướp gỡ yêu ta những người dự thi khác, cướp đoạt bia vật, làm sao bây giờ? Ân tính lão giả liền nở nụ cười, hai mắt nhíu lại, chậm rãi nói ra, đây không phải không nói quy củ, cái này vốn chính là đánh cuộc thái độ bình thường. Lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, ngoại trừ thắng thua, sẽ không có mặt khác bất luận cái gì quy củ. Mặc kệ người dự thi tại cánh đồng hoang vu trong như thế nào làm việc, chúng ta chỉ nhìn cuối cùng nhất kết quả. Chỉ cần người có năng lực, đem bả tất cả người dự thi đều gợi yêu ta ít sạch, một người tìm được toàn bộ bia vật đi ra, đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá cái kia tự nhiên là không thể nào đích, có thể được tuyển bà tham gia đánh cuộc gia hỏa, tự không có một người nào, không có một cái nào kẻ yếu. Tượng tiêu đạo hiếu loại này tu vi, nếu như không phải đụng với lão phu, trên cơ bản cũng sẽ không có người phái người đi lệ thú cánh đồng hoang vô chịu chết đích. Ân tính lão giả nói xong, liếc tiêu phàm liếc, hiện lên một vòng khinh thường ý. Tiêu phàm thần sắc như thường, không nhúc nhích chút nào. Tu Vi đến hắn hôm nay tâm cảnh, nho nhỏ vài câu ngôn ngữ ký bản quyền tê ý bản quyền, ở đâu còn có thể đơn giản dẫn động hắn lửa giận trong lòng. Trần Dương lại không phục lắm nói, vậy ngươi lại và những người khác có cái gì bất đồng. Ân tính lão giả không để ý tới hội Trần Dương, chỉ là nhìn qua tiêu phàm, nói ra tiêu đạo hiếu, người biết trước đó, ta là ý định phái ai đại biểu ta đi tham gia đánh cuộc sao. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, ân tính lão giả sờ lên trơn bóng cái cằm nói ra ta ý định phái ta tìm hai mươi mấy năm thời gian tỉ mỉ luyện chế một cụ thổ ma ngẫu đi tham gia đánh cuộc thổ ma ngẫu người hiểu hay không tiêu phàm lần nữa lắc đầu trong nội tâm thầm giật mình không lâu hắn còn bái kiến thạch ma ngẫu nhưng xa xa chưa nói tới hiểu được ân tính lão giả cũng không hướng tiêu phàm giải thích cái gì gọi là ma ngẫu chỉ là phối hợp nói ra này là thổ ma ngẫu đã có kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới thực lực. Đơn tuần sức chiến đấu, so với bình thường kim đan đại thành tu sĩ còn phải mạnh hơn vài phần. Có thể nói là lão phu đắc ý chi tác liễu tương đương. Bất quá, ma ngẫu có trời sinh hoàn cảnh xấu, chính là linh trí không cao. Này là thổ ma ngẫu, ta tỉ mỉ đào tạo hai mươi mấy năm, đã muốn dùng hết mọi biện pháp đến đề cao linh trí của nó, nhưng hiệu quả rất có hạn. Phái một cụ như vậy ma ngẫu đi dự thi, thắng tỷ lệ thật sự không lớn một lời điểm, ân tính lão giả hai hàng lông mày cao lại, tựa hồ thật là không vui. Chẳng lẽ ân trưởng lão cho rằng, tại hạ sao kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực còn mạnh hơn sao? Tiêu phàm bất động thanh sắc, thấp giọng hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 780.